đây không phải hợp ý chúng ta sao? Chính quyền thị trấn muốn chuyển nhượng cũng không sao, chúng ta bỏ tiền mua. Nhân viên không cần, chúng ta cũng có thể mua. Chẳng qua Dương ca, anh phải khuyên bọn họ, nếu sau này công ty phát triển thì hối hận không kịp. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Điểm này phải cẩn thận, nếu mua cổ phần từ tay nhân viên phải được công chứng, tránh phiền phức về sau. Tổng số cổ phần trong tay nhân viên cũng không đến 33%, tài chính, tài sản được tính toán thì không quá 1 triệu, trong này còn bao gồm cả mấy trăm ngàn mà công ty kiếm được từ quốc lộ An Lam. Như vậy tài sản chủ yếu của công ty là khu đất và máy móc. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng rồi nói. Sai rồi, anh nói sai rồi. Tài sản công ty không phải ở đó mà là nhân viên, đây là điều quan trọng nhất. Máy có thể mua, đất có thể mua, nhưng nhân viên kỹ thuật thì mất vài năm chưa chắc đã bồi dưỡng ra. Đây là tinh hoa của công ty xây dựng số 2. Nếu không anh nghĩ tại sao em muốn mua công ty xây dựng số 2? Triệu Quốc Đống nói làm Dương Thiên Bồi run lên. Phải biết nhân viên của công ty xây dựng số 2 đều có nhiều năm kinh nghiệm, các công trình bình thường làm quá đơn giản. Dương ca, anh không cần quá lo lắng. Cổ phần của nhân viên công ty không đầy 33%, còn đâu nằm trong tay chính quyền thị trấn cũng không đến 1 triệu. Em bỏ 500 ngàn, Dương bỏ 500 ngàn, cổ thúc bỏ 300 ngàn là đủ. Sau đó chúng ta bắt đầu thực thi, tranh thủ trong thời gian 5 năm khiến công ty thay đổi hoàn toàn. Triệu Quốc Đống cũng có tự tin. Công ty xây dựng số 4 khi xây dựng công trình ở khu khai phát đã có vấn đề, điều này làm Cù Vận Bạch rất khó chịu. Vừa lúc có thể để công ty xây dựng số 2 tiến vào. Khu khai phát cuối năm sẽ có nhiều công trình lớn, nhiều công ty bắt đầu lục tục xây dựng. Chỉ riêng các hạng mục này cũng đủ để công ty xây dựng số 2 làm trong nửa năm tới. Như vậy anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Quốc Đống, Lão Cổ, cứ quyết định như vậy đi. Bên chính quyền thị trấn đã công khai tuyên bố chuyển nhượng hơn 1 triệu tiền cổ phần của công ty xây dựng số 2, nhưng giá rất thấp, ngay cả người trong công ty cũng không ai nhiệt tình, nói gì người khác. Lãnh đạo thị trấn có lẽ lo không bán được sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của huyện, cố gắng gạ tôi hoặc nhờ tìm người đến mua. Tôi lúc ấy đã giả vờ từ chối. Tôi thấy chúng ta tập trung được tiền thì thời cơ cũng tới, cũng có thể khiến thị trấn cho các chính sách ưu đãi. Quyển 3, chương 81, Công ty Thiên Phu. So sánh với việc kinh doanh, Triệu Quốc Đống thấy cuộc sống tình cảm và con đường chính trị của mình khó khăn hơn nhiều. Mặc dù hắn cố gắng nhưng vẫn không giảng hòa được với Khổng Nguyệt, điều này làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Có đôi khi hắn còn muốn bỏ tình cảm này đi, nhưng cuối cùng lại không thể quyết định. Hắn không biết Khổng Nguyệt nghĩ ra sao về mình. Trên thực tế hắn cũng không làm chuyện gì quá mà, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Phụ nữ là gì? Là hổ. Triệu Quốc Đống nhớ đến câu nói này. Đường Cần có lẽ chính là bóng ma trong cuộc sống tình cảm của hắn, luôn làm hắn nghĩ tới. Mà Khổng Nguyệt có lẽ chính là điềm báo. Triệu Quốc Đống nhớ đến lời nhắc của Hùng Chính Lâm với hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại là người không nóng lòng muốn nói chuyện hôn nhân, hoặc là kẻ ăn bát nhìn nồi, có cô này nghĩ cô khác. Còn trẻ thì phải dành nhiều thời gian mà phấn đấu. Phụ nữ trời sinh là thứ phụ thuộc người mạnh. Phụ nữ xuất sắc là tài nguyên hiếm thấy. Nếu muốn được trái tim các cô thì phải thể hiện thực lực của mình. So với động vật trong tự nhiên thi thoảng cũng lộ sự dũng mãnh, bộ lông, tiếng hót của mình, như vậy đàn ông nếu muốn được phụ nữ, nhất là trái tim phụ nữ xuất sắc thì càng phải thể hiện mình. Sự nghiệp thành công hay không là yếu tố cơ bản nhất xác định đàn ông xuất sắc ở thời đại này. Còn phải có bạn bè, quan hệ rộng rãi, như vậy đàn ông mới gọi là thỏi nam châm. Triệu Quốc Đống cười cười và nghĩ vậy mình thì sao? Công ty xây dựng số 2 đã chính thức cải cách, phương án cuối cùng đưa ra là 96 nhân viên nắm giữ 5.000 cổ phiếu, 20 nhân viên kỹ thuật và quản lý mặc dù phản đối kịch liệt, cũng kiệt lên chính quyền thị trấn, huyện ủy nhưng cuối cùng vẫn chỉ đối xử ngang nhau. Nhưng thật ra 1 triệu 300 ngàn của chính quyền liền được bán theo cách công khai. Chẳng qua nhân viên công ty xây dựng số 2 đều muốn bán cổ phần của mình ra khiến việc bán ra của chính quyền kém đi nhiều. Ngay cả nhân viên cũng không muốn cổ phần của công ty, như vậy sức hấp dẫn đối với bên ngoài đã giảm đi nhiều. So sánh với mấy công ty khác như nhà máy cơ khí Lợi Đạt, nhà máy thịt lợn Giang Khẩu, xí nghiệp vận chuyển Giang Khẩu, nhà máy thực phẩm và công ty sợi Hoa Liên, nhà máy sản xuất thiết bị Hoa Liên thì công ty xây dựng số 2 đúng là không có gì đáng chú ý. Cuối cùng một đám lãnh đạo chính quyền không ngừng đến làm công tác với Dương Thiên Bồi,
yêu cầu y dẫn đầu mua một khoản cổ phần, cũng tỏ vẻ thị trấn sẽ hỗ trợ khoản vay. Lúc này mới làm đám người Dương Thiên Bồi cùng nhân viên kỹ thuật, quản lý mua một chút. Nhưng vẫn còn hơn 700.000 cổ phần không ai mua. Cuối cùng do Triệu Phu Vọng và Cổ Chí Thường để Dương Thiên Bồi ra mặt mua lấy toàn bộ. Công ty xây dựng số 2 cuối cùng đã cải cách thành công. Cứ như vậy cổ phần của công ty xây dựng số 2 theo tỷ lệ tính toán 1 tệ 1 cổ phiếu, Dương Thiên Bồi nắm giữ 300.000 cổ phiếu, Triệu Phu Vọng nắm 500.000, Cổ Chí Thường nắm 150.000, nhân viên kỹ thuật và quản lý nắm giữ tổng số 150.000, nhân viên bình thường nắm giữ khoảng 300.000 cổ phiếu. Sau đó rất nhiều nhân viên muốn bán lại cổ phiếu, điều này làm Dương Thiên Bồi và Triệu Phu Vọng lấy giá lúc trước mua lại được hơn 100.000 cổ phiếu. Cổ Chí Thường cũng bỏ thêm tầm 50.000, mấy nhân viên kỹ thuật và quản lý khác cũng mua lại của nhân viên bình thường. Nhân viên bình thường chỉ nắm giữ không đến 50.000 cổ phiếu. Cuối cùng kết luận Dương Thiên Bồi lấy quyền mình là cổ đông lớn nhất quyết định đổi tên công ty xây dựng số 2 thành công ty xây dựng Thiên Phu Ando. Cả quá trình cải cách tiến hành một tháng. Cũng may công trình thi công quốc lộ An Lam của công ty xây dựng số 2 đã kết thúc, công tác chủ yếu chỉ là thu hồi tiền. Điều này không ảnh hưởng mấy tới hoạt động đối với công ty Thiên Phu. Việc cải cách các công ty ở huyện Giang Khẩu hoàn thành khá tốt. Nhất là trước đó Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, hầu hết các công ty đều cải cách thành công. Điển hình là nhà máy cơ khí Lợi Đạt trong quá trình cải cách, nhân viên kỹ thuật và kinh doanh hợp sức mua cổ phần, đuổi đi bí thư đảng ủy và giám đốc nhà máy, nhanh chóng cứu lại công ty đang sống dở chết dở. Mà công ty vận tải Giang Khẩu cũng được một nhà đầu tư từ An Đô tới mua lại tất cả cổ phiếu của công ty với giá 1.2 triệu, cũng lập tức thay đổi toàn bộ xe cộ, nhanh chóng lũng đoạn thị trường vận chuyển hành khách từ Giang Khẩu đến An Đô, Bình Xuyên, thậm chí Lam Sơn, thoáng cái cứu lại công ty vận chuyển Giang Khẩu. Ngoài một bộ phận công nhân trước đó đã xin về hưu, các nhân viên, công nhân còn lại đều vui mừng ra mặt. Khi phóng viên Nhật báo An Đô tới phỏng vấn, bọn họ dù mệt nhưng đáng, thu nhập cũng tăng lên nhiều. Điều này có sức hấp dẫn lớn đối với các nhân viên có thu nhập quá thấp trong thời gian dài. Đương nhiên cũng có một số không như ý người ta. Ví dụ như nhà máy thực phẩm Kiều Quan, cùng với xí nghiệp kinh doanh thịt Giang Khẩu không ai hỏi mua, nhân viên của bọn họ cũng không muốn lấy cổ phần. Ngay cả giám đốc, phó giám đốc nhà máy cũng không có hứng thú. Việc cải cách các xí nghiệp, nhà máy tập thể của Giang Khẩu hầu hết đạt thành công mang tới ảnh hưởng rất lớn. Cả tháng 6, tháng 7, điều mà dân chúng Giang Khẩu thảo luận nhiều nhất là cải cách. Dân chúng quan tâm tới việc cải cách sẽ khiến thu nhập của mọi người như thế nào. Nhưng làm bọn họ vui mừng là hầu như tất cả các công ty cải cách cũng không khiến thu nhập giảm đi, có một bộ phận công ty còn tăng lên thu nhập của nhân viên. Điều này làm một số người vốn phản đối hoặc do dự đã chuyển sang ủng hộ cải cách. Mà chính quyền quan tâm nhất là việc luân chuyển tài chính cùng với hoạt động kinh doanh của các công ty sau cải cách. Khoản tài chính lớn quay về đã giảm nhẹ gánh nặng cho các chính quyền xã, thị trấn. Ví dụ như huyện thành vốn chi không thu, nhưng sau khi bán lại nhà máy cơ khí Lợi Đạt và vận chuyển Giang Khẩu thì đã thu được trên 3 triệu rưỡi tiền mặt. Thị trấn Kiều Quan và Hoa Liên cũng cải cách thành công, mặc dù giá thấp hơn hai công ty ở huyện thành nhưng cũng khiến hai thị trấn này thu được hơn 1 triệu. Tiền này vào túi khiến thị trấn giảm bớt áp lực rất nhiều. Công ty sản xuất thiết bị Vĩnh Hòa có hiệu quả kinh doanh tốt, mặc dù có một bộ phận cổ phần được nhân viên công ty giữ lại. Nhưng chính quyền thị trấn lại nắm giữ cổ phần của công ty vì thấy việc kinh doanh vẫn tốt. Huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu cũng không ra quyết định yêu cầu các chính quyền địa phương phải bán tất cả cổ phần nắm trong tay. Chỉ là trong văn bản yêu cầu chính quyền địa phương tích cực, chủ động hoàn thành việc cải cách, hoàn thành việc chuyển biến. Điều này cũng khiến chính quyền thị trấn Vĩnh Hòa quyết định giữ lại Chu Phàm. Quyết định không bán cổ phần của chính quyền thị trấn Vĩnh Hòa lúc này là khá sáng suốt. Nhưng bọn họ đâu có ngờ 2-3 năm sau kinh doanh của công ty trở nên khó khăn. Nhân viên bình thường và nhân viên quản lý rất nhanh bán cổ phần của mình đi, điều này làm cho công ty này rất nhanh suy sụp. Cơn sóng cải cách không chỉ ở riêng huyện Giang Khẩu, thành phố An Đô lựa chọn thí điểm cải cách ở hai huyện, một quận. Một là huyện Mai, một là quận Hương Hải cũng đạt tiếng vang trong cải cách. Huyện Mai cải cách rất triệt để, tất cả cổ phần của các công ty cải cách đều được bán ra. Hoặc nửa mua nửa tặng cho nhân viên quản lý, hoặc là lôi kéo các nhà đầu tư. Các công ty sau khi cải cách không có quan hệ đến chính quyền, nhưng hiệu quả lại khác nhau. Bên Hương Hải có chút đặc biệt,
Chính quyền vì đảm bảo các công ty phát triển thuận lợi nên tích cực kêu gọi bộ phận quản lý của các công ty mua cổ phần, cũng chủ động ủng hộ tài chính cho bộ phận quản lý. Điều này làm việc cải cách của quận Hương Hải về cơ bản vẫn khống chế được các công ty trong tay, không rơi vào tay người ngoài, việc kinh doanh của các công ty cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mà các công ty sau khi cải cách cũng đạt được thành công đáng mong đợi. Quyển 3, chương 82, thay đổi vị trí. Trên thực tế Thái Ca gặp ít vấn đề hơn so với anh nghĩ. Điều này có quan hệ lớn đối với lãnh đạo huyện, công tác chuẩn bị làm tốt, tuyên truyền tốt, tình hình về cơ bản làm người ta hài lòng. Các cơ quan mà chúng ta chuẩn bị làm không tốt tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng đây là xu thế không thể thay đổi. Thái Chánh Dương thao thao bất tuyệt đánh giá mấy huyện thí điểm. Đúng thế, vấn đề không nằm ở chỗ Thái Ca chính quyền nhận lại bao tiền, đây là lợi ích trước mắt. Sau khi quyền lợi phân chia rõ ràng khiến tính tích cực của nhà kinh doanh tăng mạnh. Vì lợi ích bản thân khiến nhà kinh doanh phải cố gắng nhiều, nhân viên giữ cổ phần cũng phải chú ý đến tình hình phát triển của công ty, điều này khiến công ty đi vào quỹ đạo tuần hoàn. Triệu Quốc Đống nói, đương nhiên trong này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Ví dụ như phương pháp quản lý còn không nhất trí về tiêu chuẩn luận giá tài sản, thiếu một quy trình thực hiện chi tiết, cùng với cơ cấu giám sát, đây là điều chúng ta cần suy nghĩ. Thái Chánh Dương dựa lưng vào ghế. Dù sao đây cũng là lần đầu, còn nhiều việc cần phải tìm hiểu, từng bước một đúc rút kinh nghiệm. Triệu Quốc Đống đang định nói thì điện thoại di động trong văn phòng Thái Chánh Dương vang lên. Thái Chánh Dương nghiêm mặt, nhíu mày, vài tiếng và nghe bên kia nói chuyện. Cuộc điện này kéo dài gần 10 phút, Triệu Quốc Đống đoán là có việc quan trọng. Sau khi nghe xong, Thái Chánh Dương có chút không yên, một lúc không nói gì. Triệu Quốc Đống đưa một điếu thuốc tới, Thái Chánh Dương châm hút rồi nói. Ôi, kế hoạch thay đổi quá nhanh, anh còn định ở Ando làm việc một thời gian, vậy mà đã đi rồi. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Thái ca đi đâu? Vừa nãy một người bạn ở tỉnh ủy gọi nói có lẽ anh sẽ được điều chỉnh. Thái Chánh Dương đi tới cửa sổ kéo rèm lên và nói. Sở giao thông xảy ra chuyện, sợ rằng hơn nửa bộ máy cũng dính vào. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã điều tra, bây giờ sợ rằng tỉnh ủy phải tiến hành cải tổ toàn bộ máy sở giao thông. Muốn anh đi phụ trách sở giao thông. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy việc lãnh đạo sở giao thông liên quan đến vụ án kia, xã hội cũng xôn xao nhưng không công bố ra ngoài. Chẳng qua ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đang điều tra. Triệu Quốc Đống lúc ăn với Cao Dương thì nghe thấy. Cao Dương được Viện Kiểm sát tỉnh gọi lên tổ công tác, xem ra sau khi kết thúc vụ án sẽ không về Viện Kiểm sát Giang Khẩu nữa. Nghe nói trong hội nghị thường ủy chủ tịch tỉnh Tô đề nghị, bí thư Quý tán thành, bí thư Ninh cũng không ngăn cản. Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Công việc bên thành phố Ando vừa mở cục diện, Thái ca công ty nhà nước mới bắt đầu có thắng lợi vậy mà y lại phải đi. Bây giờ y cũng là cấp giám đốc sở, đến sở giao thông làm giám đốc cũng là ngang nhau. Chẳng qua sở giao thông từ trước đến giờ vẫn là đơn vị dễ đạt thành tích. Nhưng trong những năm 90 khi việc xây dựng quốc lộ, cao tốc đang khẩn trương thì lãnh đạo sở giao thông cũng dễ ngã ngựa. Thái ca, đây là việc tốt, em cảm thấy anh nên đi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Theo Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương đi khỏi Ando sẽ ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù sở giao thông có quyền to nhưng còn cách quá xa huyện Giang Khẩu. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đều cách xa sở giao thông, giám đốc sở giao thông cũng không có quyền quyết định về vận mệnh của bọn họ. Mao Đạo Lâm có còn giúp mình như trước hay không cũng khó nói. Nhưng Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội hiếm có của Thái Chánh Dương. Sở giao thông bây giờ xảy ra vấn đề, cán bộ liên quan là rất nhiều, điều này chính là cơ hội hiếm có nếu Thái Chánh Dương đi làm giám đốc sở. Thứ nhất có nhiều vị trí trống, Thái Chánh Dương có thể lựa chọn cán bộ phù hợp tác phong làm việc của mình lên cương vị lãnh đạo. Thứ hai hệ thống giao thông An Nguyên vẫn khá chậm phát triển. Bây giờ hệ thống giao thông xảy ra vấn đề lớn như vậy, tỉnh ủy sẽ tăng cường lựa chọn một cán bộ vừa có năng lực vừa liêm khiếm để đảm nhiệm, nói cách khác anh được chọn là do lãnh đạo tỉnh ủy tán thành. Nếu anh làm ra thành tích thì thành công là quá lớn. Mà từ góc độ cá nhân của Thái Chánh Dương thì hệ thống giao thông An Nguyên chậm phát triển cũng là ưu thế. Làm tốt, đạt thành tích thì sẽ tốt cho việc phát triển của Thái Chánh Dương. Chỉ đạo tốt cũng đơn giản, chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc, lấy mình làm gương, chọn cán bộ tốt, chế độ giám sát tốt, như vậy thay đổi không khí bây giờ là không khó.
Vấn đề nằm ở việc cần làm ra thành tích khiến tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và dân chúng toàn tỉnh hài lòng. An Nguyên bây giờ không có đường cao tốc, đây là cơ hội. Triệu Quốc Đống trước đó đã bàn với Thái Chánh Dương về vấn đề này. Nếu như các con đường cao tốc lớn được xây dựng sẽ khiến thúc đẩy kinh tế, đây là cơ hội quá tốt. Anh biết, đến sở giao thông là cơ hội, làm ra thành tích thì tốt, nhưng đây cũng là thử thách. Làm không tốt thì chỉ từ từ mà tiến. Thái Chánh Dương nâng chung trà uống một ngụm rồi nói. Bây giờ nói gì cũng quá sớm, hội nghị thường vụ tỉnh ủy vừa xác định nhưng chưa qua bên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Anh đúng là không nỡ rời khỏi An Đô, công việc vừa bước đi đầu tiên. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương gần như nói chuyện không hề e ngại gì cả. Thái Chánh Dương không nghĩ ra mình còn có thể trước mặt ai như vậy nữa. Dù là trước mặt Liễu Đạo Nguyên, Lưu Triệu Quốc cũng không thể. Mặc dù y quen Triệu Quốc Đống thông qua Lưu Triệu Quốc, nhưng Thái Chánh Dương cảm thấy quan hệ của hai người thân mật hơn là so với Lưu Triệu Quốc và Liễu Đạo Nguyên. Thái ca nên sớm tính toán mới được, nếu hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã xác định, thông qua đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chỉ là quy định mà thôi. Em đoán chuyện này kéo không lâu, không chừng một hai ngày nữa sẽ có manh mối. Hệ thống giao thông ở các tỉnh đều là một mảng lớn. Hơn nữa giao thông càng lúc càng có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế một nơi. Nếu muốn giàu phải làm đường, đây là câu châm ngôn ở Duyên Hải. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không để cho sở giao thông không có người cầm đầu như hiện nay. Bộ máy sớm thành lập sẽ thuận tiện cho việc triển khai công việc. Thái Chánh Dương im lặng không nói. Tin này quá đột nhiên làm y trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận. Y mặc dù cũng phụ trách lĩnh vực giao thông nhưng đó chỉ là phụ trách. Lần này đến sở giao thông làm giám đốc sở lại khác. Nhưng Triệu Quốc Đống nói đúng, đây là cơ hội, đáng để phấn đấu. Hệ thống giao thông An Nguyên thực ra không quá kém, so sánh với vài tỉnh lân cận thì cũng có chút ưu thế. Nhưng trong mấy năm qua các tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng đường cao tốc, mà An Nguyên vẫn đang đình trệ. Quốc Đống, nếu anh tới sở giao thông làm việc, chú có hứng thú đến giúp anh không? Em đến sở giao thông. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và không biết nói gì. Lần trước hắn đã từ chối Liễu Đạo Nguyên, bây giờ lại nhận ý của Thái Chánh Dương có thích hợp không? Thái ca, nếu anh thật sự điều em tới sở giao thông thì sợ không thích hợp mấy mà. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Thứ nhất anh không nói lập tức điều chú tới, ít nhất anh phải đứng vững rồi nói. Thứ hai anh cần tạo thành tích thì không sợ người ta nói, người ngay không sợ ma, dùng hiền không tránh người thân. Anh cảm thấy hệ thống giao thông An Nguyên đang lạc hậu, đây là cơ hội để anh gây dựng sự nghiệp. Chú không phải vẫn nói phải thay đổi hệ thống giao thông thì mới khiến kinh tế An Nguyên phát triển toàn diện sao? Lời Thái Chánh Dương nói làm Triệu Quốc Đống động tâm và do dự. Hệ thống giao thông là rất quan trọng với một nơi, nếu có thể dùng mấy thứ hắn biết làm cho hệ thống giao thông An Nguyên phát triển nhanh thì cũng có thể rèn luyện thêm. Mình có lý do gì mà từ chối cơ chứ? Thái ca, em suy nghĩ một chút. Chẳng qua cũng phải chờ anh tới sở giao thông rồi nói tiếp. Quyền 3, chương 83, quyền lực kinh doanh. Hai hôm sau hội nghị thường ủy đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua việc bổ nhiệm Thái Chánh Dương làm giám đốc sở giao thông. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng chấp nhận việc Thái Chánh Dương từ chức phó thị trưởng thành phố An Đô. Cùng lúc đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên cũng có quyết định bổ nhiệm Thái Chánh Dương làm bí thư đảng ủy, giám đốc sở giao thông. Miễn chức thường vụ thị ủy thành phố An Đô của Thái Chánh Dương. Từ thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô đổi sang làm bí thư đảng ủy, giám đốc sở giao thông An Nguyên, điều này đúng là khó nói là lên hay xuống. Nhưng ít nhất việc Thái Chánh Dương nhận sở giao thông khi nơi này mới xảy ra chuyện khiến mọi người đoán vị phó thị trưởng này đã được lãnh đạo tỉnh ủy tán thành. Sau khi Thái Chánh Dương được điều đi, vị trí thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô còn trống đã khiến không ít người tranh đấu. Triệu Quốc Đống không có nhiều tâm trí mà lo việc này. Thái Chánh Dương đã rời khỏi thành phố An Đô, sức ảnh hưởng ở An Đô giảm đi. Triệu Quốc Đống lập tức phát hiện mình đang gặp nguy cơ ở ban quản lý khu khai phát. Triệu Quốc Đống nhạy cảm hiểu căn cơ của mình ở Giang Khẩu còn yếu. Lên làm phó chủ nhiệm ban quản lý là do Liễu Đạo Nguyên thông qua quan hệ mà nói chuyện với Lô Vệ Hồng. Mà Lô Vệ Hồng cũng không tỏ vẻ muốn nhận hắn. Mao Đạo Lâm giúp hắn là do thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở vị trí thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô. Bây giờ Thái Chánh Dương không còn ở An Đô thì Triệu Quốc Đống chỉ là một thanh niên có năng lực trong mắt lãnh đạo mà thôi.
mà thời này không thiếu nhất là người có năng lực. Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình đã quá sai lầm. Dù là Mao Đạo Lâm hay là Lương Kiến Hoàng đều có thể quyết định vận mạng của hắn ở khu khai phát, hắn cũng không đi tạo quan hệ với bọn họ. Triệu Quốc Đống bây giờ coi như không còn ôm hy vọng lên làm chủ nhiệm ban quản lý. Ít nhất Cụ Vận Bạch đã ám chỉ hắn việc cô đảm nhiệm chức chủ nhiệm không còn lâu. Nếu hắn muốn lên làm chủ nhiệm thì cần lập tức hành động. Cụ Vận Bạch tin Triệu Quốc Đống có năng lực này, nhất là sau tối hôm đó làm cô càng lúc càng thấy tò mò về Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này như một sát thủ giấu trong bóng tối, nếu đã không cần nhịn thì không phải nhịn, phải ra tay. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết nỗi khổ của mình. Thái Chánh Dương bây giờ vừa đến sở giao thông, bộ máy lãnh đạo sở còn chưa đầy đủ. Các trưởng phòng có nhiều người bị cuốn vào vụ án, hầu hết do phó trưởng phòng phụ trách công việc. Phải khi lãnh đạo sở đến đông đủ mới điều chỉnh, một loạt việc làm Thái Chánh Dương đau đầu. Triệu Quốc Đống cũng không tiện đi làm phiền Thái Chánh Dương, có nhiều việc nên dựa vào mình. Chỉ là hắn bây giờ có thể làm gì? Đi kinh doanh để phát triển sao? Hắn không thể không thừa nhận từ kinh doanh có hàm nghĩa sâu xa, không phải một hai câu là nói rõ được. Quan hệ trong chính trị được kết hợp trên cơ sở anh có quyền lực, làm như thế nào tìm kiếm sự phát triển, làm như thế nào tiến lên đó là do từ kinh doanh. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, hắn cần phải suy xét lại. Đầu tiên mình quan hệ tốt là tầm trên. Trên tỉnh có Thái Chánh Dương, thành phố có Lưu Triệu Quốc. Liễu Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm cũng có quan hệ tốt nhưng bọn họ không ở An Đô, tạm thời không thể phát huy tác dụng. Thái Chánh Dương lên sở giao thông, sức ảnh hưởng ở An Đô giảm đi. Nhưng tin rằng Thái Chánh Dương ở An Đô lâu như vậy thì cũng có mạng lưới quan hệ nhất định. Huống chi sở giao thông cũng là cơ quan có thực lực, có sức ảnh hưởng nhất định với địa phương. Quan hệ giữa Ninh Pháp và Thái Chánh Dương lại tốt. Điều này cũng làm sức ảnh hưởng của Thái Chánh Dương lớn hơn một chút. Chẳng qua bây giờ Thái Chánh Dương vừa đến sở giao thông, sợ rằng không có nhiều tâm trí giúp hắn. Nhưng gọi điện nói giúp một chút chắc không vấn đề gì. Sức ảnh hưởng của Lưu Triệu Quốc ở hệ thống công an là không thể nghi ngờ. Nhưng hệ thống công an là ngành đặc thù, muốn gây ảnh hưởng tới chính quyền quận, huyện là khá khó khăn. Nếu Lưu Triệu Quốc có thể làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố lại khác. Nếu nói về quan hệ thì Liễu Đạo Nguyên là rộng nhất. Y làm phó trưởng ban thường trực 3 năm, dù là thành phố hay quận, huyện thì Liễu Đạo Nguyên cũng có sức ảnh hưởng. Chẳng qua Liễu Đạo Nguyên đã điều đi, thứ hai Liễu Đạo Nguyên vẫn ghi nhớ việc hắn không nhận lời đề nghị của Y. Lần trước nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp là bất đắc dĩ, bây giờ tìm Liễu Đạo Nguyên là không thích hợp. Hùng Chính Lâm đáng để quan hệ, cũng đồng ý giúp. Nhưng Hùng Chính Lâm ở bên ủy ban kỷ luật quá lâu khiến sức ảnh hưởng đối với địa phương hơi kém. Hùng Chính Lâm có sức ảnh hưởng khá lớn ở ủy ban kỷ luật thành phố An Đô, nhưng điều này có thể giúp được gì cho mình vào lúc nguy hiểm này? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tính tới quan hệ trong huyện, Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong có quan hệ mật thiết với mình. Nhưng hai người bọn họ chỉ giới hạn trong hệ thống công an. Khâu Nguyên Phong mặc dù có quan hệ mật thiết với Mao Đạo Lâm, nhưng cùng lắm chỉ đề xuất một chút. Bây giờ rất khó chắc Mao Đạo Lâm đã giúp hắn như lần trước. Cụ Vận Bạch, người phụ nữ này có thể làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát thì phải có quan hệ rất rộng. Lô Vệ Hồng cùng Mao Đạo Lâm đối xử khá tốt với Cụ Vận Bạch. Nghe nói Cụ Vận Bạch điều tới làm chủ nhiệm khu khai phát là do Mao Đạo Lâm mạnh mẽ đề cử, điều này gây tranh cãi trong hội nghị thường ủy, cuối cùng Lô Vệ Hồng đã phải vỗ bàn ủng hộ. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra Cụ Vận Bạch muốn mình thay cô làm chủ nhiệm. Thật lòng mà nói hơn nửa năm công tác thì hai bên đều khá hài lòng với nhau. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể làm chủ nhiệm ban quản lý hay không lại không do cô quyết định. Cô dù có quan hệ tốt với Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm thì chỉ là riêng cô. Mà lãnh đạo phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Chẳng qua ngồi chờ chết không phải tính cách của Thái Chánh Dương. Dù thành hay không hắn cũng phải thử một phen. Vận dụng tất cả lực lượng có thể mà thử. Dù thất bại thì cũng được yên lòng. Cụ tỷ, bây giờ đã là tháng 7, nửa năm đã qua đi, chúng ta có phải làm lễ tổng kết không, cũng tiện báo cáo công việc với lãnh đạo huyện. Triệu Quốc Đống vào văn phòng Cụ Vận Bạch, hắn ngửi ngửi hoa cắm trên bàn rồi nói. Cụ tỷ, chị để lọ hoa ở đây có phải là muốn người ta vào là so sánh chị với hoa không? Cậu đừng có nịnh cụ tỷ này chứ. Không chừng cậu ở mặt người phụ nữ khác lại nịnh như vậy. Sau tối đó,
Cù Vận Bạch cũng dần thích ứng với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Mặc dù nói chuyện hơi loạn một chút, có đôi khi thích trêu đùa một chút nhưng lại có thể làm sôi nổi không khí. Hơn nữa đối phương cũng không có ý đồ đặc biệt nên Cù Vận Bạch càng lúc càng thích Triệu Quốc Đống. So sánh với phó chủ nhiệm Bạc Viễn kia, Triệu Quốc Đống này có cả năng lực và miệng lưỡi. Sở trường của Bạc Viễn là ưu thế về nghiệp vụ chuyên môn và tác phong cẩn thận. Cù tỷ đang cổ vũ tôi nên nói chuyện nhiều với các cô bé trong ban quản lý phải không? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Trước mặt các cô ấy tôi có phải nên giữ hình tượng của phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý không? Vậy sao cậu không giữ hình tượng trước mặt tôi? Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Hình tượng của tôi trong mắt Cù tỷ đã được xác định, không cần phải ra vẻ nghiêm nghị. Tôi thích sự chân thật. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ừ, cậu có ý tưởng gì? Mời Chủ tịch Mao dùng bữa, thuận tiện báo cáo với Chủ tịch Mao về dự định của ban quản lý trong thời gian tiếp theo. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Nếu khu khai phát Giang Khẩu đã được giữ lại, như vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Không nói tới việc vượt qua Hoa Dương, Vọng Đường, ít nhất cũng phải tiến vào ba vị trí dẫn đầu của các khu khai phát cấp huyện chứ. Như vậy cần có bộ máy đoàn kết cùng sự ủng hộ của lãnh đạo huyện. Không báo cáo với Lương Kiến Hoàng, Lô Vệ Hồng, mà báo cáo với Mao Đạo Lâm. Quyển 3, chương 8-14, Đồng Tâm Hiệp Lực. Mao Đạo Lâm có chút vui vẻ vì Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống vừa ăn vừa báo cáo. Cách này sẽ giảm được sự nghiêm túc, mà một ít đề nghị hoặc phê bình cũng dễ nói ra hơn. Mặc dù Mao Đạo Lâm không tỏ vẻ gì, nhưng Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện đối phương khá hài lòng với công việc của ban quản lý khu khai phát. Nhất là Triệu Quốc Đống còn đưa ra mục tiêu lớn hơn nữa của khu khai phát, thực hiện việc chuyển mình của khu khai phát thì Mao Đạo Lâm có vẻ khá hứng thú. Triệu Quốc Đống đề nghị vừa phải tăng cường trụ cột là ngành sản xuất thiết bị, đồng thời cũng phải bắt đầu có lựa chọn các ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường vào khu khai phát. Đồng thời nhanh chóng tiến đến mô hình khu công nghiệp, cải thiện hoàn cảnh phát triển của khu khai phát. Mao Đạo Lâm cũng rất đồng ý với ý tưởng quy hoạch khu khai phát của Triệu Quốc Đống. Theo y thấy thì khu khai phát có nguồn nước phong phú, điều kiện đất đai khá tốt, địa hình bằng phẳng, hơn nữa các công ty hiện nay đều phần lớn không phải công ty gây ô nhiễm môi trường. Ngành cơ khí là chính, nếu muốn cạnh tranh với mấy khu khai phát trước mình thì phải thể hiện ưu thế bản thân, tạo điểm sáng. Như vậy mô hình kia chính là cách rất tốt. Triệu Quốc Đống lái xe đưa Cù Vận Bạch về, ánh đèn không ngừng chiếu lên mặt hai người. Quốc Đống, xem ra Chủ tịch Mao rất coi trọng cậu. Ý tưởng của cậu có thể thực hiện được, khu khai phát Hoa Dương, Vọng Đường có điều kiện trụ cột tốt, chúng ta muốn vượt bọn họ thì phải thể hiện sự đặc sắc của khu khai phát Giang Khẩu. Mà khu khai phát như cậu nói, thu hút các công ty không gây ô nhiễm môi trường vào đúng là làm người ta ủng hộ. Tôi thấy Chủ tịch Mao cũng động tâm. Triệu Quốc Đống cười nói. Cù tỷ, ở đây của hai chúng ta, tôi cũng nói thẳng. Nghe nói Bí thư Lô sẽ đi, nếu Chủ tịch Mao thay thế vị trí của Bí thư Lô. Như vậy chúng ta phải tạo khu khai phát cao cấp thay Chủ tịch Mao mà. Phải không? Khu khai phát Hoa Dương, Vọng Đường có ưu thế của bọn họ, nhưng phân tích cơ cấu sản phẩm thì hầu hết là ngành truyền thống, đầu tư lớn, hiệu quả thấp. Khu khai phát Giang Khẩu chúng ta bước đầu chậm, đây là tình thế xấu, nhưng khởi điểm lại cao, đây là ưu thế. Chúng ta có thể bố trí được sản phẩm chính của khu khai phát. Bây giờ ngành sản xuất thiết bị ô tô là sản phẩm chính của chúng ta. Cũng không có nghĩa chúng ta chỉ có mỗi cây cột này. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh, điện tử, khoa học sinh vật càng lúc càng lớn mạnh, có không gian lớn để phát triển, cũng có thể xúc tiến ngành sản xuất thiết bị ô tô phát triển. Các ngành này mà thu hút được vào khu khai phát, nhất định làm cho quy mô và cục diện khu khai phát thay đổi, cũng tỏ vẻ việc định vị của khu khai phát Giang Khẩu chúng ta khác, ưu thế mạnh mẽ. Cù Vận Bạch cũng hơi động tâm. Triệu Quốc Đống này quá nhạy bén. Toàn thấy được trước trào lưu. Ví dụ như việc khu khai phát trọng điểm thu hút các công ty sản xuất thiết bị ô tô vậy, lập tức thấy hiệu quả. Chỉ trong hơn nửa năm đã có hơn 23 công ty thiết bị ô tô đến khu khai phát, quy mô đầu tư nhân 120 triệu, xu thế không giảm. Thay đổi là người khác nhất định sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các công ty loại này. Nhưng Triệu Quốc Đống lại muốn kéo thêm hai ngành nữa, khí phách này không phải ai cũng có. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã đánh mạnh vào tâm linh của Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch cũng có lúc ghen ghét sao Triệu Quốc Đống lại có thể có nhiều ý tưởng tốt như vậy.
phải nói khu khai phát Giang Khẩu có thể đột phá không thể không có công sức của Triệu Quốc Đống. Các công ty sản xuất thiết bị ô tô chính là thành tích lớn nhất của Triệu Quốc Đống. Mà bây giờ đó chính là sản phẩm chủ lực của khu khai phát Giang Khẩu. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống lại đưa ra việc bước đi bằng hai ba chân. Ngành sản xuất thiết bị ô tô đã thành ngành chủ lực, nhưng khu khai phát Giang Khẩu tuyệt đối không nên dựa vào một thứ này. Như vậy tránh cho khi ngành này chậm phát triển liên lụy đến sự phát triển của cả khu khai phát. Cù Vận Bạch cũng biết ưu thế và khuyết điểm của mình ở đâu. Ưu thế của cô là năng lực phối hợp và giỏi quan hệ. Có thể thành công đoàn kết các cán bộ trong ban quản lý, tạo lực lượng lớn nhất. Nhưng cô cũng có khuyết điểm không thể vượt qua, tính cách của cô cũng không phải là cô gái quá cứng rắn. Hơn nữa cô cũng không có năng lực quá đặc biệt trong sự phát triển kinh tế. Cô hiểu mình thích hợp quản lý nhân viên mà thôi. Theo thực tế mà nói thì bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát thích hợp với cô hơn cả. Mà chủ nhiệm ban quản lý phải là nhân tài về kinh tế phụ trách. Như vậy Triệu Quốc Đống ngoài tuổi quá trẻ thì còn đâu là lựa chọn thích hợp nhất. Quốc Đống, Chủ tịch Mao rất coi trọng cậu. Tôi đã đề cử với huyện ủy để cậu làm chủ nhiệm ban quản lý. Nhưng tôi đoán gặp lực cản rất lớn, việc này chú phải chuẩn bị tư tưởng. Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Trước mắt khu khai phát Giang Khẩu phát triển rất nhanh, thành tích cũng rõ ràng. Tôi nghĩ chúng ta có nên tạo thế không? Triệu Quốc Đống nói. Cảm ơn Cù Tỷ, đúng như chị nói, có một số việc không nhất định tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Khu khai phát bây giờ đã đến lúc hái đào, tôi chỉ mong làm tốt công việc, cái khác tôi nghĩ rất thích hợp với tôi. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, cho nên đừng nghĩ là hơn. Hừ, không đúng suy nghĩ. Cù Vận Bạch hừ một tiếng. Tôi thật lòng muốn giúp cậu, tôi hy vọng cậu làm chủ nhiệm thay tôi. Tôi thấy chúng ta phối hợp rất tốt, tôi cũng tin nếu hai chúng ta hợp sức thì khu khai phát Giang Khẩu phát triển sẽ càng nhanh hơn nữa. Nhưng mà Cù Tỷ, chị không nghe nói rất nhiều người chú ý tới vị trí này sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Thanh niên sao lại chán nản, không có chí cầu tiến như vậy? Nhiều người chú ý thì sao? Bọn họ giống chúng ta, quyền quyết định không trong tay bọn họ. Tôi tin lãnh đạo huyện có thể nhìn ra điểm này. Nếu muốn khu khai phát duy trì sự phát triển thì phải có bộ máy đoàn kết. Cho nên chúng ta phải nên tranh thủ mà không ngồi đợi như cậu. Nếu cậu không muốn thì tôi không ép. Cù Vận Bạch có chút tức giận, điều này làm Triệu Quốc Đống hơi xấu hổ. Cù Tỷ, chị nói như vậy thì tôi nếu đùn đẩy là không biết điều. Chị nói tạo thế như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng muốn nghe suy nghĩ của Cù Vận Bạch. Việc tuyên truyền, báo cáo thì chúng ta đã làm không ít, không cần tốn công nữa. Ý của tôi là báo cáo với Chủ tịch Mao, xin các đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến thăm khu khai phát, bên này chúng ta chuẩn bị giới thiệu trước và sau. Đồng thời yêu cầu các đại biểu tới các công ty xem, để bọn họ cảm nhận sự phát triển của khu khai phát chúng ta. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm khen hay. Hắn vẫn nghĩ tuyên truyền, tạo thế nằm ở trên TV và báo chí, nhưng Cù Vận Bạch thoáng cái nắm được vấn đề. Các đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc có không ít người ở cơ sở, nếu có thể để bọn họ thấy được sự phát triển của khu khai phát, điều này có thể khiến bọn họ thay đổi quan niệm, đồng thời cũng có thể vang lên cơn sóng ở huyện. Chiêu này của Cù Tỷ rất cao, tôi nghĩ có thể có phải là nên mời đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tới không? Thậm chí chúng ta có thể mời cấp tỉnh và thành phố tới, mời bọn họ khảo sát tình hình phát triển của khu khai phát chúng ta. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, như vậy cũng được. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân hai cấp tỉnh, thành phố cùng cảm nhận sự thay đổi của khu khai phát, tin rằng khu khai phát càng được ủng hộ. Ba hôm sau một đoàn đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của tỉnh, thành phố cùng đại biểu của Giang Khẩu đi thăm khu khai phát Giang Khẩu, cũng Cù Vận Bạch Cha Ma nhập điều tra tình hình sản xuất của các công ty. Tìm hiểu khó khăn và hy vọng của bọn họ, cả quá trình kiểm tra tiến hành đến 6 giờ chiều, bữa trưa cũng ăn ở văn phòng ban quản lý khu khai phát. Các đại biểu đến thăm 12 công ty, cũng tiến hành tọa đàm với người phụ trách của các công ty trong ban quản lý. Các công ty đều hài lòng với ban quản lý khu khai phát, đánh giá cao công tác của ban quản lý. Có thể nói lần khảo sát này đã thành công, mà đài truyền hình thành phố Ando và huyện Giang Khẩu cũng đưa tin. Quyển 3, chương 85, xôn xao. Lão Quách,
Lão nói đám cụ vận bạch kia huy động nhân lực mời đại biểu hội nghị hiệp thương chính trị và đại hội nhân dân toàn quốc tới thị sát là muốn làm gì? Vương Đức Hòa ngồi trên ghế sofa rít sâu một hơi thuốc, khói thuốc nồng nặc bao trùm hắn ở bên trong, ngay cả Chậu Vân Trúc ở bên cạnh cũng ủ rũ tựa như cũng không chịu nổi sự xâm nhập của làn khói màu lam nhạt này. Còn có thể làm gì chứ? Hiển nhiên là ca tụng công đức cho Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng, tạo thế mức độ lớn nhất mà thôi. Quách Chiêm Xuân phẩy phẩy khói, cười cười không cho là đúng. Điều này cũng quá rõ ràng mà. Ca tụng công đức vì Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng. Đích thực là hơn nửa năm nay khu khai phát phát triển khá nhanh, điều này thì người bình thường đều biết, nhưng lão đã xem mấy tin tức trọng điểm mà thời sự An Đô phát chưa, hết lần này tới lần khác đều là đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc, cụ Vận Bạch và Triệu Quốc Đống cùng nhau xuất hiện khi thì ở công trường, lúc thì ở phân xưởng xí nghiệp. Nếu không thì cũng là thượng khách trong buổi tọa đàm, tôi thấy việc này tất có dụng ý khác. Vương Đức Hòa lắc đầu như có điều suy nghĩ. Có dụng ý khác. Quách Chiêm Xuân ngẩn ra, lập tức phản ứng. Ý lão là Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng muốn để Triệu Quốc Đống đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý sao? Ngoại trừ lý do này thì tôi không nghĩ ra được bọn họ gióng trống khua chiêng ầm ĩ như vậy để làm gì. Vương Đức Hòa trầm ngâm một chút. Hiện tại địa vị khu khai phát càng ngày càng cao, đã vượt xa khỏi một xã trấn bình thường, ngay cả Thành Quan và Giang Miếu cũng còn xa mới có thể so sánh với khu khai phát. Tôi nghe Phong Thanh ở trên thành phố nói là sớm muộn gì khu khai phát cũng sẽ thăng cấp phó huyện, cao hơn xã trấn bình thường. Hơn nữa đích xác khu khai phát là địa phương dễ có thành tích nhất, tài chính địa phương hiện nay ngày càng túng bấn, người nào có thể mang lại nhiều thu nhập tài chính thì tự nhiên người đó sẽ dễ dàng được lãnh đạo tán thưởng và đề bạt. Tôi cũng nghe được tin này. Khu khai phát thăng cấp là chuyện không sớm thì muộn, ít nhất trong suy nghĩ của lãnh đạo thì địa vị nơi này đã hơn xa xã, trấn bình thường, chỉ có điều lão nói là Triệu Quốc Đống sẽ được làm chủ nhiệm thì chưa chắc đúng. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Làm phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm cũng đã khá miễn cưỡng rồi, làm sao có khả năng bỗng nhiên được đề bạt lên vị trí chủ nhiệm này được? Quách Chiêm Xuân lắc đầu. Tên này không đơn giản, Lô Vệ Hồng có ấn tượng khá tốt với hắn. Mao Đạo Lâm xem trọng hắn, lão nói có khả năng hay không? Vương Đức Hòa cười. Hiện nay đang đề xướng trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa cán bộ, mấy cái từ trẻ hóa này ẩn chứa hàm nghĩa rất phong phú. Cùng một phương diện có thể nói anh thiếu thành thục, kinh nghiệm và uy tín, nhưng lại cũng có thể nói anh làm việc có tính tiên phong, cái này thì còn phải xem miệng lãnh đạo nói như thế nào. Tên Triệu Quốc Đống này đúng là cũng có chút tài năng, ít nhất là mạnh hơn Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch thì có tài gì chứ? Không phải là có một cái bằng, dáng người phong tao diêm dúa lẳng lơ một chút cộng thêm có quan hệ với Mao Đạo Lâm thôi sao? Khi còn làm ở Thành Quan thì tôi không nhìn ra thì có thành tích gì, hừ, Mao Đạo Lâm cũng chỉ là thích mân mê bánh bao nên mới hò hét cổ động cho thị, Lô Vệ Hồng thì cũng phụ họa đồng ý mà không có nguyên tắc gì. Vương Đức Hòa hiển nhiên rất khó chịu vì việc Cù Vận Bạch chuyển tới đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Lúc trước nếu cuối cùng không phải có Lô Vệ Hồng ủng hộ thì Mao Đạo Lâm sẽ mất mặt lớn. Thủ đoạn của Lô Vệ Hồng cũng càng ngày càng cao minh, chỉ cần mình đề xuất người nào mà không hợp ý hắn là hắn liền vòng qua mình rồi mượn sức Mao Đạo Lâm và Quách Chiêm Xuân. Mà tên này đúng là một người cẩn thận chặt chẽ, lúc Lô Vệ Hồng chưa tham dự thì hắn còn có thể đứng chung chiến tuyến với mình nhưng khi Lô Vệ Hồng tỏ thái độ rõ ràng thì tên này lui bước, một kẻ hèn nhát không được nâng đỡ. Nếu ngay cả khí phách để phản đối ý kiến lãnh đạo mà mày cũng không có thì lãnh đạo sẽ nhìn mày như thế nào? Quan hệ giữa Cù Vận Bạch và Lão Mao cũng khó mà nói rõ ràng, không ít người bên dưới đều bàn luận. Khóe miệng Quách Chiêm Xuân xuất hiện nụ cười quỷ quyệt. Hừ, Cù Vận Bạch và Mao Đạo Lâm đều đi ra từ nhà máy 218. Mặc dù Mao Đạo Lâm không phải con cháu nhà máy 218 nhưng hồi xưa học, trung học đều theo học trong trường của nhà máy 218. Điều này tôi biết rõ. Bố của Cù Vận Bạch là Lão Hồng Quân của nhà máy 218, Hồng Quân Công Nông Trung Quốc, giống như Lão Thành Cách Mạng ở Việt Nam vốn đã từng kết hôn. Mẹ của thị là một giáo viên trong nhà máy, vốn cũng là một người lẳng lơ, sau khi lấy nhau mới sinh ra hai con gái là thị với Cù Vận Lam. Vương Đức Hòa vốn đi lên từ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Giang Khẩu nên đối với thông tin cán bộ trong huyện thì hắn rõ như lòng bàn tay. Khi Mao Đạo Lâm làm bí thư đảng ủy Hoa Liên thì hắn là phó trưởng ban tổ chức cán bộ nên cũng nắm rất rõ tình hình của Mao Đạo Lâm.
Khi Mao Đạo Lâm theo học ở nhà máy 218 thì mẹ của cụ Vận Bạch chính là chủ nhiệm lớp Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm mồ côi cha từ nhỏ, điều kiện gia đình rất kém, toàn dựa vào cụ gia tiếp tế mới có thể học xong trung học và thi lên đại học. Do có tầng quan hệ như vậy nên khi cụ Vận Bạch học xong đại học tiến vào con đường làm quan thì Mao Đạo Lâm có thể không hết lòng dẫn dắt cụ Vận Bạch sao? Vương Đức Hòa lắc lắc đầu. Nhờ đó hai chị em cụ Vận Bạch hiển nhiên rất được Mao Đạo Lâm chiếu cố, chuyện cũng không phải không có căn cứ. Thì ra là thế, tôi vẫn luôn nghĩ vì sao Mao Đạo Lâm dám ngang nhiên hết lòng nâng đỡ cụ Vận Bạch, nếu như hắn có quan hệ mờ ám thì với cụ Vận Bạch thì ít nhất cũng phải tránh thị hiềm chứ. Quách Chiêm Xuân bỗng nhiên như tỉnh ngộ nói. Có tầng quan hệ này thì cũng khó trách, xem ra lão Mao là kiểu người chịu ân một giọt nước thì báo đền cả dòng suối đây. Đó cũng không phải là dạng ăn khế trả vàng mà đó là ân tái tạo. Không có mẹ của cụ Vận Bạch thì e là Mao Đạo Lâm không học xong được trung học chứ chưa nói tới sau này thi đậu trường sư phạm, hắn mà không giúp cụ Vận Bạch thì ngày nào các công nhân nhà máy 218 cũng sẽ nguyền rủa cho hắn chết sớm. Vương Đức Hòa bĩu môi. Đấy không phải là hắn đạo đức giả sao, thường ngày đều là bộ dạng chỉ định người có tài, khi tới thời điểm mấu chốt thì không phải bỏ qua nguyên tắc của mình sao, năng lực của cụ Vận Bạch kia có thể đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát chắc. Hừ, xem ra Triệu Quốc Đống cũng là thông qua cụ Vận Bạch để nhảy sang cùng chiến tuyến với lão Mao. Quách Chiêm Xuân lo nghĩ. Tính toán cũng không sai, chẳng qua bí thư Lô vừa đi, lão Mao có thể lên chức hợp lẽ sao? Rất khó nói. Lô Vệ Hồng nhất định phải đi, Mao Đạo Lâm thế chỗ Lô Vệ Hồng cũng là bình thường, nhưng không phải lão nói là bên dưới đồn đại quan hệ giữa Mao Đạo Lâm với cụ Vận Bạch không bình thường sao? Nếu như lời đồn này tới tai thị ủy thì e là thị ủy sẽ suy xét ảnh hưởng trong phương diện này. Vương Đức Hòa tuyệt không muốn nhìn thấy Mao Đạo Lâm đảm nhiệm bí thư huyện ủy Giang Khẩu, lúc đó có khi mình lại quá độ tới làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện một cách hợp lý. Sau một lúc sửng sốt, Quách Chiêm Xuân nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Vương Đức Hòa, nói đầy suy tư. Lời đồn đại nhảm nhí chỉ sợ không đủ để ảnh hưởng đến việc thị ủy bổ nhiệm một bí thư huyện ủy. Nếu loại ngôn ngữ này mà cũng có thể ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của một bí thư huyện ủy thì mới thực sự là chuyện cười. Ha ha, lão Quách, tôi cũng không có nói loại đồn đại này sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của Mao Đạo Lâm, thị ủy cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện vô căn cứ này. Nhưng nếu như ban tổ chức thị ủy tới khảo sát thì nhất định sẽ nghe ý kiến của ban tổ chức huyện ủy, và để tránh hiềm nghi thì liệu thị ủy có thể suy xét mà bố trí khác hay không? Vương Đức Hòa cười âm hiểm. Ý lão là chuyển tới nơi khác nhậm chức sao? Quách Chiêm Xuân động tâm, Mao Đạo Lâm cũng không thích mình lắm, nếu hắn đảm nhiệm bí thư huyện ủy thì mình làm trưởng ban tổ chức cũng sẽ không hạnh phúc gì. Nếu bị đẩy sang nơi khác thì cũng khó nói. Tới một địa phương tốt thì đương nhiên tốt còn nếu tới nơi không bằng Giang Khẩu hoặc là thuyên chuyển công tác thì rất khó chịu. Căn cứ theo xu hướng ban tổ chức trung ương hiện nay, trao đổi đảm nhiệm chức vụ nơi khác sẽ dần dần trở thành một xu thế. Bí thư thị ủy Ninh Pháp xưa nay ưa thích tính cách đi đầu, có lẽ ban tổ chức cũng sẽ đẩy mạnh tiến trình dựa theo ý nghĩ này. Vương Đức Hòa nói một cách từ từ. Quách Chiêm Xuân gật đầu như có điều suy nghĩ. Không ai dự đoán được trận mưa gió này lại quỷ dị và ly kỳ đến mức như thế, gần như chỉ trong một đêm khắp huyện Giang Khẩu đều đồn đại tới ồn ào huyên náo. Tin tức bên An Đô về luồng không khí mới nhờ khu khai phát phát triển mạnh mẽ bị đánh sụt giảm, truyền thuyết phong lưu và giai thoại xung quanh về bí thư kiêm chủ nhiệm ban quản lý cụ Vận Bạch lan truyền xôn xao. Triệu Quốc Đống lập tức cảm thấy đợt mưa gió này là đợt tiến công mang tính châm chích của một số thế lực. Ở trong thời đại này thì loại chuyện xấu cấp trên cấu kết và cấp dưới chắc chắn là đòn đánh mang lực sát thương lớn nhất. Mặc dù không hề có căn cứ, lý do nhưng người trong nước lại không tiếc lòng bàn tán về phương diện này trong ngày thường. Đối mặt với kiểu công kích này thì nói thật không ai có thể phản kích, nhất là người ở trong cơn lốc xoáy. Càng biện bạch thanh minh thì sẽ chỉ càng làm cho nhiều người chú ý tới, cũng sẽ khiến kẻ đứng sau lưng phát chiêu càng thêm hưng phấn. Nếu muốn điều tra ngọn nguồn thì cũng không thực tế. Lời đồn chỉ dừng ở bậc trí giả nhưng mà ở cái thế giới này thì bậc trí giả lại vẫn rất thưa thớt. Triệu Quốc Đống để ý thấy hơn một tuần nay cụ Vận Bạch đều kiên trì đến văn phòng đúng giờ, ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ có điều đồ trang sức với phấn trang điểm cũng không giấu được sự mỏi mệt và bất đắc dĩ giữa hai đầu lông mày. Rõ ràng chuyện xấu đột ngột này khiến nàng tổn thương không nhẹ, kế hoạch Mao Đạo Lâm tới khu khai phát điều tra nghiên cứu đặt ra từ trước cũng bị rút ngắn nửa ngày.
Triệu Quốc Đống cũng chú ý thấy trong giọng nói hết sức kiên định của Mao Đạo Lâm cũng đã xuất hiện sự hậm hực và mệt mỏi. Lô Vệ Hồng đã xác định sắp rời khỏi Giang Khẩu làm phó trưởng ban tổ chức thị ủy kiêm cục trưởng cục nhân sự, từ vị trí bí thư huyện ủy có kinh tế phát triển nhất 16 khu huyện mà lên tới vị trí này cũng coi như là một an bài không tệ rồi. Đối với nhóm cán bộ huyện Giang Khẩu mà nói thì Lô Vệ Hồng đi tới nơi nào đã không còn quan trọng, ai thế chỗ hắn mới là mấu chốt. Theo lẽ thường thì Mao Đạo Lâm tiếp nhận chức vụ là đương nhiên, nhưng xảy ra trận phong ba đồn đại này thì cái đương nhiên đó còn có thể biến thành hợp logic hay không? Đủ các loại lời đồn đại, có lời đồn Mao Đạo Lâm đã bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố đưa vào diện điều tra, lời khác thì nói Mao Đạo Lâm sẽ bị trao đổi và điều đến huyện Quảng Ninh làm chủ tịch huyện. Còn có một lời đồn kỳ quái hơn là nói Mao Đạo Lâm có khả năng tới một huyện dân tộc thiểu số tự trị của tỉnh Hải Nam làm bí thư huyện ủy, trợ giúp dân tộc địa phương phát triển kinh tế. Quyển 3, chương 86, nhân sanh năng đắc kỷ hồi bác, một câu nói nổi tiếng của Chu Ân Lai. Lời đồn đại có đôi khi còn chuẩn xác hơn văn kiện chính thức của ban tổ chức, nhưng đôi khi lại là nhận xét khôi hài, không rõ ràng. Tất cả đáp án chỉ trong một ngày là có kết quả rõ ràng. Hai ngày trước khi huyện Giang Khẩu mở hội nghị đại hội cán bộ toàn huyện thì Lô Vệ Hồng chính thức được điều lên làm phó trưởng ban tổ chức thị ủy An Đô, chủ tịch quận Long Đàm là Tiết Minh Dương được kiêm nhiệm bí thư huyện ủy Giang Khẩu, còn chức vị của Mao Đạo Lâm thì không có thay đổi gì, điều này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay khi cán bộ huyện Giang Khẩu đều nghĩ đã đến lúc kết thúc thì nửa tháng sau, ngoài dự đoán của mọi người, Mao Đạo Lâm được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy huyện Trường Tân. Còn nguyên phó chủ tịch thường trực huyện Phùng Đông Hoa được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Giang Khẩu, chủ tịch huyện. Khí trời tháng 8 vốn oi bức vô cùng nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì lại có vẻ lạnh lẽo sâu kín. Sự thay đổi nhân sự làm người ta hoa cả mắt khiến Triệu Quốc Đống nhìn mà không hiểu ra sao cả. Khi Tiết Minh Dương được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Giang Khẩu ngoài ý liệu của mọi người thì Mao Đạo Lâm dường như bị gạt sang một bên. Đám người Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân nhiệt liệt hoan nghênh Tiết Minh Dương dường như chứng minh sự thất thế của Mao Đạo Lâm. Nhưng thế sự đúng là trêu cợt người khác, hoặc có thể nói là vui vẻ tới mức làm cho lòng người từ phập phồng chuyển sang thổn thức tán thưởng. Bên trong việc Mao Đạo Lâm đột nhiên được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Trường Tân có huyền cơ nào khác hay không thì không ai biết được. Có lẽ ngoại trừ bản thân hắn hoặc là bí thư thị ủy Ninh Pháp thì e là không ai biết rõ sau lưng việc này đã xảy ra chuyện gì. Những sắp xếp xong xuôi từ sớm lại xảy ra biến hóa lâm thời, không ai có thể hiểu hết được. Triệu Quốc Đống có phần hăng hái đứng tán gẫu với Dương Thiên Bồi ở công trường. Trong khoảng thời gian này hắn cũng lười ngồi ở ban quản lý, sự thay đổi bất ngờ ở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện dường như cũng tác động đến tâm tình đám người liên quan ở ban quản lý khu khai phát. Ngày nào cũng có vô số tin tức chui ra từ miệng mọi người. Tuy rằng mỗi ngày Cù Vận Bạch đều xuất hiện trước mắt mọi người với tư thái bình tĩnh thản nhiên nhưng Triệu Quốc Đống chỉ cần chú ý kỹ là vẫn cảm nhận được dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh của nàng là vẻ cô đơn tịch mịch, tâm tình có thể như mỏi mệt trầm trọng. Công ty xây dựng Thiên Phu của Dương Thiên Bồi đã ký thành công hợp đồng xây dựng công trình nhà xưởng hai xí nghiệp. Mặc dù quy mô công trình không lớn nhưng Dương Thiên Bồi cũng hết sức nhiệt tình. Không thể nghi ngờ đây chính là phát pháo đầu tiên được khai hỏa trên thị trường kiến trúc huyện Giang Khẩu của công ty xây dựng Thiên Phu sau khi thay đổi chế độ xã hội. Thậm chí Dương Thiên Bồi còn mạnh miệng phát ngôn dù không kiếm được tiền cũng sẽ hoàn thành hai công trình đúng kỳ hạn và bảo đảm chất lượng, hơn nữa còn phải xây dựng thành một hạng mục mà dù ông chủ khó tính nhất cũng phải khen miệng không dứt. Từ khi bắt đầu khởi công thì Dương Thiên Bồi đã mang theo một nhóm nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý tới ăn ở tại công trường. Theo lý thuyết thì loại công trình nhỏ như này thì công nhân công ty xây dựng số 2 cũng từng làm không ít nhưng Dương Thiên Bồi cũng không dám xem thường mà tự mình đứng ra giám sát từ khâu đất xây tới đặt móng nhà xưởng. Rồi đến việc xây dựng đường tới nhà máy và xanh hóa thì tất cả hắn đều đích thân hỏi đến, phần quan tâm này so với khi thi công quốc lộ An Lam thì chỉ có hơn chứ không kém. Quốc Đống, nghe nói trong khoảng thời gian này huyện không yên tĩnh lắm hả? Dương Thiên Bồi gỡ mũ bảo hộ xuống quạt hai cái. Mặc dù đã đứng ở chỗ thoáng mát nhưng thời tiết oi nóng vẫn khiến cho người ta không chịu nổi. Bồi ca cũng quan tâm đến việc này à? Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng. Quản chi đến mấy việc sóng gió này, chúng ta cứ đứng ngoài xem là được. Không phải quan tâm, ở trên cái đất Trung Quốc này thì dù anh có làm bất cứ ngành nghề nào nếu mà không quan tâm đến tình hình chính trị đương thời thì không được. Dương Thiên Bồi rất có cảm xúc. Nhất là kiểu xí nghiệp cải cách này của chúng tôi.
nói dễ nghe thì là hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp của công nhân, nói khó nghe thì chính là xí nghiệp tư doanh của một vài đại cổ đông. Thay đổi chế độ xã hội thì cán bộ chính quyền đều thề son sắt sẽ ủng hộ và giúp đỡ đến cùng, nhưng khi thực hiện thì đều trái với lời nói. Không có mối quan hệ nào vững vàng thì liệu anh có thể khai mở cục diện thị trường được không? Triệu Quốc Đống cũng thở dài một hơi. Đây cũng là đặc sắc của Trung Quốc, hiện tại chính quyền vẫn giữ vai một nhân vật cường thế trên thị trường giống như cũ. Tuy rằng các nhà kinh tế học đều hô hào chính quyền phải đổi vai, nhưng quá trình chuyển đổi vai này lại diễn ra trong một thời gian dài, cho nên dù là thời điểm nào thì ảnh hưởng của chính quyền đều không thể xem nhẹ. Bất kể là ngành nghề của anh là gì thì cũng đều không thể tránh khỏi qua lại với chính quyền, nên giữ gìn quan hệ tốt đẹp với cơ quan chính quyền là điều không thể thiếu. Ừ, điểm này thì tôi rõ. Duy trì quan hệ tốt đẹp với các ban ngành chính quyền rất trọng yếu, điều này đối với công ty xây dựng Thiên Phu đang trong thời kỳ khai thác phát triển thì lại càng quan trọng. Dương Thiên Bồi gật gật đầu. Tối nay tôi mời trưởng phòng xây dựng huyện Lý cùng hai trưởng ban bên dưới tụ tập ở khách sạn Đông Ninh, đều là người quen cũ nhưng sau khi thay đổi chế độ xã hội thì chưa có cơ hội mời bọn họ. Bồi ca, anh nói với tôi việc này làm gì? Chẳng lẽ mấy cái chuyện kinh doanh cụ thể này mà anh còn muốn tới hỏi tôi sao? Triệu Quốc Đống nhìn quanh một chút rồi từ từ nói. Tôi và Cổ Thúc đều đã phủi tay khỏi ghế ông chủ rồi, cũng đã nói không quản tới chuyện gì nữa. Công ty xây dựng Thiên Phu các anh thích làm gì thì làm, cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ kế cho anh thôi. Thích làm gì thì làm. Nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng đây là vận mệnh của 100 người, tài sản hơn 2 triệu, tôi còn phải phụ trách cổ đông và công nhân đó. Dương Thiên Bồi lắc đầu. Vốn trước đây quản lý công ty xây dựng số 2 thì còn không biết cảm giác gì, giờ thì lại cảm thấy trọng trách quá nặng nề, quyết không thể để phụ tín nhiệm của mọi người, toàn bộ tài sản của mọi người đều giao vào tay tôi. Dù gì cũng phải làm cho thu nhập một năm phải tăng lên, cũng phải để nhóm cổ đông nhìn thấy hiệu ích và tiền lãi phải không? Ha ha, Bồi ca, mọi người không phải đã nhìn chúng tư tưởng này của anh sao? Chẳng qua có lãi hay không thì bản thân tôi thấy trước mắt không quá quan trọng, cho dù là có thì tôi nghĩ tốt nhất là đầu tư vào kinh doanh đi, cần mua thiết bị thì mua, cần chiêu mộ nhân viên kỹ thuật thì chiêu mộ. Sau này thị trường kiến trúc sẽ càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nếu muốn sinh tồn được thì ngoại trừ tư chất tốt nhất thì có một đội ngũ kỹ thuật tố chất cao, chế độ quản lý nghiêm khắc, chắc chắn cùng với tinh thần vững vàng, sẵn sàng vượt qua thử thách của xí nghiệp cũng rất trọng yếu. Tôi cảm thấy ba điều này nên nỗ lực làm ngay từ bây giờ, về phần lợi nhuận thì tôi cho rằng không quá quan trọng, ít nhất thời điểm này là như thế. Quốc Đống, cậu có thể nghĩ như vậy thì tôi rất vui mừng, hiện giờ rất nhiều cổ đông xí nghiệp đều chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Đầu tư chỉ mong 2-3 năm là có thể thu hồi lại, nhưng đây là xí nghiệp đang kinh doanh, không phải là mỏ vàng, nếu anh muốn đạt được khoản lãi cách xù trong ngắn hạn thì tất nhiên phải hy sinh sự phát triển trường kỳ của xí nghiệp, tôi vẫn luôn lo lắng cậu sẽ có suy nghĩ này. Dương Thiên Bồi mỉm cười hài lòng. Cậu nói như vậy thì trong lòng tôi lại càng kiên định. Bồi ca, tôi có một giấc mộng, đó là phải tạo ra một xí nghiệp hiện đại thành công, xí nghiệp này không chỉ có quy mô lớn, hiệu quả và lợi ích tốt mà phải chân chính trở thành xí nghiệp mang tính dẫn đầu, tiên phong trong ngành nghề. Phải xây dựng một nhãn hiệu riêng, văn hóa riêng, tinh thần riêng của xí nghiệp, làm sao để xí nghiệp này có thể hoạt động trường kỳ mà không ngã. Bản thân tôi không có bản sự đó, một mình Bồi ca cũng không có khả năng làm được, nhưng chúng ta có thể cùng nỗ lực, có thể tập hợp trí tuệ và năng lực đoàn thể để tạo ra, đây chính là nguyện vọng của tôi. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống thổ lộ giấc mộng của mình trước mặt người ngoài, nếu như trời xanh đã ban cho mình dị năng mơ trước tương lai mà mình còn không tận dụng được thì đúng là đã phụ ân. Mặc dù kinh nghiệm của bản thân mình không đủ để thương hải tang điền, nhưng mình có thể để một người tin cậy biến giấc mộng này thành sự thật thì cũng coi như đã an ủi tâm nguyện của mình. Dương Thiên Bồi chấn động như bị sét đánh, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ tạo ra một xí nghiệp trình độ cao như lời Triệu Quốc Đống nói. Một công ty mang tính tiên phong trong ngành sản xuất, đây là trình độ bậc nào chứ? Chỉ dựa vào mình và đám thủ hạ này sao? Chỉ bằng vào một công ty xây dựng bậc 3 với hơn 1-2 triệu sao? Điều này không khỏi quá mức vớ vẩn và buồn cười. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt và vẻ mặt trang nghiêm của Triệu Quốc Đống, dựa vào những hiểu biết của mình về Triệu Quốc Đống thì đối phương cũng không phải loại người nói bừa nói ngoa, cũng không phải dạng tâm huyết dâng trào. Khí thế mông lung toát ra từ đối phương khiến Dương Thiên Bồi không khỏi nóng bừng lên, có một số chuyện không phải chỉ dựa vào niềm tin và quyết tâm là có thể làm được,
muốn làm được việc này thì thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu bất cứ một thứ nào. Quốc Đống, cậu có biết mình đang nói gì không? Dương Thiên Bồi hít sâu một hơi, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Trên thương trường đủ loại sóng to gió lớn, xoáy ngầm nước xiết vô số, không ai có thể đoán trước hoặc là cam đoan chuyện gì có thể phát sinh hay không. Một xí nghiệp nếu muốn phát triển lớn mạnh không biết sẽ phải trải qua bao thăng trầm, mà một xí nghiệp thành công thường thường sẽ dẫm trên vô số thi thể của xí nghiệp thất bại, cậu hiểu chứ? Tôi đương nhiên hiểu được, sau lưng một xí nghiệp thành công tất nhiên sẽ có vô số xí nghiệp thất bại, đây là quy luật kẻ mạnh sinh tồn còn kẻ yếu sẽ bị đào thải. Công ty Thiên Phu hiện giờ chỉ như một đứa trẻ, đối với mục tiêu của chúng ta thì còn xa mới có thể chạm tới, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có mục tiêu, giấc mộng của mình, chỉ cần có phấn đấu, đã sinh ra ở thời đại này, nếu đã bước đi trên con đường này thì chắc Bồi ca cũng không cam lòng chịu làm một viên đá lót đường không có tiếng tăm gì chứ. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, chỉ cần có phấn đấu, ngay cả có thất bại thì sao? Chỉ khi nào gặp thất bại thì mới thực sự thưởng thức cảm ngộ nhân sinh. Nếu không trải qua được những điều này thì sau khi về già anh chẳng có cơ hội để hiểu được. Thất bại có thể lặp lại nhưng đó mới là anh hùng thực sự. Nhân sanh năng đắc kỷ hồi bác, Andy, nôm na đời người được mấy lần đánh cuộc, đọ sức Bồi ca, chúng ta không thể để uổng phí một thời đại như này, không thể để phí một kỳ ngộ như vậy, tuyệt không thể. Nhân sanh năng đắc kỷ hồi bác, nhân sanh năng đắc kỷ hồi bác. Dương Thiên Bồi lặng lẽ suy ngẫm những lời này. Hắn cảm thấy nhiệt huyết trong người mình như sôi lên sùng sục mà khó có thể bình tĩnh được. Triệu Quốc Đống mới có bao nhiêu tuổi, đã trải qua bao nhiêu nhân sinh mà vì sao lại có hùng tâm tráng trí như vậy? Càng hiếm thấy là đối phương dường như còn ý thức được khả năng thất bại sẽ nhiều hơn thành công nhưng lại vẫn quyết tâm bước đi, chẳng lẽ đúng như hắn nói, thất bại cũng là một cách thưởng thức khó có được sao? Nhìn lại trước nay, nói thì dễ dàng nhưng thật sự có thể làm được điểm này thì có được mấy người? Nhưng nếu không thử qua thì sao anh có thể hiểu được cảm ngộ kỳ diệu và tư vị trong đó chứ? Thành thì sao, bại thì sao, miễn là được đọ sức. Quyển 3, chương 87, có mới nới cũ. Lắc lắc ly rượu, Triệu Quốc Đống nhạy bén cảm giác được vẻ mặt của Cù Vận Bạch có phần không bình thường, mà ngay cả chủ nhân cũng ý thức được hôm nay mời khách dường như không phải thời cơ tốt lắm. Triệu Quốc Đống cũng đã muốn đỡ Cù Vận Bạch vài chén rượu nhưng mỗi khi chủ nhân dơ chén rượu lên thì Cù Vận Bạch lại uống một hơi cạn sạch mà không hề do dự. Triệu Quốc Đống biết tửu lượng của Cù Vận Bạch không tồi, phụ nữ trời sinh đã có 3 phần tửu lượng nhưng sau 2 chai mao đài lại tới rượu nho, uống rượu lẫn lộn kiểu này thì dễ khiến người ta say nhất, nhất là khi trong lòng có chuyện không vui thì lại càng dễ xảy ra. Tiểu Triệu, bí thư Cù của các cậu có phải là có tâm sự gì đó hay không? Sự nhạy bén của người Chiết Giang tại phương diện nào cũng không kém, Hoa Hành Vân bưng chén rượu lên cùng với Triệu Quốc Đống một cái, nhấp miệng nói. Tôi thấy hôm nay cô ấy không bình thường. Ừ, có thể là do thời gian này rất mệt nhọc. Hoa ca, anh cũng thấy thời gian này có không ít xí nghiệp lục tục tiến vào, xí nghiệp bên Quảng Đông và Phúc Kiến tới không ít, ngày nào cũng đều phải đi tiếp đãi mà bí thư Cù là một phụ nữ nên tinh lực cũng có hạn, quá mệt mỏi. Triệu Quốc Đống giải thích. Không, không giống như là mệt mỏi, hình như là tâm trạng bí thư Cù không tốt, cậu xem cô ấy uống rượu mà không hề từ chối, trước kia cô ấy cũng không có như vậy. Hoa Hành Vân lắc đầu. Nghe nói bí thư Cù vẫn là người độc thân, liệu có phải là do suy sụp cảm tình hay không? Hoa ca, sao anh trở nên thông hiểu phụ nữ như thế? Triệu Quốc Đống cười châm chọc một câu. Bí thư Cù đã thề độc thân cả đời. Từ đầu năm đến giờ cũng có không ít phụ nữ độc thân mạnh mẽ đâu. Cũng phải, cũng phải. Hoa Hành Vân cười ha ha. Chẳng qua cậu phải khuyên nhủ cô ấy, uống lẫn lộn rượu kiểu này rất dễ say, phụ nữ uống rượu rất dễ tổn thương thân thể. Triệu Quốc Đống quan hệ khá tốt với đám thương nhân Ôn Châu, nhất là hai người Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân và Triệu Quốc Đống lại có cảm giác thân cận tự nhiên. Hơn nữa số lượng người Chiết Giang ở đây cũng không nhiều cho nên dần già chỉ cần các ông chủ xí nghiệp Chiết Giang ở Giang Khẩu gặp nhau thì sẽ mời Triệu Quốc Đống, mà Triệu Quốc Đống thì cũng vui vẻ kết giao với đám người Chiết Giang tinh minh. Tính cách của Triệu Quốc Đống cũng có phần hợp với tính cách người Chiết Giang nên chỉ sau vài tháng quan hệ giữa đôi bên đều trở nên mật thiết. Triệu Quốc Đống đương nhiên nhìn ra tâm trạng của Cù Vận Bạch không tốt, chỉ có điều trong trường hợp này mà cứng rắn ngăn cản Cù Vận Bạch thì không ổn. Có cấp dưới nào lại ngăn lãnh đạo uống rượu. Mình uống giúp vài chén thì Cù Vận Bạch lại không tiếp nhận,
xem ra hôm nay người phụ nữ này quyết tìm tới rượu để giải sầu rồi. Hai vị lãnh đạo huyện mới được bổ nhiệm tựa hồ cũng không quá ưa thích Cù Vận Bạch, điểm này đã sớm bộc lộ ra, Phùng Đông Hoa thì không cần phải nói, thân phận phó chủ tịch thường trực huyện nhưng lại không được Mao Đạo Lâm tín nhiệm, mà ngược lại không được coi trọng bằng Lương Kiến Hoàng. Hiện giờ vất vả lắm mới leo lên chức được thì chẳng lẽ người của Mao Đạo Lâm còn được lọt vào mắt của Phùng Đông Hoa sao? Về phần Tiết Minh Dương thì do vừa mới từ quận Long Đàm lại đây, hai người Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân lại hoan nghênh nhiệt liệt nên Tiết Minh Dương cầu còn không được. Hắn chưa quen với cuộc sống ở đây nên tự nhiên cần nhờ cậy đám người Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân, hai bên hợp tác với nhau thì thằng ngốc cũng có thể tưởng tượng ra được vận mệnh ban quản lý khu khai phát. Triệu Quốc Đống lặng lẽ nhấp rượu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cù Vận Bạch đang hớp hớp rượu, khuôn mặt kiều diễm dưới ánh đèn lấp lánh trở nên có chút mơ hồ. Triệu Quốc Đống không nhìn ra được Cù Vận Bạch có say hay không nhưng đôi mắt mê ly kia khi thì mơ màng khi thì trong veo khiến hắn không thể kết luận. Tiệc rượu nhanh chóng tan đi, đám thương nhân Chiết Giang cũng biết chuyện nên bình thường không mời khách ở Giang Khẩu mà phần lớn là bố trí ở thành phố An Đô, như vậy thì có thể tránh được nhiều phiền toái. Khéo léo từ chối lời mời đi hát karaoke với đám thương nhân Chiết Giang, Triệu Quốc Đống khởi động xe chở Cù Vận Bạch đi. Cù Vận Bạch cũng không ngồi xuống phía sau như thường lệ mà ngồi vào bên tay lái phụ, Triệu Quốc Đống biết Cù Vận Bạch chắc có lời muốn nói với mình. Không biết từ khi nào mà giữa ngón tay của Cù Vận Bạch đã xuất hiện một điếu mã nhĩ yên, một loại thuốc lá dành cho phụ nữ, Triệu Quốc Đống kinh ngạc nhướng mày lên. Tuy rằng hiện nay có không ít phụ nữ tự xưng là độc lập thích ngậm điếu thuốc để thể hiện mình không giống người bình thường nhưng Cù Vận Bạch hẳn không giống loại người này mới đúng. Thấy Cù Vận Bạch vụng về quẹt diêm châm thuốc, sau đó khẽ hút một hơi, Triệu Quốc Đống không kìm được phải thở dài một hơi. Thuốc lá và rượu là những thứ tổn hại đến dung nhan của người phụ nữ nhất. Một Cù Vận Bạch luôn luôn chú trọng giữ gìn nhan sắc thì sao lại không rõ điều này chứ, nhưng dường như lúc này Cù Vận Bạch đã ném hết thảy những điều này sang một bên. Cù tỷ, có chuyện gì không hài lòng thì cứ nói ra đi, trong lòng buồn phiền thì ngoại trừ khó chịu thì chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Nhân sinh trên đời này 8-9 phần đều là không như ý, tôi nghĩ chị hẳn là chịu đựng được mới phải chứ. Triệu Quốc Đống cười nhạt nói, ánh sáng từ ngọn đèn cắt xẹt màn đêm đen thui. Hơi lạnh âm u từ phía trước thổi tới. Nhân sinh 8-9 phần đều không như ý, Quốc Đống, thật không ngờ cậu lại thấu triệt được như thế, tôi đúng là không bằng cậu. Cù Vận Bạch cười khổ tự diễu, ngả người tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ. Thế sự vô thường, không ai có thể đoán trước được tất cả, vì khu khai phát này mà chúng ta đã dốc biết bao tâm huyết, nhưng bây giờ. Tâm trạng Triệu Quốc Đống chợt trầm xuống, lời của Cù Vận Bạch ẩn tàng hàm nghĩa sinh động. Có phải là muốn chuyển vị trí của tôi hay không? Ừ, Vương Đức Hòa cùng với Quách Chiêm Xuân lấy lý do thiếu kinh nghiệm xã, thị trấn nông thôn nên đề nghị cậu tới xã, thị trấn rèn luyện, chắc là huyện ủy sẽ nhanh chóng tiến hành nghiên cứu vấn đề nhân sự, đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ được phơi bày. Cù Vận Bạch khẽ liếc mắt nhìn Triệu Quốc Đống một cái, thấy vẻ mặt của hắn không có biến hóa gì lớn nên nàng hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức lại bị nỗi sầu khổ trong lòng bao trùm. Xã, thị trấn nông thôn. Ừ, coi như là bắn tên có đích, tuy tôi ở xã, thị trấn nông thôn 2 năm nhưng chủ yếu là làm công tác công an chứ chưa được rèn luyện công tác trong chính quyền. Triệu Quốc Đống nhún nhún vai. Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân đúng là coi trọng tôi đó, mồi lửa đầu tiên là đốt trên đầu tôi, Cù tỷ, chị không sao chứ? Cậu cảm thấy thế nào? Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống dường như là thật sự không để ý, cảm xúc sầu khổ trong lòng vơi đi không ít. Đối phương bị điều xuống nông thôn mà còn có thể nhìn nhận thông thoáng như thế còn mình thì sao lại không bỏ được. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn động tới Cù tỷ? Triệu Quốc Đống bừng bừng tức giận, đám người Vương Đức Hòa này thật quá đáng, mình và Vương Nhân Quý hai lần hợp tác chống đối nên giờ Vương Đức Hòa có cơ hội không bỏ qua mình cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Cù Vận Bạch thì cũng không có gì gây phương hại tới bọn họ, khu khai phát này vất vả lắm mới có ngày hôm nay mà đám người này lại quyết chèn ép tới cùng. Ngày mốt tôi sẽ đến phòng du lịch mới thành lập để báo danh, hội nghị thường ủy họp chiều hôm nay, người bị động đến không nhiều lắm, tôi đến phòng du lịch này để kéo phòng mới lên, Cao Trấn Vinh đảm nhiệm bí thư ban quản lý khu khai phát, chủ nhiệm ban quản lý thì tạm thời chưa được bổ nhiệm, chắc là phải đợi lấy ý kiến của cậu rồi mới điều chỉnh. Cù Vận Bạch nhả một ngụm khói, ngón tay khéo léo búng tàn thuốc, động tác nhìn trông không những không vụng về mà ngược lại còn có vẻ tao nhã. Cao Trấn Vinh. Triệu Quốc Đống khẽ rùng mình,
bí thư đảng ủy thành quan, được xưng là kẻ cơ hội trên chính đàn huyện Giang Khẩu, bất kể là ai tới nắm quyền Giang Khẩu thì hắn cũng đều như là tâm phúc trong mắt người lãnh đạo đó. Có thể làm tới trình độ này thì không thể không nói đó cũng là một loại năng lực. Ừ, Cù Vận Bạch lạnh lùng đáp. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được Cù Vận Bạch gần như là căm ghét loại người như Cao Trấn Vinh, tuy rằng trong lời lẽ không hề lộ ra điểm nào nhưng nhờ trực giác hắn biết Cù Vận Bạch dường như là thù địch trời sinh với người này. Cho dù bởi vì hợp tác nên hai người sinh ra mâu thuẫn nhưng chuyện đã qua lâu rồi thì đáng lẽ công tác cũng phải được cởi mở rồi chứ, huống chi Cù Vận Bạch không phải là dạng phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ là bởi vì lần điều chỉnh này. Cù Vận Bạch chưa từng nghĩ Cao Trấn Vinh lại sẽ thay thế mình. Triệu Quốc Đống đột nhiên mỉm cười. Đúng là dạng ăn cháo đá bát, khu khai phát đã được giữ lại như ý nguyện, việc phân phối thiết bị sản xuất cũng đã tạo thành dây chuyền. Một số sản nghiệp khác cũng đang lục tục tiến vào khu khai phát, có thể nói tình hình đang rất tốt. Cũng hay, để cho bọn họ tới cảm nhận công tác khu khai phát một chút, để xem có dễ như trong tưởng tượng hay không, để xem thương nhân có chủ động nhào tới cửa hay không. Dù sao Bạc Viễn cũng còn được giữ lại, nếu không thì khu khai phát này thật sự sẽ bị bọn chúng giày vò tới sụp đổ mất. Cậu chưa từng tiếp xúc qua với cái tên Cao Trấn Vinh này, vừa chuyên chế lại hay dùng thủ đoạn, chỉnh người một cách ung dung thản nhiên. Nếu nói năng lực thì cũng có nhưng tâm tư từ lâu đã không còn đặt vào công tác nữa rồi. Cù Vận Bạch nói có phần nghẹn ngào. Không phải tôi ham mê vị trí này mà tôi thật sự luyến tiếc nơi này, chúng ta tốn bao tâm huyết mới tạo được một hoàn cảnh như vậy, nếu mà suy bại trong tay bọn họ thì cả đời này tôi không an lòng được. Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì, lời của Cù Vận Bạch rất có tình cảm, có lẽ một phần cũng nhờ men rượu kích thích chứ nếu bình thường thì nàng không thể nào nói được lời như vậy. Khu khai phát không phải của riêng ai, về phần huyện ủy giao cho người nào quản lý thì cũng không cần Cù Vận Bạch hay mình phải quan tâm, người khác có thể làm tốt khu khai phát hay không thì cũng không phải là chuyện mà mình hay Cù Vận Bạch có thể hỏi đến. Anh cảm thấy mình đã cống hiến làm ra thành công của khu khai phát mà đòi cương triều, kiêu ngạo. Điều chỉnh anh nên anh bực tức, vậy thì xin lỗi, sau này anh sẽ còn ngã đau hơn. Có phải tôi thất thố quá hay không? Cù Vận Bạch hạ cửa kính xe ném đầu mẩu thuốc lá ra ngoài, tàn thuốc màu đỏ sậm tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi biến mất trong màn đêm. Sau đó nàng quay đầu lại chăm chú nhìn Triệu Quốc Đống, hương rượu nhàn nhạt pha trộn với mùi hương nước hoa trên người phụ nữ thành thục, một sự kích thích khó tả tự nhiên tràn ngập khắp cơ thể Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm đôi mắt mê ly của Cù Vận Bạch, tác dụng của rượu bắt đầu phát tác. Cù Vận Bạch dường như rất có sức kháng cự với rượu trắng nhưng rượu đỏ thì lại tựa như chất xúc tác bộc lộ toàn bộ tác dụng của rượu trắng ra, ngẫu nhiên nàng thè lưỡi liếm liếm bờ môi anh đào khô, trong lòng Triệu Quốc Đống lúc này lại bình tĩnh khó nói thành lời. Quyển 3, chương 88, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Cù tỷ, có phải trong lòng đang có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không tìm thấy người thích hợp đúng không? Triệu Quốc Đống hít thở một hơi thật sâu. Có lẽ tôi không phải là người thích hợp nhất nhưng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, nếu Cù tỷ tin tôi thì đừng ngại nói ra, còn nếu không tin thì coi như tôi chưa từng nói gì. Chiếc Santana lao băng băng trên đường quốc lộ An Lam, sau khi được tu sửa thì tình trạng con đường quốc lộ cấp 2 này không tồi. Tuy rằng có hơi chật đôi chút nhưng được cái bằng phẳng ít khúc cong, Triệu Quốc Đống nhấn chân ga lên mức 60 km/h. Giọng điệu của Cù Vận Bạch khi thì nhanh chóng cao vút, khi thì trầm thấp, u sầu. Có lẽ cũng do lâu rồi không bộc lộ tất cả tâm sự trước mặt người khác, những chất chứa tích tụ lâu ngày trong lòng đột nhiên xuất hiện một khe nứt nhỏ nên không kìm nổi mà tràn ồ ạt ra ngoài. Triệu Quốc Đống thể hiện mình là một người lắng nghe đủ tư cách, không hề có bất kỳ lời lẽ dư thừa nào, nhiều lắm cũng chỉ chêm thêm trợ từ để giúp Cù Vận Bạch có thể thuận lợi phát tiết tất cả trong lòng ra. Triệu Quốc Đống cũng biết muốn giành được tín nhiệm của vị nữ thủ trưởng này không dễ dàng gì. Nhất là một nữ thủ trưởng độc thân xinh đẹp luôn có sự dè chừng và cảm giác sợ hãi những người đàn ông bên cạnh. Có lẽ là do khác biệt về tuổi tác hoặc có thể do biểu hiện trong suốt gần một năm trời của mình cộng thêm men rượu và cảm xúc đêm nay cộng hưởng khích lệ nên cuối cùng cũng khiến người phụ nữ này bộc lộ nội tâm trước nay vẫn che giấu. 2 năm ở xã Đông Đình là thời gian ảnh hưởng lớn nhất tới tôi, ngày nào cũng đều đi sớm về khuya, cùng với các cán bộ xã khác đi xuống dưới thôn, tới hết nhà này đến nhà khác. Kế hoạch hóa gia đình của thời đó thì chắc cậu có thể tưởng tượng được khó khai triển đến mức nào. Đàn ông ở nơi này chỉ cần mở miệng ra cũng đủ để khiến cho bất cứ cô gái nào cũng không còn mặt mũi để gặp người khác, nhưng tôi vẫn chịu đựng để tới đó.
sau đó chính là nửa năm trở lại huyện đoàn, chuẩn xác mà nói thì nửa năm này không có ý nghĩa gì lớn đối với tôi, tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng huyện đoàn là nơi xuất nhân tài nhưng nếu công tác thanh niên không kết hợp được với công tác cơ sở mà suốt ngày chỉ tiếp nhận văn kiện và giúp đỡ một vài hoạt động ở bên trên thì tôi thấy đây chỉ là mạ vàng, đánh bóng. Như thế chỉ làm chậm trễ bản thân mình, đương nhiên lúc đó tôi vẫn còn giữ được sự nhiệt huyết của thời đi học. Sau đó tôi chủ động yêu cầu tới xí nghiệp, cũng chính là nhà máy cơ giới Lợi Đạt của huyện. Công tác ở nhà máy cơ giới rất trực quan và thực tế, nếu xí nghiệp muốn lớn mạnh, công nhân viên chức muốn thu nhập tăng cao thì chỉ có cách tân sản phẩm, khai thác, thị trường, nhưng biểu hiện của lãnh đạo nhà máy cũng rất khó làm cho người ta hài lòng. Thân phận của bọn họ quyết định cách thống trị nhà máy, bởi vì bọn họ đến từ huyện công nghiệp nhẹ. Từ nhà máy cơ giới Lợi Đạt trở lại huyện, tôi đến xã Kiều Quan làm phó bí thư đầy hợp lẽ, nửa năm sau tuyển cử nhiệm kỳ mới, tôi trở thành nữ chủ tịch xã trẻ tuổi nhất trong toàn huyện. Lại thêm 2 năm tôi điều tới xã Thành Quan làm chủ tịch xã nhưng chỉ sau gần 1 năm tôi tới ban quản lý khu khai phát. Cụ Vận Bạch không nhịn được thở gấp một hơi, đầu lưỡi lại một lần nữa liếm liếm bờ môi khô khốc. Triệu Quốc Đống liền dừng xe lại lấy 2 chai nước khoáng Thương Lang từ trong vali rồi mở một chai đưa cho cụ Vận Bạch. Cảm ơn. Mặc dù tới lúc này nhưng cụ Vận Bạch vẫn thể hiện sự điềm đạm nho nhã như cũ. Miệng thì khẽ hé hút nước nhưng ánh mắt phiêu du, xa xăm lại chứng minh lúc này nàng đang trong trạng thái bất thường. 7 năm, tôi từ một sinh viên hoàn toàn không biết gì cả mà đã lập tức lên được vị trí bí thư kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, không biết có bao nhiêu người trong bụng nguyền rủa tôi. Tôi biết Mao Đạo Lâm với quan hệ là học sinh của mẹ tôi thì sẽ khiến rất nhiều người cố sức chế ra những chuyện xấu xa đáng khinh bỉ, dường như bọn họ sắp thành công rồi. Tiết Minh Dương đến Giang Khẩu làm bí thư huyện ủy, nhưng Mao Đạo Lâm lại tới Trường Tân, cho nên đại khái trong chuyện này thì bọn họ vui sướng nhưng lại vẫn tiếc nuối. Cho nên bọn họ liền chút lửa giận lên đầu chúng ta sao? Triệu Quốc Đống khẽ cười. Nhưng tôi có thể xem như là người của Chủ tịch Mao sao? Vậy cậu tính là người của ai? Cụ Vận Bạch không nhịn được cười rộ lên, mùi rượu đỏ trong miệng hóa thành một mùi thơm khó tả. Nếu nhất định phải tính thì tôi chỉ có thể coi là người của cụ tỷ. Triệu Quốc Đống nhe răng mỉm cười. Cụ Vận Bạch cười phá lên có chút phù phiếm, lúc này ngoài cửa sổ cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mưa tí tách rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa rào. Cơn mưa to lập tức bao phủ cả phía chân trời trong tấm màn mờ mịt. Mặc dù đã cho cần gạt nước hành động nhanh nhất nhưng vẫn không thể làm cho cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng. Quốc Đống, đỗ qua bên này đi, mưa không lâu nữa đâu, cứ lái xe như vậy thì nguy hiểm quá. Triệu Quốc Đống lựa một chỗ vắng vẻ rồi dừng lại, thoáng hạ cửa sổ một cái thì mưa bụi dày đặc lập tức mang theo mùi bùn đất tiến vào. Triệu Quốc Đống vội vàng cho cửa kính xe lên, chỉ có hơi lạnh mới có thể giảm bớt được sức nóng từ thể xác và tinh thần của hai người. Phòng du lịch. Tiết Minh Dương và Vương Đức Hòa cho tôi lựa chọn một vị trí thích hợp nhất, tôi vốn thích du lịch nhưng chỉ tiếc là trước giờ chưa có cơ hội. Quốc Đống, giờ có phải là lúc tôi tìm một con đường hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình hay không? Cụ Vận Bạch cười có chút xuồng xã, cười cười mà nước mắt lại cứ tuôn ra, tia chớp ngoài cửa sổ chiếu rõ sự bơ vơ bất lực trên khuôn mặt xinh đẹp. Cao Trấn Vinh muốn chiếm tiện nghi của tôi không để cho hắn thực hiện được. Phùng Đông Hoa muốn tôi khuất phục hắn nhưng tôi để ý. Những người đàn ông này cũng không chịu nhìn lại bộ dạng của mình. Tôi không hiểu vì sao bọn họ cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm, cho rằng tất cả phụ nữ đều hèn hạ vì tình cảnh đáng thương mà bán mình sao. Quốc Đống, cậu nói xem, đàn ông các cậu đều là như thế này sao? Không phải, ít nhất tôi không phải. Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Có lẽ là do những giọt lệ lăn trên má của Vận Bạch dưới tiếng sấm ầm ầm đã kích phát sự mềm yếu bên trong người đàn ông, Triệu Quốc Đống vô ý thức đưa tay gạt gạt nước mắt loang lổ trên mặt Cù Vận Bạch. Hành động theo bản năng này của Triệu Quốc Đống lại lập tức khiến Cù Vận Bạch vốn đã bị men rượu phát tác bị cơn sóng tình đánh tan hoàn toàn. Ầm, 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 ầm. Tiếng sét dữ dội vang liên tục trên mui xe, có lẽ là sợ sệt, có lẽ là xúc động, có lẽ là tình cảm được phóng thích. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy một khối nóng bừng từ trong bóng tối nhích lại gần mình. Trái tim Triệu Quốc Đống lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt, việc này có thể sao? Chống lại hay là thuận theo? Trong đầu Triệu Quốc Đống đột nhiên xuất hiện hai ý nghĩ này, mình chống lại hay là thuận theo đây? Triệu Quốc Đống run rẩy vươn tay, chính hắn cũng không biết tay mình hướng về phương nào.
Là đôi thỏ ngọc trắng nõn mà đôi lần mình từng thoáng thấy hay là khe hang vách đá đẫy đà rắn chắc khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tay của Triệu Quốc Đống cuối cùng lại đặt lên mái tóc đen của đối phương, chỉ cho mượn bả vai mà thôi, nếu mình thật sự nghĩ rằng đối phương say rượu nên muốn làm gì thì làm thì chắc có lẽ tất cả tình nghĩa sẽ biến mất theo gió. Tuy rằng sâu trong nội tâm của Triệu Quốc Đống đang bị lửa dục thiêu đốt hừng hực nhưng lý trí như chiếc phanh hãm không buông tha, chỉ thế thôi, có thể ý dâm vô hạn nhưng thời khắc này thì tuyệt không thích hợp. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Cù Vận Bạch, lúc đầu nàng còn hơi khẩn trương tới mức hơi co người lại nhưng sau đó hành động thân mật này của Triệu Quốc Đống đã khiến Cù Vận Bạch yên lòng, người khẽ nghiêng nghiêng tựa vào đầu vai Triệu Quốc Đống rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên vai, Triệu Quốc Đống chỉ có thể méo miệng cắn răng chịu đựng tư thế khó chịu này. Không ngờ Cù Vận Bạch có thể dựa vào mình ngủ trong tình trạng này. Điều đáng thương là mình lại trở thành một cái đệm đúng nghĩa không thể thiếu mà thôi. Thỉnh thoảng tia chớp xẹt qua chiếu sáng mảng tuyết trắng bên trong xe, ánh mắt Triệu Quốc Đống thậm chí có thể dễ dàng xuyên qua cổ áo bị vẹo về phía trước. Đôi ngọc trắng như mỡ dây ẩn hiện dưới lớp đăng ten màu đen càng làm tôn lên vẻ đối lập. Đường cong chết người nương theo nhịp hô hấp cứ phập phồng lên xuống làm cho Triệu Quốc Đống như chìm trong cảnh huyền ảo. Cô nam quả nữ cứ duy trì trong tư thế kỳ diệu như vậy, Triệu Quốc Đống thu hồi ánh mắt rồi thở dài một hơi. Phát tác ngẫu nhiên cũng không có nghĩa gì cả, nhưng nhìn thấy trong khoảng thời gian này Cù Vận Bạch gặp phải áp lực và tấn công mà trước nay chưa từng có, những lời đồn đại làm tổn thương sâu sắc tới nàng, sự nghiệp phấn đấu vất vả mới có được lại gặp phải việc ác hái đào. Sự cô tịch về tình cảm càng làm cho tâm trạng hoang vu. Tất cả cảm xúc như vậy có thể giải quyết hoàn toàn thì hiển nhiên không còn gì tốt bằng. Trong giấc ngủ Cù Vận Bạch nhẹ nhàng trở mình xoay người, cánh tay trượt thẳng xuống bộ váy màu xanh nhạt làm lộ ra hơn nửa khe mông. Chiếc quần lót tơ tằm màu đen bao trùm lên phần da thịt trắng như tuyết, đường cong nửa ẩn nửa hiện trong cái không khí lạnh này lại càng lộ vẻ u tối. Triệu Quốc Đống nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một loạt tia chớp liên hoàn đánh xuống. Đây là cơn mưa to đã chờ mong bấy lâu, khí hậu oi bức đủ để khiến những người kiên nhẫn nhất cũng phải bực bội, hy vọng trận mưa này có thể làm cho không khí oi nóng trở nên thoải mái hơn một ít. Xuống xã, thị trấn, Triệu Quốc Đống nghiền ngẫm hàm nghĩa trong mấy từ này, Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân hận mình như vậy sao? Bọn chúng sẽ ném mình tới chỗ nào? Là Thổ Lăng ở cực Nam hay là Lĩnh Đông ở cực Đông? Hay là xã Hưng Long chỉ có hai chuyến xe bus? Cù Vận Bạch cuối cùng tỉnh lại từ trong trạng thái lờ mờ, lúc này nàng mới phát hiện mình nằm trên một cái chân, người cuộn tròn giống như thú cưng rúc vào bên cạnh chủ nhân, điều này làm cho Cù Vận Bạch có cảm giác e lệ khó hiểu. Khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông trong mộng rất giống với người đàn ông mà mình đang gối lên, ánh mắt sáng ngời và khí độ trầm ổn chắc chắn lấy từ biểu hiện của hắn làm chính. Cù Vận Bạch là một người phụ nữ bình thường, nàng hiểu rõ những đòi hỏi của cơ thể mình. Chút dịch thẩm thấu từ nơi riêng tư khiến cho bên dưới ẩm ướt và làm cho nàng không được tự nhiên cho lắm. Nàng rất muốn được tiếp tục nằm xuống và hưởng thụ sự nghỉ ngơi thoải mái hiếm có này. Quốc Đống, mấy giờ rồi? 2 giờ 30. Nói như vậy thì tôi đã ngủ ở đây 5 tiếng rồi sao? Cù Vận Bạch nghiêng người ngồi dậy, rất tùy ý thu vén những sợi tóc tán loạn của mình, nói với giọng điệu thân thiết. Cảm ơn cậu, giờ tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ một giấc thư thái như vậy, lúc này tôi cảm thấy tốt lắm. Chút được gánh nặng, nhẹ nhàng ra trận. Triệu Quốc Đống hài hước nói một câu. Đi thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cù Vận Bạch liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái, ánh mắt như có như không khiến cho Triệu Quốc Đống cố gắng nắm bắt điều gì đó ẩn giấu bên trong nhưng nó lại chợt biến mất. Quyển 4, chương 1, trong núi. Bí thư Triệu. Làm gì thế? Triệu Quốc Đống không ngẩng đầu mà vẫn nhìn bàn cờ. Hai mã chiếu tướng, tôi xem anh chạy đi đâu. Ha ha, bí thư Triệu, hai mã chiếu chưa chắc làm tôi hết cờ, chỉ cần thở một hơi là tôi sẽ đoạt lại thế trận. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Triệu Quốc Đống đang tính nước. Lão Mạc, vấn đề nằm ở chỗ anh không có thời gian mà thư giãn. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý cầm cốc trà lên uống. Thời tiết này mà uống loại trà lạnh này rất được. Uống cũng không kém gì nước suối Thương Lãng. Cậu đừng ngông nghênh, để tôi suy nghĩ một chút. Tôi xuống sĩ, cậu ép lên thì tôi sẽ nhường một bước. Không được, đây là nòng pháo, xem ra không được rồi, tôi phải lui một bước. Người đàn ông trung niên đặt quân cờ lại chỗ cũ. Lão Mạc,
anh tốt xấu cũng là chủ tịch xã, sao lại chơi xấu thế? Anh nói xem anh đã đánh lại mấy nước rồi, thắng bao Hồng Sơn của anh khó như vậy sao? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ xua tay nói. Tiểu Giang, cậu mua giúp tôi hai bao Hồng Sơn, đường đường một phó bí thư, một phó chủ tịch mà vì hai bao thuốc lại ngồi đây mất gần tiếng. Ha ha, lão Triệu đây là cậu chủ động muốn mua đó, không phải tôi nhờ đâu đó. Lão Mạc cười cười đầy vui vẻ. Đánh cờ chỉ là giải trí, hơn nữa không nói không cho đánh lại. Cờ của tôi không bằng cậu, đánh cuộc với cậu không bằng tôi tự đi mua thuốc. Tiểu Giang vội vàng chạy đi mua, không đầy 2 phút đã lao vào nói. Bí thư Triệu, đây là tiền thừa. Triệu Quốc Đống tiện tay đưa cho lão Mạc một bao, sau đó rút vài điếu, cho mỗi cán bộ trong phòng ăn một điếu. Phòng ăn lập tức đầy làn khói. Triệu Quốc Đống xuống xã Lĩnh Đông đã được một tuần, huyện ủy đã có quyết định miễn chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, bổ nhiệm làm phó bí thư xã Lĩnh Đông. Xã Lĩnh Đông cách thị trấn Thành Quan 13 km, cách xã Ngõa Hồ, huyện Mai chỉ có 3 km, khoảng cách với huyện Thành huyện Mai chỉ có 11 km, chẳng qua đường rất xấu. Xã Lĩnh Đông là một xã đồi núi, nhưng ở đây lại ít núi đá. Khu vực Đông Sơn có 5 xã, một thị trấn, là khu vực điển hình về nông nghiệp, ngành công nghiệp chậm phát triển. Các công ty của xã, thị trấn gần như không có mấy. Cho nên khi Giang Khẩu tiến hành cải cách công ty tập thể thì cũng không có gì đáng để lấy ra. Vì thế được đưa vào giai đoạn thứ 2. 5 xã, thị trấn của khu vực xếp cuối sổ của toàn huyện, mà xã Lĩnh Đông không thể nghi ngờ đứng cuối trong khu vực. Đây chính là xã có kinh tế phát triển nhất của Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống tuần trước cùng đi với Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Vưu Huệ Hương tới xã Lĩnh Đông nhận chức. 4 Ban Tổ chức Cán bộ bố trí trưởng phòng đưa Triệu Quốc Đống đi nhận chức. Nhưng Vưu Huệ Hương lại lấy lý do ủng hộ cán bộ đến xã xa nhất rèn luyện nên cần tự mình đưa tới. Ngồi trong đảng ủy khu Đông Sơn nửa tiếng, đoàn người đưa Triệu Quốc Đống tới xã Lĩnh Đông. Triệu Quốc Đống cứ như vậy chính thức nhận chức Phó Bí Thư xã Lĩnh Đông. Xã Lĩnh Đông chỉ có 20.000 người, nhưng diện tích lại hơn 60 km vuông, nhiều núi, ít đất, ruộng nước không có mấy. Nông dân phần lớn là trồng ngô, khoai tây, thuốc mà sống. Cả xã có một nhà máy sửa chữa thiết bị nông nghiệp, nhưng nhìn không ra một công ty nào cả. Tiểu Hà, cậu vừa bận làm gì vậy? Triệu Quốc Đống cũng dần quen với cuộc sống từ từ ở xã Lĩnh Đông này. Chiều này phòng chiêu thương của huyện xuống khảo sát, điều tra công tác thu hút đầu tư của xã Lĩnh Đông chúng ta. Vừa nãy chủ tịch Thôi từ điện gọi về nói bí thư Triệu phụ trách tiếp đón, báo cáo việc thu hút đầu tư của xã Lĩnh Đông chúng ta. Tiểu Hà là nhân viên mới được nhận vào văn phòng. Lãnh đạo nào dẫn đoàn? Là phó trưởng phòng Hoàng Trung Kiệt sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ đến Hoàng Trung Kiệt đã được điều đến làm phó trưởng phòng chiêu thương. Bây giờ mình báo cáo công việc với đối phương, thú vị. Buổi chiều tiếp đón mất 20 phút, tình hình xã Lĩnh Đông thì cả huyện đều rõ, phòng chiêu thương đến chỉ cho có mà thôi, ai lại đầu tư vào cái khu nghèo khó này. Đường xá khó đi, theo lý ở đây có thể sang được xã Ngõa Hồ huyện Mai, nhưng hai xã đều thuộc dạng nghèo nhất huyện, ai còn tâm trí đâu mà sửa đường. Bữa ăn có mấy món như thỏ, gà nướng, cộng với rượu mía, đây là những món ngon nhất của xã Lĩnh Đông. Nhưng mấy đồ đặc sản này ăn khá ngon. Hoàng Trung Kiệt và Triệu Quốc Đống ăn khá được. Bí thư Triệu, anh bây giờ thì tốt rồi, đến xã Lĩnh Đông hưởng phúc, đây đúng là nơi tốt để sống. Nghe nói xã Lĩnh Đông không có gì, chỉ có mỗi người đẹp, đây là ổ đào hoa, các cô gái đều trắng đẹp. Các cô này tới An Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải làm bảo mẫu đều được chào đón. Hoàng Trung Kiệt bây giờ nói chuyện với Triệu Quốc Đống đã tùy tiện hơn. Bây giờ hai bên coi như ngang nhau. Ha ha, xem ra xã Lĩnh Đông đúng là giỏi phát triển việc đưa người ra ngoài làm việc. Chẳng qua là các cô gái đi ra thì danh tiếng không tốt mấy. Triệu Quốc Đống từ tốn đáp, hắn thấy Hoàng Trung Kiệt đã mơ hồ có vẻ xa cách. Triệu Quốc Đống nghe nói Hoàng Trung Kiệt đã bắt đầu ôm chân Phùng Đông Hoa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không buồn tính toán với đối phương. Dù sao Hoàng Trung Kiệt cũng đã cố gắng làm việc một thời gian, được lãnh đạo coi trọng cũng là chuyện tốt. Bảo mẫu của khu vực Đông Sơn đi ra đúng là có tiếng. Nghe nói không ít lãnh đạo tỉnh cũng thích đến đây tìm bảo mẫu. Nhanh nhạy khéo léo mà còn nói rất ngọt, người chăm chỉ nên đi đâu cũng có người thích, cũng không phải làm chuyện xấu mà. Tôi thấy cũng tốt,
khu vực Đông Sơn không có công ty gì, cả ngày ở nhà sao được. Chờ lớn lấy chồng có con, dần dần biến thành người phụ nữ nông thôn ư. Có thể ra ngoài nhìn một chút, không chừng có thể tìm được người đàn ông tốt, như vậy sẽ có cuộc sống tốt hơn cả đời ở nông thôn. Trưởng phòng Hoàng, lời này của anh chỉ có thể nói ở đây thôi, nếu lãnh đạo nghe thấy thì không chừng ăn mắng đó. Ai muốn ở khu vực mình phụ trách lại có việc này? Cái này khác gì Philippines đâu, nước ngoài thì thấy không sao, nhưng Trung Quốc lại khác. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ha ha, bí thư Triệu, không phải ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hoàng Trung Kiệt cũng hiểu mình nới hơi quá nên có chút xấu hổ mời rượu. Hai nữ đồng chí đi cùng y đã sớm rời bàn. Rượu đường uống thì ngọt, mới uống thì không sao, nhưng về sau lại rất dễ say. Triệu Quốc Đống đang định trả lời thì điện thoại di động vang lên. Thái ca, sao lại nghĩ đến mà mời em ăn cơm vậy? Em đang ở đâu ư? Nhất định là xã Lĩnh Đông rồi, nếu không sao sòng yếu như vậy. Triệu Quốc Đống đứng lên đi ra cạnh cửa sổ rồi nói. Hả, anh nói Liễu ca đã về, đang ngồi cùng anh. Các anh đang ở đâu? Hỉ Lai Đăng, Thái ca, đây là điểm bình thường các anh tiêu xài sao? Ha ha, cẩn thận ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm đó. Đương nhiên Liễu ca về thì phải chiêu đãi tốt. Em về bây giờ ư? Bây giờ về cũng mất hơn 2 tiếng. Cái gì? Liễu ca có chuyện muốn nói với em nhất định sẽ lên. Như vậy đi, em sắp ăn xong rồi, em sẽ về Giang Khẩu. Có khách trên huyện tới xã Lĩnh Đông, em nhờ xe bọn họ về Giang Khẩu là được. Nếu không anh bảo Tiểu Tống tới cửa ủy ban huyện chờ em chút, có lẽ hai bên cùng tới một lúc đó. Vâng, cứ như vậy đi. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và thầm than mình tới xã Lĩnh Đông liền ít liên lạc với bạn bè ngay. Bình thường hay tụ tập với đám đồng nghiệp ban quản lý và công an huyện, nhưng đến xã Lĩnh Đông đúng là không tiện. Chẳng qua Liễu Đạo Nguyên vừa về, hơn nữa có việc cần nói với hắn, nghe giọng Thái Chánh Dương khá nghiêm túc, chẳng lẽ là... Triệu Quốc Đống nhếch miệng cười mình. Lần trước Liễu Đạo Nguyên bảo hắn tới Tân Châu, hứa 2 năm sẽ thành trưởng phòng, hắn lại từ chối, bây giờ đã hơn năm, hắn vẫn đang ở chức phó trưởng phòng mà thôi. Bí thư Triệu, phải về huyện thành ư? Hoàng Trung Kiệt nghe được vài câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Ừ, đi nhờ xe trưởng phòng Hoàng có được không? Không sao, ngồi được mà. Hoàng Trung Kiệt đứng lên lấy tăm rồi nói. Gà núi đúng là ngon. Bí thư Triệu đúng là có phúc ăn, có thể cho tôi mang về 2 con không? Trưởng phòng tôi cũng thích món này. Không vấn đề gì, anh còn cần nói sao? Chẳng qua anh đây là kể khổ tôi đó. Ở đây cả ngày ăn gà, tôi sắp thành con gà rồi. Triệu Quốc Đống cười cười nói lại một câu. Quyển 4, chương 2, đường cao tốc. Triệu Quốc Đống cùng hai người phụ nữ trung niên ngồi phía sau. Mùi nước hoa và mùi mồ hôi xông vào mũi hắn, khó trách Hoàng Trung Kiệt ngồi ghế trên. Xe Zeta chạy trên con đường duy nhất từ Lĩnh Đông thông ra bên ngoài. Đường rất xóc, thi thoảng đến ổ trâu ổ gà thì đúng là khổ. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, sự chênh lệch giữa xã, thị trấn càng lúc càng lớn. Điều này làm người đàn ông càng lúc càng nghèo hơn so với dân nội thành. Một loạt các khoản thuế nông nghiệp, thủy lợi làm nông dân không gánh nổi. Mặc dù mới xuống Lĩnh Đông một tuần nhưng Triệu Quốc Đống cũng ý thức được sự nghèo khó, lạc hậu của khu vực Đông Sơn so với các xã, thị trấn phát triển khác tại Giang Khẩu. Nhưng bây giờ vẫn không ai có thể giải quyết vấn đề này. Chính xác mà nói, nếu như nói trong nhà một hộ nông dân không có một người ra ngoài làm thuê, như vậy cả nhà này sẽ sống rất khổ sở. Người ra ngoài làm thuê là con đường ra duy nhất của nông dân nghèo khó. Triệu Quốc Đống chưa kịp nghĩ nhiều thì xe đã tiến vào thị trấn Đông Sơn. Vừa tới đây thì đường đã tốt hơn, tốc độ xe cũng tăng lên. Không đầy nửa tiếng chiếc xe đã đến cửa trụ sở ủy ban. Phòng chiêu thương là cơ quan trực thuộc ủy ban huyện, nằm trong tòa nhà 5 tầng này. Hoàng Trung Kiệt xuống xe bắt tay Triệu Quốc Đống. Trời hơi tối, xung quanh không thấy ai, Hoàng Trung Kiệt giả vờ nói. Bí thư Triệu, có cần đưa anh một đoạn nữa không? Không cần đâu. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Lúc này một chiếc xe Honda đã lặng lẽ dừng lại. Xe vừa dừng, một lái xe tuổi tương đương Triệu Quốc Đống đã nhảy xuống mở cửa và nói. Triệu ca, lên xe. Được, cảm ơn trưởng phòng Hoàng. Mấy người trên xe Zeta đều hâm mộ nhìn tới. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích nhiều mà lên xe. Xe Honda rú ga chạy thẳng. Xe Honda.
xe cao cấp của Nhật Bản. Lái xe của phòng chiêu thương không khỏi than thở. Bác Phương, xe này hình như có biển giống xe của Chủ tịch Phùng. Một người phụ nữ không nhịn được nói. Ha ha, biển thì đều là xe Honda nhưng có chênh lệch. Xe của Chủ tịch Phùng kém xe này hai bậc, biết chưa? Lái xe Vương này rất chú ý nghiên cứu xe. Xe đi xa mà y không khỏi thầm than. Nhìn biển số xe không? Ano, 00158, đây là xe của các cơ quan trực thuộc tỉnh, không là cơ quan tỉnh ủy cũng là bên ủy ban nhân dân tỉnh. Ra vào tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh cũng không cần đăng ký. Một phó bí thư Lĩnh Đông mà có xe trên tỉnh tới đón ư? Chẳng lẽ lái xe là bạn y? Một người phụ nữ khác nói. Lái xe là bạn của y ư? Bạn mà có thể xuống mở cửa xe sao? Lái xe Vương bĩu môi nói. Vừa nhìn là biết chuyên môn tới đón y, chẳng qua không biết xe là của đơn vị nào mà thôi. Hoàng Trung Kiệt đang rất buồn bực, vốn nghĩ mình bây giờ đã là phó trưởng phòng chiêu thương, đối phương chẳng qua chỉ là cán bộ bị đày tới xã nghèo mà thôi, mình cũng có thể tự hào một chút. Không ngờ cảm giác này kéo dài chưa đầy tiếng đã mất hết. Triệu Quốc Đống thật không ngờ mình được đón như vậy lại khiến nhiều người bàn tán như thế. Tiểu Tống là lái xe của Thái Chánh Dương. Vừa từ quân đội chuyển sang không lâu. Tiểu Tống này khá thành thạt, biết quy củ. Thái Chánh Dương đến tổ lái xe của Sở Giao thông khảo sát một chút rồi chọn y. Tiểu Tống, mấy người Thái ca đã ăn chưa? Triệu Quốc Đống và Tiểu Tống cũng khá quen. Tiểu Tống cũng rất tôn trọng Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi đi thì bọn họ cũng sắp ăn xong, bảo tôi đón anh đến Lam Loan. Lại tới Lam Loan. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Thái ca sao cứ thích tới đó làm gì nhỉ? Ha ha, giám đốc Thái nói Lam Loan có cảnh đẹp, không khí cũng được. Tiểu Tống cười nói, đi theo Thái Chánh Dương không lâu nhưng cũng biết Triệu Quốc Đống này có quan hệ rất tốt với giám đốc Thái. Quán trà Lam Loan là nơi Thái Chánh Dương thường xuyên tới uống. Mặc dù đã sang làm giám đốc Sở Giao thông nhưng y vẫn giữ nguyên sở thích này. Triệu Quốc Đống vừa vào đã thấy hai người nói chuyện khá sôi nổi vấn đề gì đó. Chỉ thấy Thái Chánh Dương mặt mày nhăn nhó. Liễu Đạo Nguyên lại mỉm cười. Chánh Dương, tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh luôn nói giúp đỡ khu vực khó khăn phát triển, điều này đã viết vào cương lĩnh phát triển kinh tế. Ông xem ba nơi Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa đi. Tân Châu là nơi có điều kiện tốt nhất, rộng nhất, dân cư nhiều nhất nhưng kinh tế lại lạc hậu nhất là vì sao? Giao thông chính là vấn đề lớn nhất, từ An Đô đến Tân Châu chỉ có 300 km, nhưng đi thuận lợi cũng 6-7 tiếng. Tắc đường là tầm chục tiếng. Nếu giao thông không thuận tiện, không có bến tàu tốt thì hàng hóa đường sông cũng chỉ có thể nằm ở Tân Châu mà không vận chuyển đi đâu được. Lão Liễu, Tân Châu không phải đã động rồi sao? Sông Mông Hà không phải các anh đang nạo vét sao? Tôi đã xem kế hoạch mà Tân Châu trình lên chính là muốn xây dựng bến tàu lớn nhất tỉnh, đây là việc tốt. Sở Giao thông hoàn toàn ủng hộ. Lúc này Tân Châu phát triển rất nhanh. Biểu hiện của Tân Châu trong hội chợ thương mại năm trước cũng được Bí thư Ninh khen ngợi. Sau khi về tôi đã phê bình cục chiêu thương An Đô một trận. Bây giờ việc cải cách các công ty Tân Châu cũng tiến ra khá nhanh. Đây là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Tân Châu, còn chưa đủ sao? Ông đừng ra vẻ với tôi. Tôi lần này về báo cáo công việc với tỉnh ủy, ủy ban, ngoài ra còn một công việc khác là trao đổi ý kiến với Sở Giao thông. Làm như thế nào giải quyết vấn đề giao thông tới Tân Châu là điều sở ông cần suy nghĩ. Tôi nói với ông, lần này tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì tôi không về Tân Châu. Liễu Đạo Nguyên kiên quyết nói. Lão Liễu, ông lại nghe thấy tiếng động gì sao? Thái Chánh Dương gãi đầu nói. Nói nhảm, chuyện lớn như vậy tôi có thể không nghe thấy sao? Quảng Tây đã bắt đầu hoạt động, bí thư, chủ tịch suốt ngày đến văn phòng tôi, bên cục giao thông cũng lo lắng. Ai có thể làm trước là sẽ có cơ sở phát triển, điều này ai chẳng biết. Tôi quyết định rồi, nếu tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì không làm bí thư nữa. Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương rồi nói. Vấn đề này Sở Giao thông các ông có trọng trách lớn. Đừng có nói mấy câu gì mà chuyên gia luận chứng, về công về tư ông đều phải ủng hộ tôi. Dù là làm đường nào trước thì cũng do Sở Giao thông đề xuất mà. Ý kiến của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh từ đâu mà có chứ? Tôi bảo sao hôm nay ông lại tích cực như vậy, thì ra là thế. Tôi đúng là nhảy vào chảo lửa rồi. Thái Chánh Dương chỉ vào Liễu Đạo Nguyên rồi nói. Ông đúng là được, mới nhận chức có 2 tháng đã tạo tiếng động lớn như vậy.
Cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du đã là dự án trên giấy từ lâu, ông vừa lên đã đưa vào áp dụng. Không sợ tài chính tỉnh sụp đổ sao? Liễu Đạo Nguyên đúng là phục khí phách của Thái Chánh Dương. Bộ máy cũ của Sở Giao thông bị hủy là do làm đường, bây giờ Thái Chánh Dương vừa nhận chức, theo lý phải chỉnh đốn cơ quan, mất tầm nửa năm ổn định nhân viên mới phải. Không ngờ Thái Chánh Dương lại tạo cơn lốc lớn như vậy, khiến đảng ủy mấy thành phố như Tân Châu, Đường Giang, Kiến Dương, Miên Châu đều phải động tâm. Triệu Quốc Đống cười hì hì ngồi đó không nói gì mà nghe hai vị này cãi nhau. Hắn đã nghe ra Thái Chánh Dương muốn làm lớn. Dù là cao tốc An Quế hay là cao tốc An Du cũng cần số vốn khổng lồ, tài chính tỉnh chưa chắc đã có thể phụ trách. Lão Liễu, khó khăn lớn nhất là trên tỉnh. Trên tỉnh muốn cùng khởi công cả hai con đường. Hơn nữa Quảng Tây và Trùng Khánh cũng có ý kiến rất mạnh, điều này làm tỉnh ủy nên làm như thế nào? Thái Chánh Dương thở dài nói. Hôm qua đường Tử Châu còn đến văn phòng tôi ngồi cả chiều, còn không vì cao tốc An Du sao? Quyển 4, chương 3, cơ hội lớn. Đường Tử Châu cũng tìm tới rồi sao? Liễu Đạo Nguyên run lên. Đường Tử Châu là thị trưởng Kiến Dương, là người rất muốn cao tốc An Du được xây dựng, là người la hét nhiều nhất, muốn cao tốc An Du khởi công trong thời gian ngắn nhất. Cao tốc An Du gần như đi hết qua mấy quận, huyện quan trọng nhất của Kiến Dương, Đường Tử Châu là thị trưởng Kiến Dương nên rất cố sức trong việc này. Ông nói có thể không tìm tới sao? Đây là trọng tâm xem 2-3 năm tới tỉnh ủy nghiêng về việc phát triển Đông Nam hay Tây Bắc. Ai cũng có thể thấy nếu cao tốc An Du, An Quế khởi công trước, ở đó sẽ chiếm ưu thế trong vài năm, thậm chí 10 năm tới. Thậm chí cũng đẩy mạnh tới cả An Nam, An Bắc. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng, đây là hai sự lựa chọn rất khó khăn. Cao tốc An Du nối liền Kiến Dương cùng Miên Châu, hai thành phố có kinh tế kém hơn An Đô một chút mà thôi. Như vậy hành lang kinh tế này sẽ hình thành, qua đó khiến cả vùng Đông Bắc tỉnh phát triển. Chỉ một tiếng là có thể từ An Đô đến Kiến Dương, hai tiếng là tới được Miên Châu, hòa hợp với cả vùng Tây Bắc. Nếu chỉ nói về lợi ích kinh tế thì cao tốc An Du nhất định được chọn đầu tiên. Dù sao tỉnh không thể bỏ ra nhiều tài chính như vậy. Tỉnh bỏ một phần, ngân hàng cho vay một phần, sau khi xây dựng xong sẽ lựa chọn việc lập trạm thu phí. Đường cao tốc này sẽ nối thông tất cả các thành phố phát triển nhất tỉnh lại với nhau. 10 huyện có kinh tế tốt nhất tỉnh thì cao tốc An Du đi qua 7. Lưu lượng xe qua lại nhiều hơn cao tốc An Quế nhiều, lợi ích kinh tế cũng nhiều, thu hồi nhanh. Đây là hấp dẫn quá lớn đối với tỉnh. Nhưng cao tốc An Quế cũng có ưu thế rõ ràng. Đối với khu vực Đông Nam hơi nghèo thì đây là con đường giàu có. Có 4 quận, huyện trong 9 quận, huyện của thành phố Đường Giang được cao tốc An Quế đi qua. Trong đó có một quận rất phát triển, ngoài ra còn có một huyện nghèo khó. Trong 10 quận, huyện của Tân Châu thì có 3 quận, huyện được đi thông. Ngoài ra Vinh Sơn cũng có một huyện nghèo được đi qua. Từ góc độ chính trị thì cao tốc An Quế có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế khu vực Đông Nam, tác dụng khó có thể tưởng tượng. Bất cứ lãnh đạo nào khi lựa chọn cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa Tân Châu có ưu thế vận chuyển đường sông. Sông Thương Lãng và Mông Giang đều hợp lại ở Tân Châu. Sau đó tiến vào Trường Giang. Chỉ cần nạo vét thì tàu vài trăm tấn từ Trường Giang có thể tiến vào Tân Châu. Qua đó việc vận chuyển đường sông về hàng hóa của tỉnh cũng tăng mạnh. Mà ngày sau khi cao tốc An Quế thông xe thì từ An Đô có thể chạy tới Tân Châu, Liễu Châu, Nam Ninh đến Bắc Hải hoặc Khâm Châu, tiến ra biển. Đây là con đường ngắn nhất nhanh nhất từ tỉnh ra biển, cũng là con đường nối thẳng với khu vực Đông Nam Á. Liễu Đạo Nguyên hít sâu một hơi. Đây là một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Y tin rằng sau khi quy hoạch giao thông của tỉnh An Nguyên được đưa ra, các thành phố như Miên Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa đều muốn điên lên, không ngừng chạy lên tỉnh. Xây dựng cao tốc này trước, đó sẽ là cơ hội đi trước vài năm. Trong thời đại phát triển rất nhanh này, mỗi ngày đã đáng quý nữa là vài năm. Liễu Đạo Nguyên tin lãnh đạo của hai thành phố Kiến Dương, Miên Châu cũng đều nóng lòng như mình. Chánh Dương, tôi cũng không khách sáo. Cao tốc An Quế đối với Tân Châu là quan trọng nhất, hơn tất cả các hạng mục khác. Tôi dù không làm bí thư Tân Châu cũng phải để cao tốc An Quế làm trước. Liễu Đạo Nguyên kiên quyết nói. Đây là cơ hội ngàn năm với Tân Châu. Nếu không thể bắt được thì tôi xấu hổ với mấy triệu dân chúng Tân Châu. Lão Liễu, Đường Tử Châu đến cũng ra vẻ dù mất chức cũng phải nắm được cao tốc An Du.
Y và Thường Anh Toàn đều nói dù mất chức cũng phải đảm bảo cao tốc An Du nhanh chóng khởi công, hơn nữa xem ra bọn họ đã sớm liên lạc với Miên Châu. Bây giờ bọn họ đang ép lên tỉnh. Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Mẹ nó chứ, tôi không tin tỉnh ủy có can đảm không nghe tiếng kêu của mấy triệu dân chúng Tân Châu, Đường Giang và Vinh Sơn. Liễu Đạo Nguyên tức giận nói. Y quay đầu lại thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi bên cười cười không nói gì liền hừ một tiếng. Quốc Đống, chú đừng có giả vờ với anh. Nếu chú có thể nghĩ biện pháp để cao tốc An Quế làm trước cao tốc An Du, anh sẽ để chú làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Liễu Đạo Nguyên nói bắt đầu loạn. Y đương nhiên biết rõ ưu thế về kinh tế của Miên Châu cùng Kiến Dương. Hơn nữa bí thư của hai nơi này trước đây đều đã từng làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy và phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, quyền không yếu hơn y. Nhất là phó chủ tịch thường trực Trương Nhiễm Lan bây giờ vốn là bí thư thị ủy Kiến Dương. Trương Nhiễm Lan nhất định sẽ ủng hộ cao tốc An Du xây dựng trước. Là phó chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế toàn tỉnh thì sức ảnh hưởng cũng rất mạnh. Anh nói thật không? Triệu Quốc Đống từ từ nói. Câu này của Triệu Quốc Đống làm Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương chấn động, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Liễu Đạo Nguyên nói. Liễu ca này có bao giờ nói không giữ lời? Trong tỉnh nói rõ chỉ chọn một, nếu như chú có thể để cao tốc An Quế trúng cử rồi tới Tân Châu, trong vòng 3 năm thì chú có thể làm phó trưởng ban thư ký hoặc làm bí thư huyện ủy, anh có năng lực đó. Ha ha, em nói đùa thôi. Có thể làm cao tốc An Quế trúng cử thì em không chắc. Nhưng em có biện pháp để cao tốc An Quế chiếm ưu thế một chút. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Ồ, mau nói đi. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương nhìn nhau. Y biết Triệu Quốc Đống không phải nói khoác, hơn nữa Triệu Quốc Đống luôn đưa ra được ý tưởng mới mẻ. Nghĩ như vậy Liễu Đạo Nguyên liền chăm chú lắng nghe. Không hẳn, chỉ là đi trước một bước mà thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trên thực tế hai con đường cao tốc này đều rất quan trọng đối với tỉnh An Nguyên. Nếu chỉ chọn một trong hai thì lãnh đạo tỉnh rất khó chọn. Nếu muốn tăng ưu thế cho cao tốc An Quế, em nghĩ nếu cao tốc An Quế có thể tiến hành công tác chuẩn bị từ trước thì sẽ giúp lãnh đạo tỉnh hạ quyết tâm nhanh hơn. Chú nói là triển khai công tác chuẩn bị ư, nhưng chẳng may cao tốc An Quế không được chọn thì sao? Liễu Đạo Nguyên có chút lo lắng nói. Ha ha! Anh vừa rồi không phải nói cao tốc An Quế không được chọn thì anh không làm bí thư thị ủy Tân Châu sao? Dồn mình vào chỗ chết rồi mới sống. Thực tế thì cao tốc An Quế đang ở thế kém hơn, chỉ có thể dùng khí thế dám nghĩ dám làm mới có thể thể hiện sự mong đợi của dân chúng đối với cao tốc An Quế. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói. Không nhưng chỉ Tân Châu mà ngay cả Đường Giang, Vinh Sơn đều cần làm như vậy. Bây giờ chỉ xem bọn họ dám làm như vậy không thôi. Chứ không nói vài câu không khiến lãnh đạo tỉnh sợ đâu. Quốc Đống, chú đừng đưa ra ý tưởng xấu như vậy. Trước khi tỉnh có quyết định mà thành phố làm như vậy chính là dồn mình vào chỗ hiểm. Triển khai công việc từ trước mà không được chọn, như vậy sẽ có trách nhiệm đó. Thái Chánh Dương cũng nhíu mày nói. Đây chính là đánh bạc, không ai dám mạo hiểm với tương lai của mình. Lúc phi thường phải có biện pháp phi thường, cao tốc An Quế cần sớm xây dựng. Công tác chuẩn bị cũng phải làm trước là rất bình thường. Theo xu thế xây dựng đường cao tốc của Trung Quốc, em thấy dù cao tốc An Du khởi công tức thì cao tốc An Quế cũng không kéo dài tới lúc cao tốc An Du xây dựng xong mới bắt đầu làm. Có nhiều cách thu gom tài chính, chẳng qua bây giờ bước tiến của Trung Quốc còn chưa đủ. Tỉnh An Nguyên tại sao không thể là người thử ăn cua đầu tiên? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Liễu Đạo Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Quốc Đống nói có ý gì thì y biết. Đây không phải là đơn giản tuyên truyền, chính xác là phải hành động toàn diện, phải tạo xu thế cùng với thành lập cơ cấu để triển khai công việc. Triệu Quốc Đống và Liễu Đạo Nguyên nói không sai, đây là đánh bạc, nếu mà làm sai thì sẽ mất mũ. Không khí trong phòng khá nặng nề, Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều biết Liễu Đạo Nguyên gặp điều khó khăn, đây là việc một lãnh đạo có dám vì địa phương phát triển mà mạo hiểm tiền đồ của mình hay không. Liễu ca, đi bước này rất nguy hiểm. Nhưng em thấy có thể thực hiện mấy công việc khác để chống lại nguy hiểm, như vậy có thể tăng khả năng cao tốc An Quế có thể được chọn, cũng gánh vác một phần nguy hiểm cho tỉnh. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi từ từ nói. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống. Chú còn giấu gì trong đầu vậy hả? Mau nói ra ngay. Quyển 4, chương 4, không ra vẻ. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Em đâu dám, suy nghĩ của em là như thế này.
đương nhiên trong đó còn phải phối hợp với mấy cơ quan như Sở Giao thông, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ngoài ra cũng cần liên hệ với Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Liễu Đạo Nguyên nói, không có gì, lần này phải liều một phen. Chánh Dương, tôi không ép ông, nhưng Quốc Đống vừa nói thì ông phải giúp tôi. Nếu ông không báo phương án lên thì chúng ta dừng quan hệ. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng rồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, chú lại tìm việc cho anh sao? Chú nghĩ việc này dễ làm ư, chú không lo cho anh sao? Ha ha, như vậy chỉ có thể nói anh không đủ dũng cảm, không dám đi làm người ăn cua đầu tiên. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Cao tốc kinh thông đi đầu, BOT không phải thứ mới mẻ. Chẳng qua ít thấy trong xây dựng đường cao tốc ở nước ta mà thôi. Nhưng nếu cao tốc kinh thông đã làm vậy tại sao cao tốc An Du hoặc là cao tốc An Quế không thể làm? Đưa ra một kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo, Thái ca lại gõ gõ trống thì không phải không thể. Không đơn giản vậy đâu. Một đường cao tốc bây giờ đã khó khăn. Chú nghĩ xem, năm ngoái tỉnh thu được chưa đầy 7 tỷ, đầu tư cho cao tốc An Du là 700-800 triệu, cao tốc An Quế thì đầu tư đến 3 tỷ 2. Nếu làm BOT thì nhà đầu tư nhất định sẽ chọn cao tốc An Du. Như vậy cao tốc An Quế chỉ có thể do tỉnh bỏ tiền. 3 tỷ 2, dù là 4 năm xây dựng xong thì đầu tư hàng năm cũng là khổng lồ. Đây là nguyên nhân vì sao tỉnh mãi không quyết định. Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng. Liễu Đạo Nguyên liền thấy có điểm không ổn nên nói. Chánh Dương, có phải trên tỉnh cố ý chọn cao tốc An Du? Lão Liễu, tôi cũng không giấu ông. Mấy lãnh đạo tỉnh thấy cao tốc An Quế đầu tư quá lớn, tài chính trước mắt không chịu nổi, cho rằng điều kiện chưa tới. Nhưng quan điểm này chưa rõ ràng. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng nếu cao tốc An Du dùng phương pháp BOT, vậy cao tốc An Quế không phải không thể nhưng áp lực tài chính là rất lớn. Thái ca, nếu cao tốc An Du có thể dùng BOT, vậy cao tốc An Quế có thể dùng cách liên doanh xây dựng, thành lập công ty cổ phần, thậm chí còn lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống nói xen vào. Việc này chưa hề thực hiện cho nên cũng có chút mạo hiểm. Nhưng em có thể chắc chắn đây là xu thế của tương lai. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương ngẩn ra, người này sao nghĩ xa như vậy? Suy nghĩ thật nhanh, Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống, ở nông thôn không dễ chịu phải không? Hay là lên Sở Giao thông với anh? Em cũng có ý này. Nếu huyện để em làm bí thư đảng ủy xã Lĩnh Đông thì em còn cố gắng làm việc thay đổi bộ mặt xã một chút. Phó bí thư đã làm em mất hết tích cực, anh cảm thấy em có vị trí thích hợp thì em không khách khí. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ồ, không ra vẻ à. Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên đều kinh ngạc kêu lên. Em kém đến thế trong mắt hai anh sao? Em không phải muốn rèn luyện ở cơ sở để không làm hai anh mất mặt sao? Triệu Quốc Đống vô tội nói. Được rồi, một cán bộ cấp phó trưởng phòng mà làm mấy ông anh này mất mặt sao? Thái Chánh Dương nói. Chánh Dương nói đúng, anh còn nghĩ chú ổn được, bây giờ đã lộ đuôi hồ ly rồi. Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc nói. Sở Giao thông cũng là một nơi tốt để rèn luyện, Quốc Đống đi giúp Chánh Dương cũng tốt. Em đến Sở Giao thông chẳng qua chỉ là bàn đệm, em không dự định ở cơ quan quá lâu. Nếu có cơ hội em muốn xuống huyện làm việc, lúc ấy còn cần Liễu ca giúp. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quốc Đống có suy nghĩ như vậy là đúng. Ở sở không rèn luyện được người nhưng có tác dụng quá độ. Ở Trung Quốc, nếu chú không tới làm ở đảng ủy, ủy ban thì không tính là quan chức chính thức, cùng lắm chỉ là nhân viên công chức mà thôi. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Ồ, không ngờ Quốc Đống có suy nghĩ này. Như vậy cũng tốt. Chú đến giúp Chánh Dương đẩy cao tốc An Quế nhanh được thi công. Làm nửa năm rồi xuống Tân Châu cảm nhận khát vọng phát triển và làm giàu của dân chúng. Điều này có lẽ sẽ khiến chú không nhịn được mà phấn đấu cho một nơi. Triệu Quốc Đống hiểu chỉ khi chính thức làm lãnh đạo một phương thì mình mới coi như có cơ sở của sự nghiệp. Nếu không dù là anh chạy qua chạy lại giữa bao cơ quan cũng chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi, không ai nhớ tới anh. Ba người nói nhiều về đề tài đường cao tốc. Đảng viên việc điều Triệu Quốc Đống lên Sở Giao thông, Thái Chánh Dương tính khoảng 2 tháng. Khi ấy y cũng dần tạo được quyền uy ở Sở Giao thông. Trong ba phó giám đốc thì có một đến từ Sở Xây dựng, một tới từ Cục Giao thông, thành phố Nam Hoa, một người còn lại đến từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn một tổng công trình sư, bộ máy Sở Giao thông coi như thay đổi hoàn toàn,
hơn nữa lãnh đạo trung tầng cũng có nhiều người ngã xuống. Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon, thậm chí ngủ ngon hơn ôm Khổng Nguyệt ngủ. Tâm tư của Khổng Nguyệt rất khó đoán, theo lý thuyết quan hệ hai người đến bước này thì hai nhà cũng nên gặp mặt nói chuyện một chút. Nhưng Khổng Nguyệt lại không muốn công khai quan hệ, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Đã ngủ với nhau, chuyện cần làm đã làm, Khổng Nguyệt lại rụt rè như vậy cũng khiến Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Chẳng qua hắn cũng biết tính cách của cô đã quyết định khó thay đổi nên không miễn cưỡng. Hắn luôn có một cảm giác không nói lên lời là giữa mình và Khổng Nguyệt như có một điểm xấu. Mà Khổng Nguyệt không công khai là bởi vì cô có cảm nhận như hắn. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà mãi cứ trằn trọc. Triệu Quốc Đống sau khi rời khỏi cơ quan công an thì ít ngủ ở đơn vị. Căn nhà này ở huyện Giang Khẩu hắn đã mua nhiều đồ mới từ tivi, loa, tủ lạnh, điều hòa. Thời gian thoáng cái đã vào tháng 9, tháng hè cuối cùng biến thành đợt tăng trưởng nhanh nhất của nước suối Thương Lãng. Từ tháng 8 dây chuyền thứ 2 đã đi vào sản xuất, nhanh chóng tăng sản lượng lên 600.000 thùng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Trùng Khánh cùng Liễu Châu là hai thành phố lớn trọng điểm nhằm vào của nước suối Thương Lãng. Quảng cáo cũng đã được công chiếu trên đài truyền hình hai thành phố này, điều này nhanh chóng tạo cơn sóng gió điên cuồng, hơn nữa hai thành phố này vốn thiếu công ty kinh doanh nước suối, điều này cũng khiến cho nước suối Thương Lãng nhanh chóng chiếm lĩnh hai thành phố. Nhất là Trùng Khánh là thành phố lớn nhất Tứ Xuyên, trời lại nóng cùng với nhiều công ty tiêu thụ khiến cho dân chúng đánh giá cao nước suối Thương Lãng. Trường Xuyên còn tặng tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên 1.000 chai nước suối Thương Lãng loại nhỏ, kết quả nước suối Thương Lãng đường hoàng đi vào hai cơ quan lớn nhất tỉnh, thành nước dùng trong hội nghị. Mà thành phố An Đô cùng Trùng Khánh cũng là như vậy. Lãnh đạo xuất hiện trên TV phát biểu thì đều có thể thấy nước suối Thương Lãng xuất hiện trên bàn. Mấy chục ngàn quà tặng tạo hiệu quả quảng cáo không thể tưởng tượng. Kết quả chai nước suối Thương Lãng loại nhỏ là tượng trưng cho thân phận, cho nên Trường Xuyên đã tăng sản lượng của chai loại nhỏ lên gấp 5 lần. Điều này khiến cho công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng nhanh chóng thành công ty ngôi sao của Tân Châu. Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên giữa tháng 8 tới Tân Châu kiểm tra các công ty thì đã đặc biệt tới công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng. Mà Liễu Đạo Nguyên cũng đã 2 lần đến công ty này khảo sát, cũng yêu cầu huyện Thương Lãng toàn lực giúp đỡ nước suối Thương Lãng thành công ty thương hiệu của cả Tân Châu. Điều này có nghĩa khiến công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng tạo hình ảnh tốt đẹp, được chính quyền địa phương thừa nhận. Sự thừa nhận này không phải dùng tiền là mua được. Làm Triệu Quốc Đống vui nhất chính là công tác chuẩn bị tốt nên cũng đã có hiệu quả. Bởi vì hình tượng của nước suối Thương Lãng tăng mạnh, sản lượng tiêu thụ lớn, trước đó lại chọn kênh kinh doanh đáng tin cậy nên tiền quay về nhanh hơn dự kiến. Quyển 4, chương 5, được và mất. Tháng 8, mỗi ngày chai loại nhỏ bán được 20.000 chai, Triệu Quốc Đống có thể tưởng tượng 1-2 tháng nay công ty hái ra tiền. Theo hắn tính toán chỉ 1-2 tháng là bù lại tiền đầu tư dây chuyền sản xuất số 2. Tháng 9 tháng 10 càng nóng bỏng hơn, sau đó sang tháng 11 thì sản lượng tiêu thụ sẽ giảm nhiều. Tới lúc đó dây chuyền sản xuất sẽ dừng lại, dây chuyền sản xuất có lẽ chỉ hoạt động bằng nửa công suất. Chẳng qua Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc này. Thành công của nước suối Thương Lãng làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Một công ty thành công không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thành công lớn nhất của nước suối Thương Lãng chính là ở thời đại này dân chúng chưa phản cảm với quảng cáo, nhất là loại trên truyền hình. Mà mấy năm sau dân chúng Trung Quốc bắt đầu không tin vào sản phẩm quảng cáo trên TV. Đương nhiên việc chuẩn bị kỹ từ trước là điều kiện cần phải có cho thành công của nước suối Thương Lãng. Không có thời gian đầu, không có hắn đặt ra việc đẩy mạnh tuyên truyền thì nước suối Thương Lãng đâu thể thành công như vậy. Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhìn trần nhà mà cẩn thận suy nghĩ những gì trải qua mấy tháng qua. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ kia, cuộc sống đã phong phú hơn. Mặc dù hắn gặp nhiều khó khăn nhưng cảm giác chìm nổi làm người ta khó có thể cảm nhận. Mỗi lần không như ý, hắn đều dùng lý do an ủi. Nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình cũng không vì vậy mà có thể thản nhiên đối mặt. Thời gian mấy tháng còn đặc sắc hơn bao năm hắn ở Giang Miếu. Từ đồn công an đến khu khai phát thì xã Lĩnh Đông đúng là không đáng nhắc tới. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi nước suối Thương Lãng nghiễm nhiên trở thành thương hiệu số 1 về nước suối của tỉnh An Nguyên, vì thế tỏa cơn sóng tiêu thụ nước suối. Ngay cả học sinh trong trường, các ông bà đi trên đường cũng đều có thể thấy uống nước suối Thương Lãng.
Sau đây thị trường trọng tâm đánh chiếm của nước suối Thương Lãng chính là Hồ Nam và Hồ Bắc. Theo mùa tiêu thụ giảm đi, Triệu Quốc Đống nhắc Trường Xuyên nên nhân cơ hội này tạo dựng lại hình ảnh của công ty. Triệu Quốc Đống đã yêu cầu Trường Xuyên phải có khu nhà máy làm việc đẹp mắt. Khi nước suối Thương Lãng nổi tiếng, ánh mắt truyền thông sẽ chuyển từ nước suối Thương Lãng sang công ty kinh doanh nước suối. Phóng viên đến phỏng vấn sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc này tình hình của công ty đúng là không thể tương xứng với thương hiệu nước suối Thương Lãng. Một khi phóng viên mà chọn mấy góc không đẹp để quay chụp, như vậy sẽ là tổn thương chết người đối với nước suối Thương Lãng. Muốn chặn khả năng này thì chỉ mua phóng viên và dùng thủ đoạn là không thể. Biện pháp duy nhất là tăng cường xây dựng bản thân, mở rộng quy mô nhà máy, xây dựng hoàn cảnh làm việc. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì công ty rượu Nhị Tiêu Vương là một công ty lũng đoạn thị trường mà vì bức ảnh việc sản xuất trong nhà máy đánh bại. Triệu Quốc Đống nói với Trường Xuyên, quảng cáo tuyên truyền có lẽ khiến một sản phẩm thành công, nhưng không thể khiến công ty phát triển lâu dài. Nếu muốn thì phải đi một đoạn đường rất dài. Vì thế Trường Xuyên đưa ra hai yêu cầu, một là thay đổi hình ảnh bên ngoài của công ty, hai là tăng cường tố chất của nhân viên. Nhất là điều thứ hai, Triệu Quốc Đống yêu cầu Trường Xuyên lợi dụng thời gian sản lượng tiêu thụ thấp mà tiến hành tập huấn cho nhân viên, mời giáo viên các ngành chuyên môn tới dạy. Đồng thời chú ý bồi dưỡng mấy phòng ban như kinh doanh, tài chính, đây là tầng lớp quản lý của nước suối Thương Lãng. Khi cần thiết có thể hứa làm ở công ty đủ 3 năm thì người xuất sắc có thể được chia một số cổ phần của công ty. Điều này làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu và phản đối. Nhưng Triệu Quốc Đống đã quyết định như vậy thì Trường Xuyên phải chấp nhận, chẳng qua Đức Sơn vẫn có suy nghĩ. Chẳng qua Triệu Đức Sơn cũng phải chấp nhận dù hiểu hay không. Ông anh quyết định luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ này đã in sâu trong lòng Đức Sơn. So sánh với nước suối Thương Lãng thì bãi cát thu nhập kém hơn nhiều. Chẳng qua khoản thu nhập liên tục đó cũng khiến cuộc sống Triệu Quốc Đống được dễ chịu. Hắn thậm chí còn dùng 200 ngàn mua ở Thượng Hải và Bắc Kinh một căn nhà. Hắn mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nhà này vốn là nhà cổ nhưng người nhà muốn sang Canada định cư nên bán. Mà Thượng Hải hắn liền chọn mua một căn ở Phổ Đông, nơi mà vẫn chưa quá nóng về đất đai. Triệu Quốc Đống thực ra không phải là đầu tư lâu dài. Hắn chỉ muốn mua một căn nhà nếu bố mẹ hắn muốn lên Thượng Hải hay Bắc Kinh mà thôi, dù khả năng này là không lớn. 200 ngàn cứ thế bị Triệu Quốc Đống tiêu hết, vì thế để mua được cổ phần của công ty xây dựng số 2, Triệu Quốc Đống đành phải mượn tạm 500 ngàn ở công ty nước suối Thương Lãng. Công ty Thiên Phu đã đi vào quỹ đạo, Dương Thiên Bồi dựa vào chất lượng, danh dự và quan hệ trong ngành xây dựng đã nhanh chóng đứng vững ở khu khai phát. Mặc dù ban quản lý khu khai phát đã thay mới nhưng cũng nhanh chóng tạo quan hệ mật thiết với Dương Thiên Bồi. Điều này làm công ty Thiên Phu nhận được nhiều công trình ở khu khai phát. Ngay khi Triệu Quốc Đống rời đi thì công ty Thiên Phu đã đánh bại công ty xây dựng số 4 mà đạt được hợp đồng xây dựng đường cho 1.200 mẫu đất. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận bản lĩnh của Dương Thiên Bồi. Cùng lúc đó công ty Thiên Phu bắt đầu kéo tay tới huyện Mai. Sau nhiều cố gắng công ty đã nhận được công trình xây dựng một trường tiểu học nhỏ, nhưng Dương Thiên Bồi xem đây là bước đột phá lớn của công ty, mở ra thị trường ở tỉnh bên. Y cứ 2-3 ngày là đến huyện Mai xem chất lượng công trình. Điện thoại di động vang lên, là Phòng Tử Toàn tới. Phòng Tử Toàn mới đi đòi tiền về, ngủ ngoài lại không yên tâm. Vì thế Phòng Tử Toàn không khách khí đến nhà Triệu Quốc Đống. Thấy Phòng Tử Toàn người đầy mồ hôi, Triệu Quốc Đống thầm than thở. Chờ Phòng Tử Toàn tắm xong đi ra, Triệu Quốc Đống vứt cho đối phương một bộ quần áo. Ông đổi đi, bộ đồ kia bẩn quá. Tôi suốt ngày chui vào nhà máy, mệt như con chó. Cũng may Trường Khánh bây giờ đã quen tay, chuyện nhà máy về cơ bản giao cho nó phụ trách. Thằng này cũng được, sửa được máy, điện, quản công nhân cũng được. Phòng Tử Toàn không khách khí mà thay quần áo rồi nằm trên ghế châm thuốc hút. Chuyện nhà máy gạch Triệu Quốc Đống về cơ bản không hỏi tới, tất cả giao cho Phòng Tử Toàn xử lý. Đảng viên Triệu Quốc Đống mà nói, nhà máy gạch giao cho bản thân cũng không vấn đề gì. Bây giờ nghe thấy Ngô Trường Khánh đã làm phó cho Phòng Tử Toàn thì hắn càng vui hơn. Năm nay nhà máy gạch cũng được chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, năm nay đây là lần đầu ông hỏi tôi về nhà máy đó. Phòng Tử Toàn tức giận nói. Nhà máy này ông chiếm phần to đó. Giao ông thì tôi yên tâm, lãi hay lỗ thì đó là bản lĩnh của ông.
chẳng qua tôi thấy ông như vậy sợ là đủ mệt rồi. Ông có nên tìm bạn gái đi không? Đừng, tôi đâu có thời gian yêu đương cơ chứ. Cả ngày chạy loạn, tối về giường là muốn ngủ. Bố mẹ tôi phòng bên cũng kêu sắp suy giảm thần kinh rồi. Phòng Tử Toàn ngồi lên nói. Chẳng qua đáng, cuộc đống, ông biết năm nay giá gạch tăng bao nhiêu không? Tăng bao nhiêu? Triệu Quốc Đống biết giá cả tăng, quốc gia muốn khống chế không cho giá tăng nhưng không hiệu quả. Ngay cả giá nước suối Thương Lãng cũng tăng. Tăng 3 phần, mẹ nó chứ. Nếu không phải giá nguyên liệu tăng không ít thì tôi còn lãi hơn nữa. Bây giờ Phòng Tử Toàn đã không còn do dự như khi mới nhận thầu nhà máy gạch. Y mở cặp lấy một cọc được bọc bằng báo ra và nói. Biết bao nhiêu không? Đừng ra vẻ có tiền trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy tiền, tôi là nhà quê được không? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nhìn ông đó, ông bây giờ còn dùng tiền mặt sao? Không biết chuyển khoản là gì ư? Triệu Quốc Đống nói không khách gì gáo nước lạnh dội vào đầu, Phòng Tử Toàn nghĩ mãi không ra cách phản bác nên đành phải nhét tiền vào cặp. Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông sao chuyên môn đả kích tôi thế hả? Không cổ vũ tôi chút sao? Cho ông chút ánh sáng, ông lại nghĩ mình là mặt trời. Tôi phải dội nước lạnh thì tốt hơn cho ông đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Quyển 4, chương 6, gặp gỡ. Hừ, ông cho rằng tôi quan hệ đều là công ty nhà nước sao? Tôi cũng thích nhận tiền mặt hơn. Phòng Tử Toàn chép chép miệng mà nói. Trong cặp có 200 ngàn, tôi phải ngồi trong công ty bọn họ 3 ngày, 100 vạn gạch. Mai còn có một công ty nữa, 200 vạn gạch. Nếu không trả tiền thì tôi ngừng cung cấp, bây giờ có khi là anh muốn có gạch, hơn nữa phải trả tiền ngay. Nếu không muốn duy trì quan hệ cũ thì tôi đã cắt đứt hàng của y. Ừ, xem ra ông cũng biết nắm quyền chủ động trong tay mình rồi. Nhưng các khách lớn thì phải duy trì quan hệ, một khi thị trường không ổn thì ông lại phải nhờ người ta. Triệu Quốc Đống nhắc. Ha ha, tôi biết, làm ngành này không ai có thể rõ ràng cả. Năm nay bán được. Sang năm thành thị trường người khác, không có mấy khách lớn sao được. Tôi đồng ý để bọn họ nợ lâu cũng là duy trì quan hệ. Phòng Tử Toàn có chút đắc ý nói. Hơn nữa quan hệ cá nhân cũng phải làm tốt, tôi không ngu đâu. Xem ra ông định làm lâu dài ở nhà máy gạch sao? Ông có ý gì, chẳng lẽ ông còn bảo tôi về nhà máy làm sao? Ông không biết nhà máy sắp đóng cửa ư? Phòng Tử Toàn có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống. Khổng Nguyệt không nói với ông ư? Nói gì với tôi? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Nhà máy bảo cô ấy tự bỏ tiền đi học, hoặc là chờ nhà máy có tiền rồi bù lại. Tôi còn nghĩ Khổng Nguyệt không đi nhưng không ngờ cô ấy vẫn đi. Cô ấy không nói với ông sao? Phòng Tử Toàn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, chưa nói, cô ấy không nói với tôi việc này. Thời gian vừa rồi nhiều việc nên tôi không về. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không về, cô ấy cũng không lên sao? Xem cái kia của ông là gì? Phòng Tử Toàn cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống nhìn lại thấy ban công có quần lót nữ. Hai hôm trước Khổng Nguyệt đến Trùng Khánh và ở đây hai hôm. Cô tắm xong liền giật và treo ở đó, quên không mang đi. Ông đó, nhìn gì mà nhìn? Không phải của Khổng Nguyệt thì sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Phòng Tử Toàn. Ừ, nói cũng đúng. Khổng Nguyệt đi học ở Trùng Khánh. Ông một mình ở huyện không chừng sẽ có phụ nữ chủ động tới. Với phẩm chất của ông mà chịu được sự hấp dẫn sao? Bạn gái cũ có tới tìm không? Phòng Tử Toàn hừ một tiếng. Phòng Tử Toàn loáng thoáng biết chuyện của Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Tối qua còn ngủ ở đây, sáng nay vừa đi. Sao, ông muốn xen vào việc riêng của tôi ư? Tôi thấy ông lo cho mình đi, mặt đầy mụn, hơn 20 rồi mà không có phụ nữ là khổ đó. Chẳng qua đừng làm việc kia, lần đầu của ông phải cho người ông thích đó. Cút! Phòng Tử Toàn tức giận nói. Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông thích đả kích tôi phải không? Ông ngày sau sẽ tìm cô gái có điều kiện tốt, hơn của ông. Ừ, tốt hơn cô gái của tôi. Vậy tôi nghĩ xem, nữ sinh đại học hay nghiên cứu sinh? Hay là diễn viên hoặc ca sĩ? Triệu Quốc Đống cười phá lên. Nếu ông dự định làm nhà máy gạch cả đời vậy cứ mơ đi. Thời này người có tiền càng lúc càng nhiều. Ông tới Duyên Hải xem đi, tới Thâm Quyến mới biết người có tiền nhiều như thế nào. Đến Bắc Kinh ông mới biết quan chức có tiền ra sao. Quốc Đống, xin ông đó,
cổ vũ tôi chút được không? Phòng Tử Toàn buồn bực nằm xuống ghế. Ha ha, tôi chỉ nhắc ông thực tế chút thôi mà. Chẳng qua ở Giang Khẩu thì ông cũng coi như thuộc tầng lớp giàu có. Ông có dự định nào khác không? Ừ, cũng có. Bây giờ nhà máy gạch đã đạt lượng sản xuất tối đa, nếu muốn tăng lên thì phải xây dựng mới nhưng cần thời gian, hơn nữa lại lo giá giảm nên tôi chưa thể quyết định. Phòng Tử Toàn suy nghĩ một chút rồi nói. Ngoài ra nguyên liệu dùng cho nhà máy gạch đến từ huyện Bình Xuyên, mỏ than nhỏ không ít, có cái hiệu quả kinh doanh thấp, có cái xảy ra sự cố an toàn nên phải bán. Tôi cũng hơi động tâm nhưng đầu tư ban đầu quá lớn, hơn nữa giá than cũng dễ bị thị trường ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống gật đầu, xem ra Phòng Tử Toàn không thỏa mãn với tình hình bây giờ, ít nhất cũng biết mở rộng sản xuất và tiến sang ngành liên quan, đây là việc tốt. Nhà máy gạch muốn làm lớn là không dễ, dù sao bị vấn đề vận chuyển ảnh hưởng nhiều. Có thể làm đến bây giờ là được, kinh doanh mỏ than là ngành tài nguyên, kinh doanh tốt sẽ không lỗ. Nhưng dễ bị hoàn cảnh kinh tế ảnh hưởng, thứ hai có nhiều nhân tố không xác định được. Nếu xảy ra sự cố an toàn thì sẽ sụp đổ ngay. Triệu Quốc Đống cũng không phủ định ý của Phòng Tử Toàn, chỉ nhắc mà thôi. Ừ, tôi cũng nghĩ đến cái này. Mỏ than bên Bình Xuyên thường xuyên xảy ra chuyện. Các mỏ lớn còn được, mỏ nhỏ không may chết vài người cũng chỉ có thể đóng cửa. Ngành này yêu cầu phương tiện an toàn khá cao, nguy hiểm hơn nhà máy gạch nhiều. Phòng Tử Toàn nói. Chẳng qua lợi nhuận từ than rất cao. Ông tự suy nghĩ đi, nếu không ông đi khách sạn trước, có điểm thích hợp rồi nói tiếp. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Phòng Tử Toàn. Quốc Đống, tôi đã đi xem vài mỏ, có một mỏ giá phù hợp mà cũng ổn. Phòng Tử Toàn có chút xấu hổ xoa xoa tay. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng rồi nói. Tôi biết ông không tự tiện đến đây mà, tình hình thế nào? Bên Cốc Để, huyện Bình Xuyên, mỏ than này do ba người hợp lại khai thác. Tháng trước xảy ra chuyện, chết hai công nhân, Phòng An toàn Lao động Bình Xuyên tiến hành xử phạt rồi cho ngừng sản xuất. Mấy tên chủ không chịu mà ý kiến. Có hai tên không muốn làm nữa, tên còn lại mặc dù muốn làm nhưng không có nhiều tiền mua lại cổ phần của hai người kia. Phòng Tử Toàn hưng phấn ngồi lên như con sói thấy mồi. Mỏ than này tôi đã thấy hiểu rõ, tình hình cũng được, chỉ là xảy ra chuyện mà thôi, bỏ chút tiền là được. Ngoài ra tôi cũng quen một cổ đông nên có thể mua được. Vậy mua lại cổ phần của hai tên này mất bao tiền? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Sau này ai phụ trách kinh doanh? Mỏ than có quy mô không nhỏ, mua lại mất tầm 1,4 triệu. Kinh doanh sợ rằng phải do bạn tôi phụ trách. Phòng Tử Toàn có chút khẩn trương, y không biết Triệu Quốc Đống có đồng ý hay không. Ông yên tâm không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ừ, tôi định bảo chị tôi tới phụ trách tài chính mỏ than. Phòng Tử Toàn hiểu rõ nếu không có người đáng tin cậy phụ trách tài chính thì tiền sẽ bay thành nước. Đừng, chỉ phụ trách tài chính là không ổn. Nếu muốn làm thì ông phải học cách quản lý mỏ than. Chúng ta nắm cổ phần chính thì phải khống chế mỏ than trong tay. Đương nhiên ban đầu có thể do đối phương kinh doanh, sau này phải xem tình hình. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bên nhà máy thì Trường Khánh không phải làm tốt sao, ông bảo nó học ông vậy. Anh rể ông cũng có thể tới nhà máy giúp mà. Ông đồng ý. Phòng Tử Toàn vui vẻ nói. Tôi có thể không đồng ý sao? Ông đã đi khảo sát rồi cơ mà. Còn thiếu bao tiền? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Không thiếu nhiều mấy, nhà máy gạch đã đi vào ổn định, hơn nữa nửa năm ngoái giá gạch không ngừng tăng, năm nay chúng ta lãi không ít. Tôi đã tính một chút, tôi cố gắng thu lại các khoản nợ, nhà máy gạch ít nhất bỏ được 500 ngàn. Nếu giá bên kia hạ xuống 1,2 triệu thì còn thiếu 700 ngàn. 700 ngàn, ừ ông nghĩ tôi là nhà máy in tiền sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. May là mấy tháng nay nước suối Thương Lãng kinh doanh tốt, nếu không từng đó đúng là đè chết hắn. Ha ha, tôi biết ông có biện pháp mà, ông quen biết với ngân hàng con gì. Phòng Tử Toàn cười hì hì nói. Bỏ đi, ngân hàng bây giờ làm ngặt lắm, không dễ vay. Nếu không ông nghĩ bạn ông không tự vay sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, ông làm rõ tình hình bên kia là được. Vẫn câu nói đó, tôi không quan tâm, ông tự quản lý, đừng xảy ra chuyện là được. Quốc Đống, nói thật đi, ông làm nhà nước làm gì? Một năm được mấy ngàn, không bằng lãi 10 ngày ở nhà máy gạch. Phòng Tử Toàn nói.
mỏ than làm tốt một năm lãi 1-2 triệu là không vấn đề gì. Sao ông phải vất vả làm như vậy? Ông bán mạng làm rồi bị đày xuống nông thôn. Ông ở được lĩnh đông sao? Ở 2 năm nữa thì tôi nghĩ đầu ông ngu đi đó. Cút, lĩnh đông không phải chỗ người ở sao? Triệu Quốc Đống tức giận mắng. Trong túi ông có chút tiền là không biết mình họ gì sao? Ha ha, người đi lên chỗ cao mà, nước chảy chỗ trũng. Quốc Đống, tôi mặc dù không biết chính trị, nhưng năm qua cũng tiếp xúc một chút mà. Đều hết ăn lại uống, sau đó nhận tiền vào túi. Cái mẹ gì công thương, thuế, đất, bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Một đám không có bản lĩnh chỉ dựa vào quyền trong tay mà đòi tiền người ta. Triệu Quốc Đống CCKILOM, xem ra phòng tử tòa này bị đám quan chức chính quyền gây khó dễ không ít. Có lẽ một thời gian nữa tôi không còn ở Giang Khẩu. Ồ, ông Điều đi đâu? Phòng tử toàn có chút giật mình nói. Không rõ. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Xem đã, những điều con người gặp là rất khó nói rõ. Quyển 4, chương 7, chút mới mẻ. Triệu Quốc Đống lười biếng trèo lên xe đi về lĩnh đông. Chiếc xe này đắt hơn xe khách bình thường một tệ nhưng tốc độ nhanh hơn đôi chút. Xe xuất phát lúc 7 giờ 30, đến lĩnh đông cũng tầm 8 giờ hơn. Vì cạnh tranh với xe khách, xe bus nhỏ này chạy khá nhanh khiến đến đoạn sóc là Triệu Quốc Đống lảo đảo. Nhưng ngồi xe vài hôm là quen. Phòng tử toàn còn đang ngủ, tên này gáy rung trời khiến Triệu Quốc Đống cả đêm không ngủ ngon. Cũng may sáng dậy tập thể thao một chút cũng đỡ. Triệu Quốc Đống cầm cặp đi vào trụ sở chính quyền xã, tiểu đào của văn phòng đang đun nước, sân được quét rất sạch sẽ. Đây là trụ sở làm việc của đảng ủy, chính quyền xã. Triệu Quốc Đống là phó bí thư đảng ủy nên cũng có một phòng riêng kiêm phòng ngủ. Một chiếc giường kê trong góc, lúc trực ban thì kéo ra là có thể ngủ được. Trụ sở lĩnh đông nằm ở dưới chân núi Tước Nhi, đi thông tới xã Ngõa Hồ thì phải đi qua trước trụ sở, vòng qua núi là đến Hồ Thanh Ngõa. Hồ Thanh Ngõa có diện tích hơn 40 km2, xung quanh cây cối tùm và vẫn giữ được hiện trạng nguyên thủy. Theo Triệu Quốc Đống nói thì nơi đây rất đẹp, mang phong cách hoang vu. Muốn tới Hồ Thanh Ngõa không thể không đi qua núi Tước Nhi trước mặt. Mặc dù đường đã được sửa chữa nhưng vẫn khó đi, ngoài mấy xe máy do người dân khu vực còn chạy đường. Người bình thường cũng chỉ có thể đi bộ chục km mới đến được Hồ Thanh Ngõa. Mặc dù là như vậy nhưng ở Giang Khẩu, thậm chí không ít người ở An Đô tới đây. Chẳng qua do điều kiện giao thông lạc hậu khiến nơi này tuy đẹp nhưng không mấy người biết. Triệu Quốc Đống đến lĩnh đông được 3 hôm thì một mình đi tới Hồ Thanh Ngõa. Hắn đeo ba lô với bánh mai, 2 chai nước. Với thể lực của Triệu Quốc Đống mà cũng mất 1 tiếng mới đi được nửa vòng hồ, thậm chí còn chưa đi hết địa giới lĩnh đông. Trên bàn công tác đặt báo Nhân dân, Nhật báo An Đô và An Nguyên. Đảng viên lĩnh đông mà nói thì báo chí cho từng phòng khá xa xỉ, nhưng lại không thể không làm. Ban tuyên giáo huyện ủy theo chỉ thị của ban tuyên giáo thị ủy yêu cầu phải đặt báo định kỳ. Không cần biết xã, thị trấn đó có năng lực tiêu thụ không? Như mấy xã, thị trấn như Giang Miếu, Kiều Quan có nhiều công ty thì chính quyền liền giao nhiệm vụ cho các công ty. Mà lĩnh đông lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế đành phải để cho các cơ quan trong xã chịu trách nhiệm giải quyết. Điều này làm các cán bộ ở xã nghèo rất bất mãn, nhưng đây là nhiệm vụ chính trị nên đành phải chấp nhận. Về thực tế mà nói thì mấy tờ báo này không có tin tức giải trí nào cả, suốt ngày nói về các hội nghị, lời phát biểu của lãnh đạo. Đảng viên cán bộ cơ sở mà nói thì muốn bọn họ học nội dung trong này không bằng đi ngủ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thích đọc mấy tờ báo này, nhất là báo Nhân dân. Không phải hắn thích nghiên cứu chính sách quốc gia, mà hắn muốn thông qua báo chí đọc nhiều tin tức, xem có thể để hắn nhớ lại thứ có giá trị trong mơ không. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ chưa thấy hiệu quả đó, ví dụ như hắn không nhớ có loại cổ phiếu nào tăng đột biến hay không. 2 tháng, mình phải ở đây 2 tháng. Triệu Quốc Đống thở dài 1 tiếng. Như Triệu Quốc Đống nói, điều hắn vào sở giao thông không vấn đề nhưng vị trí tốt thì phải có thời gian. Triệu Quốc Đống không quen ngồi ở văn phòng. Hắn thích làm việc thật. Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng này huyện ủy Giang Khẩu cũng không cho hắn làm. Nơi này không lừa ta, vậy sẽ có nơi khác. Triệu Quốc Đống tự nhận mình không làm gì thất vọng ở Giang Khẩu, nếu họ không cần thì hắn có thể yên tâm mà đi. Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc sở giao thông đang khá hỗn loạn. Thái Chánh Dương vừa lên chức cũng không lập tức điều chỉnh nhân sự, nhưng mấy chức trưởng phòng thì tạm thời do phó trưởng phòng phụ trách.
đợi đến khảo sát xem bọn họ có đủ tiêu chuẩn hay không thì mới quyết định lưu bọn họ hay không. Thái Chánh Dương có thể hy vọng một súng là xong, vừa bố trí nhân viên cho các phòng thì cũng tìm vị trí thích hợp cho Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương vốn muốn Triệu Quốc Đống đến làm phó tránh văn phòng cho mình, nhưng Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ là phó trưởng phòng, nếu muốn tiến thẳng lên cấp phó huyện thì hơi quá. Nhưng nếu để Triệu Quốc Đống làm trưởng phòng thư ký thuộc văn phòng thì Triệu Quốc Đống cũng không thích mấy. Nhất là làm người phụ trách công việc lãnh đạo sở thì hắn đúng là không khoái. Cho nên hắn chỉ có thể chờ Thái Chánh Dương bố trí được vị trí tương đối thích hợp với mình. Trà Đại Diệp là trà ngon nhất Lĩnh Đông, mặc dù mùi vị không được quá nhiều người hoan nghênh nhưng lại có hương vị thuần tự nhiên. Triệu Quốc Đống mỗi lần không tỉnh táo liền uống một chén. Ngủ chưa dậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy khá thoải mái. Không khí tươi mái bên ngoài làm Triệu Quốc Đống hưởng thụ thời khắc nhàn nhã hiếm có. Triệu Quốc Đống làm phó bí thư, nhưng Lĩnh Đông vốn có một phó bí thư phụ trách đảng, quần chúng nên hắn chỉ là cho có. Đảng ủy xã cũng nghĩ hắn đến từ khu khai phát, nghe nói giỏi thu hút đầu tư nên giao công việc này cho Triệu Quốc Đống, thuận tiện giao mảng tuyên truyền cho hắn, coi như an ủi. Xã không có phòng thu hút đầu tư chuyên môn, chỉ có một đồng chí kinh tế của văn phòng phụ trách mà thôi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy đối phương đã hơn 50 tuổi thì biết xã không coi việc thu hút đầu tư vào đâu. Nghĩ cũng đúng, Lĩnh Đông xa như vậy, đường xá khó đi, hơn nữa toàn đồi núi, đất bằng ít nên nhà đầu tư sao muốn tới đây, mà ở đây cũng không có tài nguyên gì cả. Theo Triệu Quốc Đống thấy không bằng làm khu sinh thái may ra mới được. Chẳng qua đảng ủy xã không nghĩ như vậy, theo bọn họ thấy nếu xã có thể thu hút một hai công ty sẽ giảm được gánh nặng tài chính cho xã. Chẳng qua Lĩnh Đông ở tít trong núi, lại không có tài nguyên gì thì đâu có dễ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi vứt mấy việc này ra khỏi đầu. Hắn ngồi dọc quyển sách mới mua, nếu muốn tới sở giao thông công tác, mặc dù Thái Chánh Dương biết hắn chưa từng làm trong lĩnh vực này nên cũng sẽ lo lắng, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn mình là người mù, không biết gì cả. Cho nên hắn cũng cần học về nghiệp vụ giao thông. Triệu Quốc Đống vừa xem được vài trang thì nghe thấy Chánh văn phòng ủy ban gọi vọng vào. Bí thư Triệu, đi họp. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng gập sách, chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài. Phòng hội nghị được bố trí theo hình chứng. Bí thư đảng ủy ngồi giữa, chủ tịch xã hơi lệch một chút, mấy phó bí thư, ủy viên đảng ủy ngồi ở hai bên, rất có quy củ. Nội dung hội nghị cũng không nhiều, theo thường lệ đầu tiên học tinh thần của cấp trên, sau đó nghiên cứu vấn đề. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình và mấy vị khác chỉ là ngồi cho có. Bí thư và chủ tịch xã nghiên cứu trước, đưa ra đây để cho đúng quy định mà thôi. Hắn cố nhịn không ngáp, đầu quay sang bên để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng hắn vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lâm, sinh viên mới ra trường được phân tới đang cầm một tập văn bản vào. Thấy mặt Triệu Quốc Đống nhăn nhó, người này không nhịn được mà cười. Bí thư đảng ủy Hà Chí Sương đang nói một tràng dài về tăng cường ý thức học tập của lãnh đạo thì bị tiếng cười của cô gái này làm cho mất hết hứng thú. Y trừng mắt nhìn đối phương làm Tiểu Lâm đỏ mặt mới lạnh lùng nói. Tiểu Lâm, cô làm gì vậy hả? Đây là hội nghị đảng ủy mà cô cũng cười được sao? Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng, Hà Chí Sương này không có uy tín lớn, nhưng lại thích ra vẻ. Cũng may chủ tịch xã lại là người mềm yếu, còn là người từ ngoài đến nên Hà Chí Sương vẫn bình yên. Bí thư Hà, sắp 5 giờ rồi, chúng tôi còn phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng, có thể mời chủ tịch thôi nói công việc cụ thể không? Đợi tuần sau lại nghiên cứu vấn đề tồn tại trong tư tưởng của chúng ta. Quyển 4 Chương 8, ở đâu cũng có tranh đấu. Hà Chí Sương hơi run lên, y đã lâu không cảm nhận được ai dám chặn ngang lời mình nói vi. Họ Triệu này nghe nói là người của Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm vừa đi liền bị đẩy tới Lĩnh Đông. Nhưng Vưu Huệ Hương là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ đưa tới. Nghe nói lúc ấy trưởng ban Quách chỉ phái một trưởng phòng đưa đi nhận chức nhưng Vưu Huệ Hương kiên trì nói tự mình đưa đi. Điều này làm Quách Chiêm Xuân không thoải mái. Hơn 20 tuổi đã bò lên chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát chứng minh không đơn giản. Nhưng vua nào thần đó, y dù là Phượng Hoàng cũng không bằng gà. Sau một tuần quan sát Hà Chí Sương tưởng tên này chịu ngồi im ở Lĩnh Đông, không ngờ được vài ngày đã vểnh đuôi lên. Anh Triệu, tầm quan trọng của việc học tập tôi không cần nói nhiều. Là bí thư đảng ủy, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở mọi người ngồi đây tăng cường học tập. Ừ. Bí thư đảng ủy đúng là bí thư đảng ủy, nói vài câu đã đầy chính nghĩa.
Đương nhiên, anh là bí thư đảng ủy, là lãnh đạo cao nhất nên dạy chúng ta là tất nhiên. Nhưng tôi nghĩ mọi người ngồi đây cũng không ai biến chất về tư tưởng mà, vẫn bảo trì nhất trí với Trung ương đảng sao. Mà nếu chậm trễ công việc ngày mai thì lãnh đạo huyện cũng sẽ không bỏ qua dù chúng ta tăng cường công tác tư tưởng mà. Bí thư Hà, anh nói đúng không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Hà Chí Sương rất tức giận. Nhưng y biết mình lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Y có thể khẳng định tên này muốn khiêu khích uy quyền của mình, càng như vậy càng phải cẩn thận. Có lẽ lão thôi đứng sau suối bảy thì sao? Hà Chí Sương rất bình tĩnh nói. Anh Triệu, tôi nghĩ nói vài câu về vấn đề tác phong không thiệt gì với các đồng chí ngồi đây. Nhất là đồng chí trẻ tuổi càng phải tăng cường giáo dục bản thân. Chỉ như vậy mới có thể làm tốt công việc, chấp hành tốt tinh thần của Trung ương Đảng. Anh nói thêm vài câu không sao, nhưng anh xem thời gian đi, chúng tôi phải kịp chuyến xe cuối cùng về huyện. Nếu không quá thời gian thì anh cho xe đưa chúng tôi về có được không? Triệu Quốc Đống đây là châm chọc Hà Chí Sương. Hà Chí Sương đã dùng xe Zeta duy nhất của xã thành xe riêng. Ngoài y ra cũng chỉ có Chánh văn phòng được dùng, ngay cả chủ tịch thôi có lên khu hoặc huyện mới được dùng một lát. Các vị phó muốn dùng khó hơn lên trời. Hà Chí Sương hơi nóng mặt, y biết đối phương đang trêu chọc mình, nhưng vấn đề này y không thể nói gì. Xã chỉ có một chiếc xe, nếu ai cũng có thể dùng thì vài ngày xe hỏng mất. Hơn nữa nếu rối loạn quy củ lúc lên huyện cần dùng xe thì còn gì gì là quyền uy của bí thư đảng ủy này. Phó bí thư Triệu, anh cũng bớt vài câu đi. Bí thư Hà biết mọi người phải về. Mai có hai việc phải làm, một là phòng du lịch huyện thành lập, huyện yêu cầu các xã, thị trấn nhất định phải có lãnh đạo tham gia, sau đó bố trí công tác phát triển du lịch. Mai bí thư Hà và tôi có việc nên chỉ có thể do anh tham gia. Ngoài ra chiều mai có công tác an toàn lễ hội, mời Phó Chủ tịch Mạc đến phòng hội nghị tầng 3 ủy ban huyện tham gia. Thôi Minh Khang nói làm không khí nhẹ đi một chút, nhưng Hà Chí Sương lại thấy rất tức giận, chẳng lẽ mình còn phải nhờ họ Thôi ra mặt mới xuống thang được sao? Chủ tịch Thôi, mai tôi phải đi thôn Nhị Đạo Câu, có lẽ chiều mới về được, có thể mời Phó Bí Thư Lục họp thay được không? Lão Mạc nhíu mày nói. Lão Lục cũng có chuyện. Lão Mạc, đến thôn thì để hôm sau đi, chậm một ngày cũng không sao. Lão Thôi nói. Ngoài ra Phó Bí Thư Triệu, mai phòng du lịch thành lập, chúng ta cũng tỏ vẻ một chút. Anh xem các xã, thị trấn khác tặng quà như thế nào thì tính. Xã ta nghèo nên chắc 300-500 là đủ. Hà Chí Sương cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Chẳng qua Thôi Minh Khang lại luôn cười cười rạng rỡ khiến Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Xem ra sức quan sát của mình có vấn đề. Thôi Minh Khang cũng không đơn giản, nhìn biểu hiện hôm nay của y là biết tên này đang chờ cơ hội. Triệu Quốc Đống vừa đứng ra liền nhân cơ hội túm lấy. Triệu Quốc Đống lại nhìn mấy phó chủ tịch xã và ủy viên khác thì rõ ràng là ngồi ngoài xem tình hình. Tình hình Lĩnh Đông có lẽ sẽ có biến khi mình gây chuyện nhỉ. Hội nghị đảng ủy kết thúc trong không khí khá kỳ quái. Triệu Quốc Đống là người châm ngòi lại không thèm để ý. Hắn rất nhàn hạ đi về văn phòng của mình, vui vẻ thu thập đồ đạc. Chuyến xe cuối cùng từ Lĩnh Đông về huyện là lúc 6 giờ tối. Chính quyền xã có hơn 20 cán bộ thì có khoảng 7-8 người ở trên huyện. Trong này ngoài Triệu Quốc Đống, Chủ tịch xã Thôi Minh Khang thì còn có Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp Lý Ngọc Hòa, công an viên Niu Biu. Hơn 6 giờ là hết xe về huyện, nếu muốn về chỉ có thể tìm người đưa. Mà Hà Chí Sương lại đưa ra quy định ngoài y và Thôi Minh Khang. Những người khác không được tự tiện dùng xe công, điều này làm các lãnh đạo xã rất khó chịu. Triệu Quốc Đống cũng thấy không tiện, Lĩnh Đông đến tầm 6 giờ là vắng người, tối trực ban ở trụ sở càng không có ai. Ngoài chiếc TV 21 inch để xem thì không ai nói chuyện. Người trực ban với hắn đều là cán bộ địa phương, bình thường đến tầm 11-12 giờ đêm mới tới. Triệu Quốc Đống nhỡ xe nên không thể về. Cậu không muốn ở lại Lĩnh Đông sao? Lão Mạc không đợi Triệu Quốc Đống ra ngoài đã đóng cửa lại mà nhỏ giọng nói. Hà Chí Sương thù dai, cậu làm như vậy sẽ tự hại cho mình. Tôi vốn không muốn ở lại Lĩnh Đông, có thể đuổi tôi đi thì tôi còn tìm không được. Triệu Quốc Đống cười nói. Về phần thành súng của người khác cũng được, nhưng phải xem người cầm súng có bản lĩnh không, có đáng để tôi nổ súng không. Không có bản lĩnh sẽ bị thương đó. Ôi, cậu đừng như vậy chứ. Cậu còn trẻ, cuộc sống còn dài. Lĩnh Đông mặc dù nghèo nhưng cũng là miếu nhỏ, gió lớn. Nước cạn mà nhiều rùa sao?
Triệu Quốc Đống nói thêm. Ha ha, lão Mạc, ở đâu chẳng như vậy, có người sẽ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì phải tranh đấu, không có mấy thứ này thì còn là quan trường sao? Lão Mạc nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì hừ một tiếng mà nói. Cậu không nghe lời người già thì chỉ có hại thôi. Yên tâm, Hà Chí Xương trước khi biết rõ về tôi sẽ không có động tác mấy đâu. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Tôi hy vọng y có thể đuổi tôi khỏi Lĩnh Đông. Chẳng qua có người nếu cứ coi tôi là khẩu súng thì không được rồi. Tôi không muốn chọc người, nhưng không quen có người cứ ra vẻ ta đây với tôi. Hà Chí Xương không xấu nhưng hẹp hòi, chẳng qua. Lão Mạc lắc đầu không nói nữa, tất nhiên cảm thấy có lời không nên nói. Cuộc sống chờ đợi đúng là khó chịu, nhưng lại rất nhàn. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình yên tĩnh hơn nhiều, không phải làm thêm giờ nữa. Bây giờ ngoài việc Chu Quốc Bình thi thoảng gọi hắn đi ăn, hắn lại rất rảnh rỗi. Tiểu Mạn, bạn theo trào lưu từ bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay giơ cốc nước lạnh lên uống. Sao, ông thấy tôi già sao? Đồng Mạn mặc rất trẻ trung, váy đỏ hơi ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn, chiếc cổ áo hình chữ V càng làm Đồng Mạn thêm đẹp, quyến rũ hơn. Khi hai bên nhìn nhau, Triệu Quốc Đống không khỏi động lòng. Quốc Đống, có phải là cuộc sống bên Lĩnh Đông rất khổ không? Ông đừng quá để ý, ông còn trẻ như vậy mà, còn có cơ hội. Đồng Mạn chống tay vào cằm rồi quan tâm hỏi. Từ khi Triệu Quốc Đống bị điều tới Lĩnh Đông, Đồng Mạn có chút lo lắng trong lòng. Hai lần gọi điện cho Triệu Quốc Đống thì hắn không ở Giang Khẩu, hôm nay cô mới gặp được hắn. Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn, cô bé này đúng là quan tâm mình. Triệu Quốc Đống cười hì hì một tiếng rồi dùng tay chỉ vào trán Đồng Mạn. Tiểu Mạn, bạn thấy tôi có phải là người đang chán trường không? Vì thế dùng giọng điệu của ban tổ chức cán bộ an ủi tôi sao? Đồng Mạn có chút không phản ứng với động tác thân mật này của Triệu Quốc Đống, cô rất vui vẻ. Ít nhất Triệu Quốc Đống không coi cô là người ngoài, hơn nữa nhìn hắn cũng không có vẻ gì chán đời cả. Mình còn lo hắn bị đả kích quá mạnh nữa chứ. Người ta quan tâm đến ông, sợ ông suy nghĩ trong lòng mà thôi. Tâm trạng Đồng Mạn tốt hơn nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống cười cười, cô không biết sao mình lại vui lên như vậy, thậm chí phiền phức trong công việc cũng nhạt đi nhiều. Ừ, Lĩnh Đông có không khí tốt, nước tốt, cảnh đẹp, chỉ có điều là hơi buồn tẻ. Nếu có thể có người nói chuyện thì quá tốt, chẳng qua trong chính quyền xã không phải người già lại là kẻ ngốc. Triệu Quốc Đống nói, Quốc Đống, ông là phó bí thư đảng ủy thì phải chú ý cách dùng từ của mình. Đồng Mạn chu miệng lên nói, ha ha. Không phải có bạn nên tôi mới nói như vậy sao? Yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Triệu Quốc Đống cũng thấy tâm trạng Đồng Mạn trước đó không tốt mấy nên hỏi. Tiểu Mạn, có tâm sự gì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 4, chương 9, người trong cuộc nên không rõ ràng. Đồng Mạn hờn dỗi chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sếp Khâu thường trêu cô với hắn là trời sinh một cặp. Nhưng tên này như một con ốc sên bị dọa nên không dám thò đầu ra. Điều này làm Đồng Mạn không biết đối phương nghĩ gì. Nghe bạn học nói hắn đã chia tay với Đường Cẩn, cũng không thấy hắn tìm bạn gái khác, Đồng Mạn bắt đầu thấy dao động trong lòng. Không có gì, chỉ là công việc có chút phiền phức. Đồng Mạn lắc đầu nói. Tên Trương Đức Tài kia rất hẹp hòi, bạn làm cấp dưới của y nhất định sẽ bị thiệt thòi. Mình lúc ở khu khai phát định điều bạn tới đó. Nhưng sợ người ta nói lợi dụng việc công nên phải nhịn. Triệu Quốc Đống nói. Quả nhiên Đồng Mạn buồn bã nói. Hoàng Hóa Thành điều tới đồn công an Tây Lĩnh, bây giờ đã làm phó trưởng đồn. Trong đội cảnh sát hình sự chỉ còn một mình tôi, không có ai nói chuyện cả. Sếp Trương không có việc gì là mắng, tôi không muốn làm ở đó nữa. Hóa Thành làm phó trưởng đồn rồi sao? Tốt quá! Nhưng nghe thấy Trương Đức Tài lại gây khó dễ cho Đồng Mạn. Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Không cần phải nói, Trương Đức Tài thấy quan hệ của hắn và Đồng Mạn khá tốt nên nhằm vào cô. Theo lý Khâu Nguyên Phong cũng thấy quan hệ của hắn và Đồng Mạn, y là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì phải biết điều chứ. Nhưng bây giờ do Phùng Đông Hoa lên chức khiến Trương Đức Tài này cảm thấy không cần nể mặt Khâu Nguyên Phong. Chỉ là chuyện này hắn bây giờ không tiện nhúng tay. Dù sao Trương Đức Tài là đội trưởng, Đồng Mạn trong đội, Trương Đức Tài tìm lý do phê bình là rất đơn giản. Triệu Quốc Đống thấy mắt Đồng Mạn đỏ ửng nên không đành lòng. Với tính cách của Đồng Mạn nếu không bị uất ức quá lớn thì cô đã không như vậy.
Trương Đức Tài đây là cố ý nhằm vào bạn. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Mình không biết mình làm gì không đúng, tuần trước mình báo cáo số liệu thì y nổi giận nói không được y ký duyệt, có số liệu không thích hợp. Hôm qua mình xin y ký tên, y nói không có y ký thì không được thanh toán. Nhưng đó là do y đặt ra quy định cảnh sát báo trước, y ký sau cơ mà. Mình không biết nên làm như thế nào. Mắt XX ngân ngấn nước, cô nghẹn ngào nói. Sếp Khâu không hỏi việc này sao? Triệu Quốc Đống rất tức giận, Trương Đức Tài đúng là không ra gì, có tức thì nhằm vào hắn chứ. Hắn từ lúc ở đồn công an Giang Miếu đến đồn công an khu khai phát đều đã không hòa thuận gì với Trương Đức Tài. Khâu Nguyên Phong cũng đã nhắc hắn, nhưng Triệu Quốc Đống tự nhận mình đủ kiên nhẫn nên bỏ qua. Không ngờ tên Trương Đức Tài này lại chút cơn giận lên người đồng mạn. Đây là công việc trong đội, mình báo cáo với sếp Khâu như thế nào được. Đồng mạn rất buồn mà nói. Huống hồi nghe nói sếp Khâu sẽ điều đi, nếu sếp Khâu đi thì mình cũng dự định xin xuống đồn công an. Dù là đồn công an nông thôn cũng được. Bạn chỉ muốn xuống đồn công an, chẳng lẽ không nghĩ tới là điều lên cục công an sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Khâu Nguyên Phong nhất định sẽ đi, có lẽ một hai tuần nữa ban chính trị cục công an thành phố sẽ xuống khảo sát. Lưu Triệu Quốc một hai tháng nay đang hoạt động, mấy hôm trước khi cùng ăn thì hắn đã nghe thấy việc này về cơ bản được xác định. Xem ra mấy chuyện này muốn giấu cũng khó. Ngay cả đồng mạn cũng biết Khâu Nguyên Phong sẽ đi, khó trách đám Trương Đức Tài không nể mặt Khâu Nguyên Phong. Đồng mạn rất tự tôn, Triệu Quốc Đống không muốn cô hiểu lầm. Nhất là hắn cảm thấy cô có tình cảm với mình, điều này càng làm hắn thêm cẩn thận. Nhưng thấy đồng mạn buồn như vậy, hắn biết mình không thể không giúp. Điều lên thành phố. Đồng mạn ngẩn ra một chút, cô có chút không phản ứng. Điều đến đâu ở thành phố? Mình là con gái. Lại không phải nhân tài gì, cũng không giỏi phá án thì sao có thể được điều lên thành phố. Bạn tốt nghiệp trường cảnh sát, năm ngoái không phải được đội cảnh sát hình sự thành phố khen thưởng sao, sao không là nhân tài. Mình nói bạn được chính là được. Triệu Quốc Đống nói. Nếu đã quyết định giúp đồng mạn, Triệu Quốc Đống cũng không vòng vo. Bạn có muốn lên thành phố làm việc không? Quốc Đống, bạn sao thế? Dù người được bình chọn rồi lên thành phố cũng đâu có tới lượt mình cơ chứ. Thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, đồng mạn có chút giật mình nhìn hắn. Cô cẩn thận quan sát thì thấy đối phương không giống đang nói dối, cũng không phải là ra vẻ này kia. Lúc này cô mới có chút khó hiểu nhìn hắn. Ai không muốn lên thành phố, nhưng nó cần điều kiện mà. Năm ngoài pháp y của đội được điều tới phân cục Long Đàm đã mất bao công sức. Hơn nữa còn là do sếp Hà nhờ sếp Loan giúp. Hơn nữa còn kéo dài vài tháng, mà chỉ được điều tới quận đó. Nếu vào thành phố dễ như vậy thì bao người muốn vào? Tôi hỏi bạn muốn đến cục công an thành phố hay là phân cục trong thành phố? Cục công an thành phố thì nhàn hơn, phân cục lại có nhiều việc hơn. Quốc Đống, bạn nói gì thế? Bạn nói là muốn giúp điều mình lên thành phố. Đồng mạn không thể tin vào tai cô, bố mẹ cô đều ở trên thành phố. Nhưng cô biết điều tới Giang Khẩu rồi muốn quay lại thành phố là rất khó khăn. Đầu năm nay bố mẹ cô còn tìm cách đưa cô về thành phố nhưng không được. Nếu Triệu Quốc Đống có bản lĩnh đó thì sao lại bị đẩy xuống xã? Bạn nếu muốn thì mình đương nhiên nghĩ được biện pháp, nhưng nếu bạn không muốn lại là chuyện khác. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Vậy sao bạn không tự điều mình lên thành phố? Đồng mạn không tin nên hỏi lại một câu. Mình bây giờ không trong hệ thống công an nữa. Triệu Quốc Đống uống ngụm nước rồi nói. Huống chi sao bạn biết mình sẽ không lên thành phố? Quốc Đống, bạn nói là bạn sẽ điều lên thành phố. Tim đồng mạn đập loạn lên. Triệu Quốc Đống nếu thật sự lên thành phố, như vậy nếu cô còn ở Giang Khẩu thì không có cơ hội ở cạnh hắn. Thành phố và huyện khác nhau quá lớn, nhưng vừa nãy hắn nói có thể giúp mình lên cục công an thành phố mà. Mình không nói mà. Việc gì cũng có thể mà. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói. Mình hỏi lại bạn muốn lên cục công an thành phố hay phân cục? Chẳng lẽ có thể lựa chọn sao? Đồng mạn thấy mình như nằm mơ. Cô không biết hôm nay Triệu Quốc Đống là sao. Nhưng cô thấy Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nên cũng nghĩ không phải đối phương trêu mình. Ôi, xem ra bạn không tin, chẳng lẽ lời mình nói không đáng tin như vậy sao? Mình quyết định giúp bạn vậy. Bạn nên về cục công an thành phố đi, ở đó ngay cạnh quảng trường và siêu thị, bạn không phải thích nhất đi dạo và đi siêu thị sao?
Triệu Quốc Đống ra vẻ như mình là cục trưởng cục công an thành phố vậy. Đồng Mạn bị mấy câu này của Triệu Quốc Đống mà nở nụ cười. Lúc này cô tin Triệu Quốc Đống đang trêu mình, đâu có việc tốt như vậy với cô. Cục công an thành phố dễ tiến vào vậy sao? Cô đến Giang Khẩu 2-3 năm còn không nghe nói có người điều từ Giang Khẩu lên cục công an thành phố, dù là phân cục nội thành cũng không có bao nhiêu. Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích, chuyện này dù là ai cũng không tin. Hắn bị đẩy tới Lĩnh Đông, vậy mà muốn giúp người khác thì có phải nằm mơ giữa ban ngày không? 3 hôm sau ban chính trị cục công an thành phố gửi công văn tới phòng nhân sự công an huyện Giang Khẩu. Điều này làm cho cả công an huyện Giang Khẩu chấn động. Thời buổi này lên được nội thành khó khăn như thế nào thì ai cũng biết. Vậy mà Đồng Mạn biểu hiện rất bình thường lại được điều lên cục công an thành phố. Nhưng khi chỉ đạo viên đội cảnh sát hình sự Tiêu Tắc Cường đầy nghi ngờ đến chỗ Đồng Mạn đang rất bực vì Hoàng Hóa Thành cứ quấn lấy mình. Tên này sau khi lên làm phó trưởng đồn Tây Lĩnh lại có tâm tư với Đồng Mạn. Nhất là trong thời gian này y cứ rảnh rỗi lại lên chỗ Đồng Mạn ngồi nửa tiếng không đi. Y thi thoảng nói chuyện về đồn công an Tây Lĩnh được chính quyền tin như thế nào, nói mình phá án ra sao, không ngừng khoe khoang bản thân. Còn thi thoảng nhắc tới việc Triệu Quốc Đống bị đẩy tới Lĩnh Đông. Đồng Mạn nghe mà rất khó chịu. Sếp Tiêu, Tiểu Hoàng cũng ở đây à? Tiêu Tắc Cường cười cười nhìn Đồng Mạn mà nói. Đồng Mạn, được đó, vậy mà được điều đi. Cô đúng là giỏi. Sếp Tiêu nói gì thế? Đồng Mạn có chút khó hiểu, Hoàng Hóa Thành cũng không hiểu. Đồng Mạn, cô còn giấu tôi à? Chánh văn phòng ban chính trị cục công an thành phố đang ngồi ở phòng xếp đậu, lệnh điều động cô đã tới. Trưởng phòng Liêu đang đại biểu phòng nhân sự công an huyện nói về việc này. Đồng Mạn, được điều lên cục công an thành phố mà không lộ chút tiếng gió nào, sợ mọi người không thả cô đi sao? Tiêu Tắc Cường nhìn Đồng Mạn mà cười nói. Hả? Đồng Mạn kêu lên một tiếng. Sếp Khâu, sếp nói gì? Nói gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Tiêu Tắc Cường có chút khó hiểu, nhìn Đồng Mạn có vẻ như không biết, nhưng lệnh điều động là thật mà. Chẳng lẽ ngay cả Đồng Mạn cũng không biết? Là ban chính trị công an thành phố điều cô đi, bây giờ đang nói chuyện với công an huyện, vui quá nên quên sao? Đồng Mạn há hốc mồm, Hoàng Hóa Thành lại như bị đánh mạnh vào ngực thiếu chút nữa không thở được. Quyển 4, chương 10, làm việc trước phải làm người. Đồng Mạn được điều lên cục công an thành phố. Hoàng Hóa Thành thấy rất khó chịu. Ngay khi y đang đắc ý lên làm phó trưởng đồn thì Đồng Mạn lại điều đi. Cục công an thành phố. Đây là quá xa xôi với công an huyện. Đồng Mạn sao có thể lên được cục công an thành phố. Hắn hiểu rõ điều kiện gia đình nhà Đồng Mạn, căn bản không có bà con, họ hàng nào lầm to. Chẳng lẽ vì cô ta làm tốt ư? Không thể mà. Đỗ Trung Khải nhiệt tình tiếp chánh văn phòng Đặng Bình Văn, ban chính trị cục công an thành phố. Y rất ngạc nhiên vì sao điều động một cảnh sát bình thường lại do chính ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, trưởng ban chính trị, Tiền Khắc Phượng tự mình nói chuyện với công an huyện. Bây giờ còn phái Đặng Bình Văn tới nữa. Chánh văn phòng Đặng, anh quá khách khí nên mới tự mình đi. Ha ha, lão Đậu, đây là do trưởng ban Tiền tự mình dặn tôi đi làm việc. Tôi không dám không đi. Đặng Bình Văn cũng rất khó hiểu. Tiền Khắc Phượng không nói thừa câu nào, chỉ dặn y nhanh chóng làm xong thủ tục, cũng không nói gì khác. Sau đó y tìm hiểu tình hình thì mới biết Tiền Khắc Phượng cũng không biết vị cảnh sát Đồng Mạn này. Y chỉ biết tối cục trưởng Lưu gọi đến giao Tiền Khắc Phượng lập tức đi làm việc. Chuyện mà đêm lãnh đạo căn dặn, lãnh đạo không nhiều lời thì anh hỏi làm gì. Chánh văn phòng Đặng, Đồng Mạn đúng là có năng lực, công an huyện tôi không nỡ bỏ. Chỉ là vội vàng điều động như vậy thì không đúng trình tự mà. Đậu Trung Khải nói. Lão Đậu, tôi biết ý của anh, chẳng qua tôi không biết. Đặng Bình Văn cảm thấy nói vậy là chưa đủ nên nhỏ giọng nói. Cục trưởng Lưu tự mình dặn dò, điều khác tôi không biết. Khi Đồng Mạn gọi cho Triệu Quốc Đống đang cùng Cù Vận Bạch đi đến Hồ Thanh Hóa. Mặc dù sắp vào thu nhưng đường vẫn khá ẩm, chỉ là đi vào trong rừng rậm lại khiến người ta mát mẻ. Quốc Đống, cậu sẽ đi sao? Cù Vận Bạch mặc chiếc áo cộc tay bó sát người, chiếc quần sóc bên dưới thoáng cái lộ rõ đường cong mà bình thường không thể thấy rõ. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi nhìn tới. Cù tỷ, sao chị lại hỏi như vậy? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hừ, cậu và Thôi Minh Khang cùng gây khó dễ Hà Chí Sương đã truyền khắp nơi còn gì? Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
tính cách của cậu không như vậy, trừ khi cậu không thích ở lại cụ tỷ này. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi im đó để bị người ta ức hiếp sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Dù tôi là hổ bi lạc xuống đồng bằng cũng không chấp nhận trong mắt có cát. Tôi chẳng qua chỉ là nhắc Hà Chí Xương đừng nghĩ người trong bộ máy như không khí thôi. Hà Chí Xương mặc dù không có năng lực nhưng ở cụ tỷ nhiều năm, hơn nữa cũng không quá xấu. Tôi biết rõ người này, nhưng thôi Minh Khang thì cậu phải cẩn thận một chút, đó là người âm hiểm. Cậu không nghe nói cách y hại người cạnh tranh ở thị trấn Tây Lĩnh như thế nào sao? Cụ Vận Bạch đứng bên hồ lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Đó là bạn học của y, người được xác định không phải thôi Minh Khang nhưng có một bức thư gửi lên ủy ban kỷ luật nói người kia không đoan chính, có quan hệ không bình thường với mấy cô gái địa phương, mà còn là chuyện 6-7 năm về trước. Khi ủy ban kỷ luật tham gia xong thì người kia cũng không thể lên chức, thôi Minh Khang đã lên làm phó chủ tịch thị trấn. Ừ, đúng là âm hiểm, quan hệ nam nữ vài năm trước khó mà nói, hơn nữa nếu tình nguyện thì ai có thể nói gì. Lúc quan trọng nhất mà dở trò này thì quá cao. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nếu là lúc khác thì bức thư này đã không có hiệu quả. Người hèn mọn, bị ổi, vì lên chức mà đưa cả bạn gái của mình cho người khác. Cậu đừng có quan hệ với người như vậy. Cù Vận Bạch có vẻ không thích nhắc tới thôi Minh Khang. Ồ, có chuyện này ư, lần đầu nghe thấy đó. Cù tỷ nói một chút nghe xem sao. Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói. Được rồi, cậu nếu muốn nghe thì tìm người ta mà hỏi, đừng nhắc tới y trước mặt tôi. Cù Vận Bạch tức giận đến độ tái mặt lại, cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu thích nghe chuyện này thế à? Có phải muốn học cách như vậy để lên chức không? Cù tỷ, tôi muốn lên chức cần học cách này sao? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Làm quan một thời, làm người cả đời, vì làm quan mà không có lễ nghĩa, liêm sỉ. Tôi tin rằng lãnh đạo cũng không thích người như vậy. Nhiều lắm chỉ là lợi dụng mà thôi. Ừ, thế nên thôi Minh Khang mới phải chạy sang Lĩnh Đông. Cù Vận Bạch lắc đầu nói. Cậu nói mặc dù có lý nhưng nhiều lãnh đạo không ngại dùng người như vậy, y thậm chí còn có thể tiến thêm bước nữa. Một chức chủ tịch xã đã gọi là lên chức sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Cù tỷ, không nên tự hạ mình như vậy. Chúng ta bây giờ mặc dù mất thế nhưng dù sao cũng vẫn có lúc huy hoàng mà. Khu khai phát có được như bây giờ thì không ai phủ nhận được công của chúng ta. Đúng, Quốc Đống, cậu có phải rời khỏi Giang Khẩu không? Cù Vận Bạch rất quan tâm tới điều này. Thực lòng cô không muốn Triệu Quốc Đống rời đi. Bây giờ ở Giang Khẩu đã không có mấy người có thể nói chuyện với cô. Vốn cô cũng có vài người nói chuyện, nhưng khi lên chức thì lại lập tức thay đổi. Cù tỷ. Tôi cũng không giấu chị, chắc tầm 2 tháng nữa thì tôi sở giao thông. Triệu Quốc Đống chưa nói với ai điều này, nhưng không biết sao hắn thấy mình không thể nói dối Cù Vận Bạch. Lên chỗ giám đốc Thái. Cù Vận Bạch lập tức có phản ứng. Ừ, Thái ca muốn điều tôi lên, nhưng tôi muốn làm ở khu khai phát nên không đi. Con người làm việc cần tâm trạng vui vẻ mà, bây giờ đã mất thì cũng lên tới sở giao thông mà kiếm ăn vậy. Triệu Quốc Đống nói không hề có vẻ vui sướng như Cù Vận Bạch nghĩ, giống như có một tia cô đơn nữa chứ. Nhất là đôi mắt sáng rực kia làm Cù Vận Bạch cảm thấy run lên trong lòng. Một cảm giác khó tả xâm chiếm trái tim băng giá của cô. Cù Vận Bạch do dự một chút rồi lời mình cần nói đã không thể nói. Cù tỷ, chị xem nơi này rất ẩm thấp, đi thêm sẽ đến khu bùn, thực tế đó là khi ao đầm ẩm ướt, cây cỏ tươi tốt, đi lên trên sẽ thấy khác hẳn. Triệu Quốc Đống bước trên bãi cỏ rồi nói. Tầm 2 tháng nữa chim phương Bắc sẽ bay về phương Nam. Bạch Hạc, Đại Bảo, Bạch Quán, Việt Trời, Kim Điêu đều sẽ tới, lúc ấy chính là không gian của chim. Quốc Đống, cậu hôm nay dẫn tôi tới đây làm gì? Không phải là tới ngắm cảnh đó chứ? Cù Vận Bạch nói. Tôi thừa nhận cảnh nơi này vượt quá tưởng tượng của tôi. Tôi sống ở Giang Khẩu hơn 20 năm mà lần đầu tiên thấy được cảnh đẹp như vậy. Chẳng lẽ cậu cảm thấy phòng du lịch có năng lực khai thác nơi này? Nếu muốn phát triển du lịch ở đây thì chỉ riêng đường ô tô từ xã Lĩnh Đông tới đây cũng mất tầm vài chục triệu. Bây giờ không được không có nghĩa sau này không được. Cù tỷ, tôi đã so sánh với hồ Bà Dương, Giang Tây, hồ ở đây rộng trên 40 km vuông, các loại chim rất nhiều, hơn nữa không ít là động vật được quốc gia bảo vệ đặc biệt. Chẳng những có thể là nơi nghiên cứu về chim. Hơn nữa cũng có thể xây dựng thành nơi để cả nước theo dõi chim.
Hơn nữa ở đây có miếu lão quân với kiến trúc đặc biệt, nghe nói đã có lịch sử trăm năm. Nhưng ngoài dân chúng ven hồ thì về cơ bản không ai biết, quá đáng tiếc. Nơi này có tài nguyên du lịch tốt như vậy mà không khai thác, tôi là phó bí thư đảng ủy cũng thấy khó chịu trong lòng. Cụ Vận Bạch cẩn thận nhìn Triệu Quốc Đống, thấy đối phương không phải giả vờ liền nhíu mày nói. Quốc Đống, cậu không phải sắp đi sao, sao còn lo mấy việc này? Ở một ngày làm việc một ngày, huông chi tôi thấy lĩnh đông rất nghèo, nhưng bọn họ lại cầm bát vàng trong tay không biết dùng. Nếu có thể khai thác quanh khu vực này, tôi nghĩ có thể khiến nơi này giàu có. Tôi đã đi một ngày quanh đây, ăn một bữa cơm trưa của dân chúng mà cả đời tôi không thể quên. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của bọn họ. Quyển 4, chương 11, chút phức tạp nơi hoang dã. Cụ Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu định làm gì? Đầu tiên có quy hoạch, sau đó tuyên truyền, nghĩ biện pháp sửa đường từ lĩnh đông tới đây. Nếu muốn làm tốt ngay là không thực tế, nhưng tôi thấy có thể mở rộng, sau đó tăng an toàn cho các điểm hiểm trở, như vậy người du lịch đi bộ cũng an toàn hơn. Sau đó lợi dụng lực lượng trong xã xem có thể chọn một vài khu để cung cấp dịch vụ cho khách du lịch hay không, sau đó cổ vũ các hộ nông dân làm như vậy sẽ dần tạo được danh tiếng của Hồ Thanh Hóa. Quốc Đống, cậu thấy làm như vậy có được không? Cụ Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Khó khăn rất lớn, nhưng nếu không làm thì rất khó chịu. Triệu Quốc Đống nói. Tôi thấy suy nghĩ này của cậu bây giờ vẫn chưa thể thực hiện. Tạo một thắng cảnh du lịch thì cần quy hoạch tổng hợp, chỉ dựa vào riêng lĩnh đông là không được. Mặc dù là huyện cũng không thể làm được, phòng du lịch vừa thành lập nên tình hình thế nào cậu cũng biết. Nhiều lắm chỉ là đưa ra tuyên truyền, nếu muốn làm thật thì tôi thấy lãnh đạo huyện không có hứng thú. Không nói cái khác, chỉ riêng con đường này cũng mất mấy trăm ngàn dù làm theo cách của cậu, ai bỏ ra. Lĩnh đông hay là huyện, tôi biết có lẽ cậu muốn thu hút các nhà đầu tư. Dùng tài chính của bọn họ để sửa, nhưng với thái độ của huyện và lĩnh đông thì nhà đầu tư có thể yên tâm rót tiền sao? Mà cậu chỉ là phó bí thư, chuyện này dù đưa ra thì hai người Hà Chí Sương cùng Thôi Minh Khang sẽ đẩy cậu sang bên. Cậu nghĩ bọn họ sẽ được nhà đầu tư tin tưởng sao? Hơn nữa Hồ Thanh Hóa đúng là rất đẹp, nếu muốn tạo thành thắng cảnh du lịch thì nhất định phải có quy hoạch phát triển lâu dài. Nếu không cẩn thận kéo mấy nhà đầu tư không có tư tưởng tốt. Vậy nơi này sẽ hủy trong tay chúng ta. Cụ Vận Bạch nói làm Triệu Quốc Đống im lặng, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không suy nghĩ sâu như đối phương mà thôi. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng như vậy, Cụ Vận Bạch lại bắt đầu suy nghĩ. Một nơi đẹp như vậy nếu có người chấp nhận đến đầu tư thì tôi nghĩ đây sẽ là nơi người ta hướng tới. Triệu Quốc Đống chắp tay đi trên sườn núi. Cụ Vận Bạch cũng đi theo Triệu Quốc Đống, lặng lặng đứng trong rừng cây. Tiếng lá cây, tiếng chim hót đúng là làm người ta thoải mái. Chỉ là nơi này giao thông không thuận tiện, từ lĩnh đông đi tới đây thì người của phòng du lịch và văn phòng xã lĩnh đông đã không đi nổi mà rút về. Vì thế chỉ còn lại Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đi tầm 3 tiếng. Đi được đến đây Cù Vận Bạch đúng là khá mệt, cô chọn một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa một lúc quay đầu lại thì thấy Cù Vận Bạch đã ngồi. Cô cởi giày khỏi chân rồi bóp chân. Cụ tỷ không quen à? Ừ, già rồi nên không chịu được. Cụ Vận Bạch cảm nhận ánh mắt của Triệu Quốc Đống nhìn vào chân mình nên muốn thu lên nhưng lại có cảm giác khó tả. Già, cụ tỷ mà gọi là già, chỉ hơn tôi vài tuổi đã là già sao? Vậy ban tổ chức cán bộ sao lại chê tôi còn quá trẻ? Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh Cụ Vận Bạch. Cụ Vận Bạch có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống ngồi quá gần, hai người như đôi tình nhân ngồi ngắm hồ. Cụ tỷ ở phòng du lịch có được không? Triệu Quốc Đống nói. Cũng được, thời gian vừa rồi khá bận, bây giờ đã nhàn hơn. Huyện năm nay cũng không đưa ra quy hoạch gì, phòng du lịch báo cáo lên cũng không có tiếng động gì báo về. Tìm lãnh đạo phụ trách báo cáo công việc, lãnh đạo nói năm nay gần hết, tạm thời không có suy nghĩ, chờ sang năm. Cụ Vận Bạch cười nói. Du lịch là một ngành rất tốt, có lẽ vài năm nữa là sẽ phát triển. Triệu Quốc Đống đây là nói thật, nhưng sợ rằng bây giờ không có mấy người nghĩ tới. Tôi biết, nhưng lãnh đạo không nghĩ tới ngành này. Công tác chủ yếu của tôi bây giờ chính là để lãnh đạo thấy tương lai của công việc này. Ngành du lịch Giang Khẩu chúng ta có tương lai, điều kiện phát triển. Cụ Vận Bạch thở dài nói. Nhưng điều này cần thời gian, chẳng lẽ tôi cứ ngồi đó đợi.
Triệu Quốc Đống nghĩ tới hai người cùng nhau thu hút đầu tư, mặc dù áp lực lớn nhưng lại vui vẻ. Bộ máy ban quản lý khu khai phát rất đoàn kết, xác định được từng nhà đầu tư một. Bây giờ các công ty sắp xây dựng xong ở khu khai phát, điều này làm người ta dù có mệt cũng thấy đáng. Nhưng bây giờ lại quá nhàn, đây không phải cuộc sống hắn muốn. Cụ tỷ, để tôi bóp chân cho chị. Nhìn đôi chân thon dài, Triệu Quốc Đống rất khó tưởng tượng Cù Vận Bạch đầy đặn lại có bàn chân tinh xảo như vậy, gân chân màu xanh như ẩn như hiện, ngón chân thon nhỏ đầy gợi cảm. Triệu Quốc Đống đột nhiên muốn ôm lấy đôi chân mà massage. Cù Vận Bạch không ngờ Triệu Quốc Đống nói xong là làm. Hắn dùng một tay cầm hai chân cô lên đùi hắn. Cô giật mình vội vàng kêu lên. Không cần. Phục vụ Cù tỷ là vinh hạnh của tôi. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân Cù Vận Bạch. Cô dần thấy thoải mái, chút mỏi chân đã giảm đi, tay Triệu Quốc Đống như có ma lực. Từng luồng nhiệt truyền vào chân cô, thấu tận tâm hồn. Cô muốn né tránh nhưng phát hiện cả người như không có sức lực, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng rõ ràng, thấm tận xương tủy. Triệu Quốc Đống không ngẩng đầu lên, hắn đã lâu không massage cho người khác. Hắn ngoài làm cho Đường Cẩn sau khi quan hệ ra thì Khổng Nguyệt cũng chưa được hắn làm như vậy. Triệu Quốc Đống không ngừng massage, chạm vào mấy huyệt kích thích khiến Cù Vận Bạch tê tái cả người. Triệu Quốc Đống vén ống quần của cô lên, hắn bắt đầu chạm vào bụng chân mà xoa bóp. Cù Vận Bạch không nhịn được nữa, cô mím chặt môi. Cô thấy cả người mình rất nóng, cả người có cảm giác không nói thành lời, từng đợt cảm giác lan khắp cơ thể. Quốc Đống, dừng lại. Cù Vận Bạch giãy giụa muốn tránh khỏi đôi tay kia, câu nói cuối cùng còn nấc nghẹn. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nhìn thì như bị một kích đánh mạnh vào tim. Mặt Cù Vận Bạch đỏ bừng, đôi mắt si mê hấp dẫn ánh mắt Triệu Quốc Đống, răng cô cắn chặt. Trong nháy mắt Triệu Quốc Đống muốn mê đi. Hai tay hắn như chớp kéo Cù Vận Bạch vào trong lòng, tiếng thở hổn hển và mùi hương phụ nữ chui vào mũi hắn. Giờ phút này Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình rất mong chờ giây phút này. Đôi môi Cù Vận Bạch run run như người đi trong sa mạc cần nước, khi Triệu Quốc Đống hôn lấy môi cô. Cô đúng là muốn phát tiết. Cơn sóng tình quấn lấy hai người, Cù Vận Bạch nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Triệu Quốc Đống. Ngay cả cô cũng không biết sao mình lại phóng túng như vậy. Ngọn lửa dục ẩn chứa lâu ngày như núi lửa phun trào, quét tất cả lý trí, đạo đức bay mất. Lúc này cô không biết mình đang nghĩ gì. Triệu Quốc Đống cũng như vậy, bao hạn chế về đạo đức đã được giải quyết theo cơn lửa dục, theo dung nhan phun trào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Triệu Quốc Đống nâng mặt Cù Vận Bạch lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, lại hôn thật sâu. Ngọn lửa tình dục phun trào, hai người đã quên đi chênh lệch về tuổi tác và thân phận. Tay Triệu Quốc Đống cuối cùng đã mở được khóa áo ngực của Cù Vận Bạch. Bộ ngực được giải phóng, Triệu Quốc Đống tham lam nắm lấy con thỏ ngọc đang giãy giụa, rất đầy đặn, rất mềm mại làm hắn không muốn buông tay. Cù Vận Bạch lúc này đã thả lỏng hết người, cô dựa vào hắn, cởi chiếc áo sơ mi cộc tay ra. Chiếc áo lót màu đen đầy quyến rũ dưới ánh mặt trời. Khi nó được tháo xuống đã khiến bộ ngực trắng nõn, đầy đặn lộ ra trong không khí, bộ ngực không có chút mỡ nào. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã không thể nhịn được hấp dẫn. Hắn áp mặt vào ngực Cù Vận Bạch, không ngừng hôn hít bộ ngực của cô, hôn lên vai, hôn lên cổ trắng nõn cùng bụng. Tất cả nó kích thích mạnh vào mắt, mũi và xúc giác của Triệu Quốc Đống. Mũi khẽ chạm vào đầu vú cao ngất. Sự thành thục của phụ nữ lộ ra hết. Triệu Quốc Đống thở hổn hển mà hôn lên, lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Cù Vận Bạch ôm chặt lấy đầu Triệu Quốc Đống, áp mặt hắn vào ngực mình. Cù Vận Bạch không nhịn được mà rên lên, cô cũng kinh ngạc sao mình lại phóng đãng như vậy. Khi Triệu Quốc Đống chạm tay vào chỗ cấm địa ẩm ướt bên dưới, Cù Vận Bạch run lên. Cảm giác ẩm ướt chạm vào tay, Triệu Quốc Đống không kiềm chế được nữa, ngón tay cởi khóa quần của Cù Vận Bạch xuống. Nhưng lúc này Cù Vận Bạch lại đang giữ chặt tay hắn lại. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Cù Vận Bạch, Cù Vận Bạch mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ. Cô một lúc lâu mới giãy giụa ngồi lên, bộ ngực trắng nõn thật đẹp trong không khí. Quốc Đống, cậu đã chuẩn bị chưa? Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên nói. Cù tỷ, chị cảm thấy tôi là loại người đó sao? Không, đừng hiểu lầm tôi và cậu không có kết quả, dù là bây giờ hay tương lai. Cù Vận Bạch bịt miệng Triệu Quốc Đống lại rồi nói. Cậu nghe tôi nói đi. Đã như vậy thì tôi còn gì có phải xấu hổ. Tình cảm giao hòa đến cực điểm thì có việc này là tất nhiên. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt,
nếu bước cuối cùng thì có lẽ sẽ không tốt, có lẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta bây giờ. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Cù Vận Bạch, Cù Vận Bạch cũng không thấy có gì không ổn, có thể để những nơi quyến rũ trước mặt tình nhân, cô rất tự hào. Không, Cù tỷ, chị nói đúng, có lẽ chúng ta nên lựa chọn sẽ tốt hơn. Cù Vận Bạch lắc đầu nói. Quốc Đống, cậu đã trưởng thành không ít. Hai người ôm nhau, Triệu Quốc Đống cũng không còn ham muốn như trước. Cù tỷ, chị vừa nói không có kết quả là sao? Không có gì, tôi thích sống độc thân, tôi không thích bị trói buộc của gia đình. Cù Vận Bạch nhẹ nhàng nói. Sao, chẳng lẽ cậu muốn sống cả đời với Cù tỷ sao? Vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ không có gì thú vị phải không? Như lời đàn ông nói, vì một chiếc lá mà bỏ cả khu rừng sao? Ai cũng nói phụ nữ hay thay đổi, thực ra đàn ông còn hơn thế. Thề thốt thì hay nhưng một khi hoàn cảnh thay đổi thì sẽ vứt hết phải không? Lời của Cù Vận Bạch làm Triệu Quốc Đống á khẩu, trong lúc nhất thời không tìm được lý do mà giải thích. Hắn phát hiện mình đúng là chưa suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, thậm chí là Cù Vận Bạch, hắn cũng thấy khá hồ đồ. Hôn nhân đối với hắn là quá xa vời, chẳng lẽ nhất định phải kết hôn sao? Sẽ lấy người mình mơ thấy, hắn là mình chính là một người đàn ông thiếu cảm giác gia đình. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Cù Vận Bạch cười hì hì nói. Quốc Đống, xem ra chính cậu cũng không nghĩ rõ. Tình cảm và hôn nhân là rất khác nhau. Lãng mạn và thực tế có vô số kẽ hở, có thể đi tới đâu thì không ai đoán trước được. Triệu Quốc Đống biết Cù Vận Bạch nhất định có một tình cảm đau buồn nào đó, nhưng hắn không muốn tiếp xúc nỗi đau của người khác. Đúng như Cù Vận Bạch nói, tình cảm của hắn còn khá mơ hồ, chưa xác định. Khổng Nguyệt đáng lẽ là bạn gái của hắn bây giờ, nhưng hắn vẫn có thể ôm lấy, chút nữa có quan hệ với Cù Vận Bạch. Cảm giác áy náy thậm chí còn ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Điều này giải thích như thế nào? Đây là có tình cảm với Cù Vận Bạch, hay là thích sở hữu người đẹp? Quyển 4, chương 12, vào sở. Triệu Quốc Đống đúng là muốn cảm ơn cuộc điện của đồng mạn. Chỉ là hắn không có nhiều tâm tư mà nói chuyện với đồng mạn, chỉ ừ vài câu rồi dập máy. Lúc này hắn mới phát hiện Cù Vận Bạch đang lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Cù tỷ, em thất thần bao lâu rồi? Ừ, nửa tiếng rồi. Cù Vận Bạch gật đầu nói. Triệu Quốc Đống nằm xuống bãi cỏ. Em và Cù tỷ đã quen gần năm rồi. Em vẫn còn nhớ khi đó chị mặc quần áo gì, đúng là tranh sắc với trưởng ban Vưu. Từ lúc đó đã chú ý đến người ta sao? Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Vậy thì không, chỉ là cảm thấy một người phụ nữ hơn em vài tuổi, không ngờ còn dám nhận việc khó khăn ở khu khai phát, em đúng là khá phục. Em mới đầu khi vào khu khai phát cũng lo lắng mà. Triệu Quốc Đống như chìm đắm vào quá khứ. Cù tỷ, còn nhớ lần chúng ta gặp ở công ty cơ khí Lợi Đạt không? Thấy Cù tỷ lo lắng như vậy, em cũng thật sự lo lắng. Chuyện này sao lại xảy ra với Cù tỷ, chẳng may. Triệu Quốc Đống thoáng cái đã bị Cù Vận Bạch bịt miệng lại. Quốc Đống, em cố ý hả? Triệu Quốc Đống cười cười đẩy tay Cù Vận Bạch ra rồi chớp mắt nói. Em chẳng qua chỉ muốn Cù tỷ có ấn tượng về em mà thôi. Chẳng qua sức chịu của Cù tỷ đúng là có hạn, may là nhà vệ sinh gần đó nếu không. Cù Vận Bạch đỏ bừng mặt không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể đấm mạnh vào lưng Triệu Quốc Đống. Im. Được rồi, không nói nữa. Em chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm với Cù tỷ mà. Triệu Quốc Đống tránh tay Cù Vận Bạch. Lúc này Cù Vận Bạch như một cô gái rơi vào lưới tình. Hừ, hình tượng của chị chẳng lẽ chỉ như vậy sao? Đầu em sao chỉ có mấy việc này chứ hả? Cù Vận Bạch hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Cù tỷ, vậy oan cho em. Ký ức sao em có thể khống chế? Nó tự chọn mà, ấn tượng về việc thú vị thì nó tự chui vào đầu mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Cũng giống như lúc cùng chiến đấu ở hội chợ thương mại vậy, em cũng rất nhớ. Cù Vận Bạch dựa vào vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống, đời người lúc thăng lúc trầm, nếu không như vậy sao gọi là cuộc sống? Cuộc sống như vậy mới đặc sắc mà. Đúng thế, Cù tỷ nếu là không có mưa gió thì em sao có thể lưu lại dấu ấn trong tim Cù tỷ? Có sao? Không có ư, vậy em bây giờ sẽ lưu lại trong tim chị. Triệu Quốc Đống ôm chặt Cù Vận Bạch, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Được rồi, lưu rồi mà Quốc Đống. Cù Vận Bạch vội vàng tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Cô không còn là cô bé 17,
18 tuổi, đúng là có tình cảm nhưng cô biết nếu lao thân vào đó thì chính là thiêu thân lao vào lửa. Cũng may cô không hy vọng xa vời. Triệu Quốc Đống rời đi rất đột ngột và lặng lẽ. Phó trưởng phòng nhân sự sở giao thông tự mình tới phòng nhân sự Giang Khẩu để điều chuyển. Đến đột nhiên như vậy làm Triệu Quốc Đống không hề chuẩn bị về tư tưởng. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ phải 1-2 tháng nữa mới có hành động. Không ngờ Thái Chánh Dương lại làm nhanh như vậy. Bí thư Triệu, không bây giờ phải gọi là trưởng phòng Triệu hay chủ nhiệm Triệu nhỉ? Vưu Huệ Hương cười hì hì bắt tay Triệu Quốc Đống và ra hiệu hắn ngồi xuống. Trưởng ban Vưu đừng khách khí như vậy. Chị gọi tôi Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được. Chẳng qua trưởng ban Vưu lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi thấy gọi tôi là Vưu tỷ thì thân thiết hơn. Vưu Huệ Hương cười nói. Vậy tôi gọi cậu là Quốc Đống. Tôi nghe chị tôi nói Bí Thư Hùng rất coi trọng cậu. Tôi đã nói cậu đến Lĩnh Đông chỉ là rèn luyện mà thôi, trong huyện sớm muộn cũng giao trọng trách nhưng không ngờ sở lại coi trọng. Chúc mừng, sau này Vưu tỷ lên tỉnh làm việc thì cậu đừng có mà tránh mặt đó. Vưu tỷ, chị nói như vậy có phải tát mặt tôi không? Tôi dám sao, chỉ sợ Vưu tỷ không chịu cho mặt mũi mà thôi. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Vưu Huệ Hương có lẽ thông qua Vưu Liên Hương mà biết một chút việc về mình, cho nên mới kiên trì đưa hắn tới Lĩnh Đông. Chẳng qua như vậy cũng hiếm có, nhất là Vưu Huệ Hương còn vì thế mà tranh chấp với Quách Chiêm Xuân, người bình thường không có khí phách như vậy. Ha ha, cứ nói như vậy đi, hôm nào tôi lên thành phố thì nhất định gọi cậu. Vưu Huệ Hương cười nói. Không vấn đề gì, hôm nào Bí Thư Hùng về tôi mời cả hai chị, chúng ta gặp mặt. Mong Vưu tỷ cho chút mặt mũi. Triệu Quốc Đống cười nói. Được, Quốc Đống, tôi có điện thoại của cậu, đến lúc đó nhất định cậu phải gọi cho tôi. Vưu Huệ Hương khá vui vẻ, nghe chị cô nói Hùng Chính Lâm rất có thể sang năm sẽ về. Không phải tiếp nhận chức của Kha Khắc mà điều lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Nghe nói một vị thường vụ trong ủy ban kỷ luật trung ương rất coi trọng Hùng Chính Lâm. Mà Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Hùng Chính Lâm. Gần như Hùng Chính Lâm về An Đô lần nào đều gặp Triệu Quốc Đống, ngay cả Vưu Liên Hương cũng không biết sao Hùng Chính Lâm lại có quan hệ mật thiết với người như vậy. Được, tôi đúng là không muốn rời khỏi Giang Khẩu, công tác 3 năm đã phải rời đi rồi. Quốc Đống, cậu có thể đi ra là tốt, cũng coi như Giang Khẩu chúng ta có nhân tài. Sở giao thông là rất quan trọng, tôi vừa rồi nghe nói cậu đến phòng cao tốc nhận chức, ngày sau có chuyện có lợi cho Giang Khẩu thì không được quên nói giúp đó. Quách Chiêm Xuân không ở đây, tiếp đón người của Sở Giao thông chỉ có Vưu Huệ Hương. Vương Đức Hòa và Phó Chủ tịch huyện phụ trách Giao thông, Lương Kiến Hoàng chỉ gặp một chút trưởng phòng Mã rồi rời đi. Cốc cốc, Thái Chánh Dương đang ngồi xem văn bản và viết gì đó lên đấy. Giám đốc, Tiểu Triệu tới. Mã Việt Chân nhìn Thái Chánh Dương rồi cẩn thận nói. Ồ, về rồi à, ngồi đi. Thái Chánh Dương viết một chút vào văn bản rồi lại tiếp tục văn bản khác. Đến khi hai người Triệu Quốc Đống ngồi khoảng 2-3 phút thì Thái Chánh Dương mới dừng lại. Sao, không có gì phiền phức chứ lão Mã? Thái Chánh Dương bưng chén trà lên uống một ngụm rồi nói. Vâng, thuận lợi, huyện Giang Khẩu cũng ủng hộ. Nghe nói đồng chí Triệu Quốc Đống điều lên sở thì bọn họ cũng không nỡ. Phó Bí Thư và Phó Chủ tịch huyện bọn họ đều tới gặp mặt. Mã Việt Chân vội vàng đứng lên. Mã Việt Chân đúng là không hiểu được tính cách vị giám đốc sở này. Mặc dù trước đó Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng An Đô phụ trách giao thông, nhưng thời gian phụ trách không lâu, hơn nữa Mã Việt Chân lại ở phòng nhân sự nên chưa tiếp xúc bao giờ. Cho nên Mã Việt Chân càng thêm cẩn thận, nhất là bây giờ đang điều chỉnh cán bộ trung tầng. Lão Mã khách khí làm gì, ngồi đi. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Như vậy đi, anh về nói với Lão Hầu mau chóng làm xong thủ tục cho Quốc Đống. Vâng, tôi lập tức truyền đạt lại ý của giám đốc với trưởng phòng Hầu. Ừ, anh đi đi. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Mã Việt Chân vội vàng đứng lên. Giám đốc làm việc, tôi đi trước. Sau khi cửa đóng lại, Triệu Quốc Đống mới ưỡn ưỡn người mà nói. Thái ca, ở trong nơi như vậy mà anh không thấy phiền sao? Chú nghĩ anh thích như vậy sao? Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sở giao thông vừa xảy ra chuyện. Lòng người hoảng sợ. Anh nếu tạo không khí vui vẻ không phải tự chuốc việc vào người sao? Hơn nữa ở sở thì anh cũng không có mấy người mà. Cốc cốc. Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cửa được đẩy ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến vào.
thấy Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương ngồi trên ghế, y hơi ngẩn ra. Phó Thiên, lại đây làm quen một chút. Triệu Quốc Đống, Quốc Đống, đây là Phó Thiên mà tôi đã nói với cậu. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên bắt tay đối phương mà nói. Thiên ca, đã sớm nghe Thái ca nói về Thiên ca, cây bút tài hoa nhất huyện ủy Hoa Dương. Ha ha, Quốc Đống, tên của cậu tôi đã sớm nghe tới, sớm muốn gặp. Tôi cậy lớn gọi cậu là Quốc Đống đi. Phó Thiên cười nói. Cậu vừa đến à? Ừ, tôi vừa tới. Sáng xong thủ tục liền lên ngay. Ngày mai về còn thu thập một chút. Triệu Quốc Đống biết người này vốn là thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy Hoa Dương. Bây giờ Phó Thiên được điều lên làm phó chánh văn phòng sở giao thông, phụ trách công tác văn phòng. Phó Thiên, cậu nói với Cổ Ân Hải cùng Tần Tự Bân để bọn họ tối nay đến chỗ cũ gặp. Ừ, gọi cả Tuyết Phong và Tiểu Bằng nữa. Thái Chánh Dương quay về bàn làm việc mà nói. Vâng. Phó Thiên vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống, nghe nói cậu uống giỏi, tối nay chúng ta không say không về. Quyển 4, chương 13, nhập gia tùy tục. Thiên ca, giám đốc Thái đó là hại tôi đó. Tôi đâu có được như vậy. Nói thẳng ra chỉ là đọc nhiều sách nước ngoài một chút mà thôi, sau đó bịa chuyện với giám đốc, Thiên ca cảm thấy tôi có thể lừa được giám đốc sao? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ cười cười. Giám đốc Thái đây là cố ý muốn cảnh tỉnh tôi phải đàng hoàng. Ha ha, Quốc Đống. Giám đốc Thái có ý gì thì tôi không biết, nhưng giám đốc coi trọng cậu thì tôi hiểu. Phó Thiên cười nói. Nào, không nói nữa, uống thôi. Thiên ca, tôi nói thật đó. Tôi không học ngành giao thông, ngồi ở vị trí này mà muốn làm việc thì đúng là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Quốc Đống, cậu sao vậy? Ai vừa sinh đã giỏi chứ? Tôi trước công tác ở huyện ủy Hoa Dương, cũng chưa tiếp xúc với ngành giao thông mà, bây giờ vẫn ổn đó. Phòng cao tốc cũng không phải chỉ có một mình cậu, trên có Tự Bân, dưới còn có một phó nữa, dưới còn có mười mấy người, có chuyên gia, có nhân viên kỹ thuật. Nếu không được nữa thì còn có một đám giáo sư trong học viện giao thông mà. Phó Thiên lắc đầu nói, Triệu Quốc Đống này xem ra chưa quen với công việc của sở, vẫn còn có tâm lý ở cơ sở. Ở cấp sở đâu phải ai cũng giỏi cơ chứ. Lãnh đạo làm gì, đó chính là anh phải biết bố trí, biết phân lý công việc được tốt, cũng không phải bảo anh tự mình đi làm việc. Cũng khó trách, làm ở cơ sở quen nên cảm giác khác. Ha ha, Thiên ca, tôi đúng là chưa quen. Công tác sau này còn cần Thiên ca giúp đỡ nhiều. Triệu Quốc Đống giơ chén lên nói. Người một nhà không nói hai lời. Phòng cao tốc có công tác khá nặng, nhưng các công tác kỹ thuật về cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ trên tỉnh tranh luận là nên làm đường cao tốc nào trước. Dù sao tài chính của tỉnh có hạn, chỉ có thể tập trung lực lượng làm một cái tước. Chẳng qua thời gian trước giám đốc Thái hình như bị mấy bí thư, thị trưởng quấn lấy nên rất phiền. Vì thế suy nghĩ của giám đốc có chút thay đổi, đại khái là muốn tìm con đường gom góp tài chính, xem có thể cùng làm hai đường không. Phó Thiên nói cũng đúng, hạng mục đường cao tốc rốt cuộc do cơ quan nào xác định làm thì Triệu Quốc Đống còn chưa rõ. Nghe Phó Thiên nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng tự tin không ít. Công tác quy hoạch đã hoàn thành, trên thực tế cũng chỉ là đợi lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và Bộ Giao thông quyết định mà thôi. Chẳng qua nếu muốn cho ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thực hiện thì hơi khó, có thể cho chính sách hỗ trợ còn có thể. Bộ Giao thông nhiều lắm chỉ có thể hỗ trợ một chút tài chính mà thôi. Phần lớn đều do tỉnh phụ trách. Bây giờ công tác của phòng cao tốc chính là dựa theo ý của lãnh đạo mà nghiên cứu sâu thêm, sau đó tính toán kế hoạch tài chính, chờ khi đường cao tốc chính thức khởi công. Triệu Quốc Đống có lẽ phòng cao tốc sẽ dần chuyển thành công ty khai thác đường cao tốc An Nguyên. Bây giờ phòng cao tốc nói trắng ra chính là bộ khung của công ty khai thác đường cao tốc sau này. Bảo sao Mã Việt Chân lại hâm mộ mình có thể tới phòng cao tốc công tác. Điều này sợ không chỉ là ý tưởng riêng của giám đốc Thái. Hai đường công tác trên thực ra sẽ đại biểu sau này tỉnh trọng tâm nghiêng về phía nào. Dù là Miên Châu, Kiến Dương hay là Đường Giang, Tân Châu thì đều không ngồi nhìn cơ hội mất đi. Mà lãnh đạo tỉnh ủy có lẽ cũng có suy nghĩ khác nhau. Triệu Quốc Đống không nói rõ nhưng Phó Thiên cũng rõ tranh chấp một chút ở tầm cao. Tần Hạo Nhiên mặc dù đi lên từ sở tài chính nhưng đã công tác ở Đường Giang nhiều năm, có tình cảm ở đây. Trương Nghiễm Lan lại xuất phát từ Kiến Dương. Trong này nhất định có tranh cãi. Đúng thế, cho nên giám đốc Thái mới khó xử như vậy,
muốn vô tư không nghiêng về phía nào đâu dễ như vậy. Hơn nữa hai đường này đều có ưu khuyết điểm, không dễ quyết định. Phó Thiên cũng nói, trong thời gian này Thái Chánh Dương có vẻ già đi không ít, tất nhiên là bị việc này làm phiền không ít. Hơi nghiêng về một bên thì không mất lòng Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách thì lại mất lòng Phó Chủ tịch thường trực tỉnh. Tuy nói chưa chắc đã sao nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc sau này. Hai người đang nói chuyện thì Tần Tự Bân đã bưng chén tới. Triệu Quốc Đống vội vàng bưng chén lên nói. Trưởng phòng Tần. Hai anh em các người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Tần Tự Bân mặt đỏ bừng vì rượu, đi cũng có chút lảo đảo. Đây là chỗ nào mà gọi trưởng phòng Tần? Gọi Bân ca. Ha ha, Bân ca, tôi và Thiên ca đang nói chuyện về đường cao tốc mãi không thể quyết định. Giám đốc Thái thời gian này đúng là đủ mệt. Hừ, Quốc Đống, việc này dễ quyết định vậy sao? Cậu nghĩ xem, đây là khoản đầu tư hàng tỷ, trong này có nhiều vấn đề cơ mà. Nói khó nghe một chút ai tranh được vào tay thì đó là công thần. Anh không tranh được vào tay thì anh là tội nhân làm mất sự phát triển của một nơi. Tần Tự Bân ngồi xuống rồi nói. Hơn nữa việc này không chỉ liên quan tới một nơi phát triển, còn cả việc xây dựng, giải tỏa. Lãnh đạo có thể không suy nghĩ sao? Tần Tự Bân công tác trong ngành giao thông khá lâu. Thái Chánh Dương sau khi nhận chức liền điều y từ Học viện Giao thông đến làm trưởng phòng quy hoạch tổng hợp. Y nói chuyện không hề e ngại nhiều như Triệu Quốc Đống và Phó Thiên. Mặc dù cũng e ngại nhưng lời nói rõ hơn. Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đều ra vẻ không hiểu mà cười cười giơ chén. Bân ca, nào, hai chúng ta làm bài. Nghe nói Bân ca trong trường có tiếng ca cực hay. Tối nay thử xem. Tần Tự Bân chẳng qua chỉ là phát tiết vài câu rồi bị Phó Thiên chuyển đề tài nên cũng bị chú ý. Mấy cô gái lúc này cũng cười cười tiến vào, tất nhiên không lạ mọi người ở đây. Được, lão Phó, anh cũng phải gào vài câu, mỗi lần đều trốn tránh khiến mấy cô em lấy tiền bo của anh cũng không tiện. Nếu đã đến đây thì phải thả lỏng người chứ. Chúng ta cũng đây có làm gì, chẳng qua chỉ là hát, nhảy vài bài mà thôi. Tần Tự Bân thả lỏng hơn Phó Thiên nhiều, y lớn tiếng nói. Chọn cho tôi bài người Bắc Kinh ở New York. Mấy cô gái liền vây lấy kêu loạn Bân ca Thiên ca Hải ca, điều này làm người ta không nhịn được mà nhìn. Năm 94 hát karaoke rất được yêu thích, ban đầu là uống hát một mình, sau đó bắt đầu có các cô gái hát, nhảy cùng. Dần dần các câu lạc bộ, các nhà hàng lớn ở Ando đều có hoạt động như vậy. Khách sạn Phỉ Thúy mặc dù không phải khách sạn 5 sao, thậm chí chưa bằng 4 sao nhưng chủ yếu nó không kinh doanh việc nghỉ là chính, mà nổi tiếng nhờ ăn uống và giải trí. Nếu chỉ riêng việc ăn uống, giải trí thì ở đây không thua kém gì khu phục vụ của Giả Nhật Hoa Viên và Hỷ Lai Đăng. Triệu Quốc Đống cũng không quá thích nơi này, nhất là hoàn cảnh có nhiều phụ nữ như vậy. Có lẽ do xuất thân từ cảnh sát nên hắn có nhiều quy tắc, vì thế hắn bài xích với loại phụ nữ này. Thấy Triệu Quốc Đống cao có, Phó Thiên lắc đầu rồi nhỏ giọng nói. Nhập gia tùy tục, đừng làm mọi người mất vui, cũng không có làm gì mà. Triệu Quốc Đống thầm thở dài một tiếng trong lòng, muốn dung nhập vào vòng tròn này đúng là không dễ, ít nhất phải chấp nhận thứ mình không thích. Thực ra ở đây cũng chỉ là cười cười, nói, ôm vài cái mà thôi. Còn nếu muốn cùng các cô gái làm thêm thì không phải không được, phải xem bản lĩnh và miệng lưỡi của anh có lừa được cô gái tình nguyện lên giường không. Không có bản lĩnh thì dù anh ném tiền trước mặt cũng chưa chắc đã thành công. Phó Thiên có vẻ cũng không thích nơi này nhưng lại che giấu rất tốt. Triệu Quốc Đống lại như ngồi trên đống châm. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không được tự nhiên, Phó Thiên cười thầm trong lòng. Thanh niên đúng là thanh niên, chút làm bộ cũng không rõ. Y liền vẫy vẫy một cô gái lại gần. Cô gái nói. Thiên ca, sao thế? Em xem làm như thế nào để chú em của anh lại đầy mồ hôi thế kia? Một cô gái cười hì hì nói. Thiên ca, có phải lần đầu anh ta tới đây không? Bọn em là hổ sao mà phải sợ chứ? Ha ha, vậy em tự hỏi xem. Em đi giúp cậu ta bình tĩnh lại đi. Phó Thiên cười nói. Em không có hứng thú phí miệng nói chuyện với khúc gỗ, để hồ điệp đi, dù sao hai người tuổi tương đương nhau, để bọn họ nói chuyện đi. Một cô gái lớn tiếng nói. Hồ điệp, hồ điệp. Một cô gái đang ngồi chọn bài ngẩng đầu lên nhìn tới. Bên kia có một khúc gỗ, cô đi tiếp anh ta đi. Nhìn người này có lẽ cũng giống cô là đến để giết thời gian. Một cô gái không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống ngồi bên mà lớn tiếng nói.
Y vừa nói như vậy khiến mấy người đàn ông trong này cười phá lên. Tiểu Thiến, thì ra mỗi lần em đều mang hồ điệp tới để lừa tiền bọn anh sao? Nói cho em biết cậu đó còn nguyên, chưa biết gì cả, đừng có mà ăn hiếp đấy. Hải ca, người không tin được thì sao bọn em mang hồ điệp tới? Chẳng may trong các anh nổi thú tính khi thấy hồ điệp thì sao? Cô gái Tiểu Thiến cười nói. Còn nguyên, lớn như vậy mà còn nguyên, từ Thiếu Lâm hay Hoàng Cung đi ra vậy? Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ mình lại bị một cô gái nói như vậy, mấy cô khác cũng nhìn với ánh mắt quái dị. Quyển 4, chương 14, không hẹn mà gặp. Có hát không? Không hát. Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói hơi quen tai nên ngẩng đầu. Đối phương cũng thấy không đúng nên nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống và há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Đối phương vừa xấu hổ vừa vội, thấy Triệu Quốc Đống định nói chuyện cô liền vội vàng bịt miệng hắn. Cũng may ánh đèn trong phòng không quá sáng, mấy người đang chơi đùa nên không ai chú ý tới bọn họ. Bàn tay đặt ngoài miệng Triệu Quốc Đống, đối phương hốt hoảng như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống thấy buồn. Một cô gái như vậy mà phải tiến vào đây, dù là cô có trong sạch thì cũng khó có thể giữ được tự trọng. Hơn nữa tư tưởng chỉ thay đổi một chút là sẽ suy bại. Hơn nữa một cô gái vào đây kiểu gì chẳng thành như vậy. Triệu Quốc Đống nhìn tới ra hiệu cho cô gái yên lòng. Cô đã trang điểm nên khá khác, nếu không phải người quen và nhìn ở khoảng cách gần thì khó nhận ra. Triệu Quốc Đống cũng nghe được tiếng của đối phương nên mới nhận ra. Tại sao? Triệu Quốc Đống ra hiệu đối phương tới lại gần một chút. Cô gái do dự một chút rồi cũng tới gần. Sao, chẳng lẽ không yên tâm về anh? Triệu Quốc Đống cười nói. Không phải, em không tiếp rượu, không nhảy, chỉ hát với khách thôi. Đối phương cúi đầu nhỏ giọng nói. Em không muốn mấy người Tiểu Thiến nhận ra chúng ta quen nhau. Hừ, vào đây còn có thể do em tự quyết định sao? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Cho nên em không thường xuyên tới đây, trừ khi Tiểu Thiến xác nhận là người quen có thể yên tâm thì mới có thể bảo em tới. Đối phương ngẩng đầu lên, một tia xấu hổ và sợ hãi trong mắt làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tại sao em không tiếp tục chơi đàn ở Lam Loan? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà nói. Còn có thể làm ở đó nữa sao? Đám kia không ngừng tới làm phiền, khách sạn khuyên em tự rời đi. May là em không có để tên tuổi cụ thể ở đó, nếu không. Mặt Đồng Úc tái đi, tâm trạng chua xót bao phủ trong lòng cô. Cô không biết đối phương lúc này nghĩ mình như thế nào. Cô gái cùng hát, uống rượu, hay nhảy với khách, hay cả ba. Cô cười cười tự giễu mình. Vậy thì sao chứ, hắn thấy mình ra sao có thể ảnh hưởng gì tới mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục mà. Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Có thể sao chứ. Nếu đêm đó không phải trùng hợp gặp hắn thì Đồng Úc đã thảm rồi, rất nhiều chuyện giấu trong bóng tối mà người ngoài không biết, cũng không có nghĩa không xảy ra. Cho nên em tới Phỉ Thúy Bảo. Triệu ca, em không đến đây thì có thể tới đâu nữa? Thành phố Ando mặc dù lớn nhưng có mấy nhà muốn thuê người chơi đàn nhị hồ. Lại có bao người thích phong cách cổ. Đồng Úc thở dài một tiếng mà nói. Anh nghĩ em thích sống như vậy sao? Mỗi lần tới đều phải lo lắng, đề phòng. Phải hóa trang, phải đề phòng đám khách uống rượu và gây rối. Dù là người quen nhưng vẫn có khách. Đồng Úc buồn bã nói. Khách là thượng đế, ai coi bọn em là người. Trừ bọn em trân trọng mình ra thì còn có thể thế nào chứ? Câu cuối cùng của Đồng Úc làm Triệu Quốc Đống chấn động. Ngoài mình trân trọng mình thì ở đây còn ai coi các cô là người chân chính? Ai chẳng nghĩ các cô là thứ để chơi đùa? Chẳng lẽ còn có thể coi các cô là bạn và đối xử ngang hàng sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Em thật sự muốn kiếm tiền như vậy sao? Đồng Úc kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống rồi hừ lạnh một tiếng. Anh cho rằng em đến đây để chơi, hoặc là em thích hưởng thụ sao? Không, anh không có ý đó, anh nói là có nhiều cách kiếm tiền, em không nhất định dùng cách này. Em là con gái, nếu bị người phát hiện sẽ làm mất danh dự cả đời của em, ví dụ như em có thể đi làm gia sư mà. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Gia sư, em học ngành lịch sử, đúng như anh nói đó, công việc còn khó tìm, ai lại thuê gia sư học ngành lịch sử? Đồng Úc hỏi lại một câu. Vì học, trong nhà đã vay hết tiền của họ hàng, bố em và em còn đi bán máu hai lần mới có đủ tiền đi đường và tiền học phí. Tiền sinh hoạt ở Ando cao như vậy,
chỉ riêng tiền học 4 năm của em đã bao tiền. Em nghĩ dù mình công tác 5 năm cũng chưa chắc đã bù lại số tiền đó. Mà điều kiện là em phải tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Anh nói xem em nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống không ngờ Đồng Úc lại nói chuyện theo cách này. Nhưng câu hỏi của cô đúng là làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Thực tế rất tàn khốc, nó tồn tại theo nhiều cách khác nhau. Mà Đồng Úc chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Ví dụ như các cô khác ở trong phòng này, chẳng lẽ nói các cô thích công việc này, có lẽ có cô thích hưởng thụ thì không chán, nhưng ai cũng như vậy sao? Triệu Quốc Đống buồn bực không nói gì mà chỉ bưng chén lên uống. Nhưng hắn không ngờ Đồng Úc lại nói. Triệu ca, anh có biết một chén rượu của anh tương đương tiền sống một tháng của em không? Triệu Quốc Đống trợn tròn mắt, uống không được, không uống cũng không được. Cuối cùng hắn bỏ xuống và nói. Đồng Úc, có cần anh giúp em không? Sao, anh thấy em đáng thương hại ư? Ngay cả Đồng Úc cũng không biết sao mình lại ăn nói như vậy. Anh có nhiều tiền lắm à? Anh có thể cho em bao tiền? Triệu Quốc Đống gãi đầu mà cười khổ nói. Đồng Úc, không nên ép người như vậy chứ. Anh có tiền hay không, có bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là anh nghĩ có thể giúp em vậy là đủ. Tại sao lại dùng giọng điệu đó châm chọc anh? Anh không phải ông chủ lớn, cũng không phải nhà từ thiện, nhưng anh muốn giúp người bên cạnh cần giúp, chẳng lẽ sai sao? Đồng Úc lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Đống, cô nói. Xin lỗi, em tin trên đời này còn nhiều người cần em giúp hơn. Anh giúp bọn họ đi. Đồng Úc, ở đây không thích hợp với em, dù em cảnh giác ra sao thì xã hội đầy âm u. Lần trước em gặp chỉ là chuyện quá đơn giản, nếu đối phương cố gài bẫy thì dù em cảnh giác đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Thật đó, anh làm cảnh sát nên hiểu điều này. Vậy thì sao chứ, em tình nguyện mà. Đồng Úc trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Thu lại trái tim đồng cảm của anh đi, thế giới này không phải ai cũng xấu như anh nghĩ đâu. Triệu Quốc Đống chỉ còn có thể ngậm miệng không nói gì. Hắn cảm thấy tâm trạng Đồng Úc không ổn định, nhưng hắn không biết mình sao lại làm cô giận. Hắn không nói gì quá, có lẽ do cô tự ti nên mới vậy.